Chương 1728, đột kích. Sợ hãi không phải là tính cách của vương nhân bảng tôi đây. Đừng dài dòng nữa, này người đẹp, hãy nhận lấy bó hoa này đi. Từ nay trở đi, cô chính là người của tôi rồi. Yên tâm, ở cái nơi hội sở Tô Thị này, có bảng ca tôi che chắn, thì không có đứa nào dám bén mảng đến đây cả. Nói đến đây, hắn giơ tay ra ôm lấy phần eo của Tô Lâm Nhi một cách rất thô bạo giống như một tên lưu manh vậy. Cảm ơn bàng ca đã xem trọng một người con gái yếu đuối như Lâm Nhi tôi đây. Rồi chuyện lạ lùng đã xảy ra, khiến Tô Lâm Nhi bất ngờ không thể tránh được, dường như cô còn ngại tay của vương nhân bàng chưa đủ nhanh, liền ngả thân mình vào trong lòng của hắn, giống như cả hai bên đều tình nguyện vậy. Đối diện phòng nội, Lam Tín Trạch phát hiện đường ca Lam Tồn Quân dùng một tay để bóp chặt cái bình trà càng ngày càng nhỏ. Một cái bình trà sắt to bằng cái nắm tay lại bị gã làm cho nhỏ lại giống như bóp nát một tờ giấy bình thường. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ trở thành một quả cầu thép, hắn dùng ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn vào vướng nhân bàng đang ở trong phòng. Anh, nên qua đó thôi. Lam Tín Trạch sợ đường ca bệnh sẽ nặng thêm nên vội vàng nói như vậy. Đợi đã. Lam Tồn Quân vung tay lên nói. Nếu tiếp tục đợi nữa thì các món hoàng hoa đều nguội cả rồi. Lâm Tín Trạch tỏ ra lo lắng, bởi vì hắn phát hiện ra Tô Lâm Nhi đang ở bên vương nhân bàng và nói chuyện rất thân mật. Tín Trạch, mỗi khi gặp chuyện lớn thì cần phải bình tĩnh. Cậu cứ nghĩ mà xem, Tô Lâm Nhi là một người con gái dễ dàng sa vào lòng người đàn ông khác như vậy sao? Lam Tồn Quân nói, vương nhân bàng lại không phải là Phan An Hàn Ngọc, đó là điều không thể được. Lâm Tín Trạch nói với giọng khinh thường, cô ấy đang ép tôi. Lam Tồn Quân nhìn chằm chằm vào Tô Lâm Nhi ở nơi xa, nói một cách lạnh lùng. Lâm Tín Trạch không phải là kẻ ngốc, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra được vấn đề. Ha ha, cái đỉnh núi đó cũng không tệ. Con cáo giả vương nhân bàng không ngờ lại luôn để ý phía trên ngực của Tô Lâm Nhi trước mặt mọi người. Mày dám! Tô Quý Tài rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền hét lên. Lão già kia, kêu cái gì, cho ông đây vui vẻ chút đi. Vương nhân bàng liền cho Tô Quý Tài một cái tát, khiến cho hắn bị ngã vào góc tường, đến nỗi mãi mà vẫn không đứng dậy được. Đồ khốn kiếp! Tô Lâm Nhi giận dữ, lấy hai tay đập vào mặt của vương nhân bàng. Năm ngón tay in trên mặt của bàng ca, đây quả thật là mấy đường đẹp mắt. Hơn nữa, người con gái này còn dùng một chân đạp vào phần dưới của hắn nữa. Nếu như đạp chúng, thì e rằng bàng ca sẽ trở thành vương công công của thời đại mới. Tuy nói Tô Quý Tài chỉ là họ hàng xa của Tô gia, nhưng Tô Quý Tài vẫn luôn đi theo Tô Lâm Nhi, dù sao thì con người vẫn là loại động vật có tình cảm. Thường ngày, Tô Lâm Nhi rất tôn trọng Tô Quý nên mới gọi hắn là chú Quý Tài. Hừ! Đột nhiên, một âm thanh lạnh đến tân xương cốt vang lên, khiến Tô Lâm Nhi cũng phải dừng tay lại. Vương nhân bàng đưa mắt lên nhìn, phát hiện ra một thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng đang đứng ở trước cửa phòng nhìn mình. Anh đúng là một cao nhân. Không ngờ lại có thể ra tay với một người phụ nữ yếu đuối như vậy, đúng là đã khiến cho Lam Mỗ đây được mở rộng tầm mắt. Lam Mỗ tôi đây luôn thắc mắc một điều rằng, ở bên dưới anh có mang theo cái đó hay không? Lam Tồn Quân nói một cách lạnh lùng. Có mang hay không thì cũng không có liên quan gì tới anh, nếu không thì chúng ta cùng cởi ra để so sánh xem của ai hơn. Những lời nói của vương nhân bàng tuy có chút thô tục, nhưng đó cũng thực sự là một đòn sát thương. Gã quay sang chỗ Tô Lâm Nhi liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Muốn làm sứ giả bảo vệ người đẹp thì cũng phải có trọng lượng mới được chứ. Nếu không thì, bị chịu đánh một cách vô duyên vô cớ thế này là không thỏa đáng. Mẹ kiếp, dám nói với anh tao những lời như vậy. Lâm Tín Trạch giận dữ, tiến về phía trước, dùng chân đá về phía vương nhân bàng. Muốn chơi phải không? Trên mặt vương bàng nhân lộ rõ điệu cười nham hiểm, dùng một chân đá tới. Huỵch một tiếng, Lâm Tín Trạch giống như con dế nhũi bị đá lật một phát, phải mất hai vòng mới dừng lại được. Việc này rõ ràng là vương nhân bàng đã rất nương tay rồi. Lâm Nhi, em vẫn còn giận anh có phải không? Lâm Tồn Quân nhìn về phía Tô Lâm Nhi rồi nói. Muốn em nguôi giận cũng được thôi, em muốn hắn phải quỳ trước mặt em và gọi em hai tiếng bà cô, còn cái tên Diệp Phàm nữa, anh phải bắt hắn về đây cho em. Tô Lâm Nhi liền chuyển hướng chỉ về phía vương nhân bàng. Nói với giọng tức giận. Nếu như anh không bắt được hắn, vậy thì Tô Lâm Nhi em đây sẽ chơi với nó. Cái từ chơi đó đã tạo ra một vết thương khá nặng.
tự nhiên lại có một ý nghĩa khác. Phía đằng sau có chỗ trống để chơi đó, thế nào? Lâm Tồn Quân đưa ra thư khiêu chiến, ánh mắt trở nên sắc lạnh giống như sói vậy. Ha ha, cũng được thôi, lâu lắm rồi không có người để vui đùa. Chơi cũng được thôi, để may mắn giành được chiến thắng thì cần phải có người đẹp ở bên, chuyện tốt đây. Vương Nhân Bằng phủi bụi trên người rồi đi ra ngoài. Khi đi đến chỗ Tô Lâm Nhi, hắn vừa cười vừa nói. Này người đẹp, hãy ở đây chờ Bằng ca, đó là việc nhất định phải làm rồi. Thắng rồi hãy nói. Lúc Tô Lâm Nhi nói những lời này là lúc cô đang nhìn về phía Lam Tồn Quân để nói. Ồ, anh biết em đã nhất thời không còn giận nữa rồi. Anh sẽ dùng nắm đấm để nói với những kẻ không biết tự lượng sức mình. Cái được gọi là nắm đấm chính là đạo lý cứng rắn. Người phụ nữ của Lam Tồn Quân chính là của Lam Tồn Quân. Lam Tồn Quân hơi vung tay, bước những bước lớn rồi đi ra ngoài. Bãi đất trống của hội sở Tô Thị có tương đối nhiều. Vào buổi tối, trên sân gôn cũng chẳng còn ai rảnh rỗi để chơi ở đó nữa, những đó lại là địa điểm tốt để luận bàn. Dưới ánh đèn rực rỡ, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đứng đối diện nhau, còn Tô Lâm Nhi thì đứng một mình ở dưới một bóng cây để quan sát. Cháu nói xem cậu Lam có thắng được không? Tô Quý Tài trùng mặt xuống, hỏi nhỏ. Đó là điều chắc chắn. Chắc chú chưa được nhìn thấy võ công của Tồn Quân, dù là người có võ công cao siêu đến đâu thì cũng không thể so sánh được với anh ấy được. 10 người cũng chưa chắc đã đánh bại được anh ấy. Anh ấy chỉ cần dùng một cước là có thể làm vỡ được một phiến đá lớn. Tô Lâm Nhi thản nhiên cười nói. Lợi hại thật, nếu mà đá lên trên người, thì chắc là còn kinh khủng hơn. Nói đến đây, Tô Quý Tài lại có chút lo lắng khi nhìn về phía Vương Nhân Bàng và nói rằng. Chỉ bằng cô nói với cậu Lam, hãy ra tay nhẹ chút, đừng để có người bị đánh chết. Phiền phức lắm. Chú yên tâm đi, Tồn Quân tự khắc có tính toán. Từ trước đến nay, anh ấy làm việc gì cũng đều có tính toán, chứ không phải là hạng người thô lỗ đâu. Ngay cả chủ tịch thành phố Lam cũng rất tín nhiệm anh ấy, dồn hết tất cả hy vọng của Lam ra đặt lên trên vai của anh ấy. Bản thân anh ấy cũng là người rất cẩn thận, làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Nếu không thì Tô Lâm Nhi cháu làm sao có thể để ý đến anh ấy được chứ? Tô Lâm Nhi thản nhiên nói. Tiểu thư, tôi nghĩ rằng, những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng giận cậu Lam nữa, cô xem cậu Lam tốt như vậy, lại còn chạy từ nơi xa đến chính là để cho cô chút giận. Lâm Quý Tài nói đến đây, rồi quay ra nhìn Tô Lâm Nhi và nói tiếp. Hơn nữa, ông chủ cũng rất quý cậu Tồn Quân. Ông chủ cũng đã sống gần hai đời người rồi nên cách nhìn người của ông cũng rất chuẩn đấy. Cháu không nói anh ấy là người không có bản lĩnh, cháu chỉ là thấy có chí khí, có bản lĩnh đã rất phi thường rồi. Tô Lâm Nhi nói một cách tức giận, Tô Quý Tài không nói gì thêm, ông biết rằng Tô Lâm Nhi là một cô gái có chủ kiến chứ không phải là người bình thường nào cũng có thể thao túng được. Đến đây Lâm Tồn Quân, để Vương Nhân Bàng tôi đây xem rốt cuộc anh là người tài giỏi cỡ nào. Vương Nhân Bàng đứng trên sân cỏ với một tư thế hết sức lông bông. Đây là địa bàn của bạn gái tôi, Lam Tồn Quân tôi cũng có thể coi là chủ nhân của nơi này, vì thế, hay là để anh tấn công trước, từ trước đến nay tôi làm gì cũng đều nhường người khác. Lam Tồn Quân cũng không ỷ lại, anh cũng thể hiện ra cho Vương Nhân Bàng biết rằng, y đã gặp một đối thủ thực sự. Đại ca, hai người họ sắp đánh nhau rồi. Trong bóng tối, một bóng đen đang gọi điện thoại với nụ cười gượng trên khuôn mặt. Vẫn chưa đánh nhau à? Diệp Phàm hỏi. Chúng đang đứng so tài tính nhẫn nại của nhau, mẹ kiếp, hình như cao thủ nào cũng thích chơi cái trò tẻ nhạt này. Cái tính nhẫn nại này thì có gì hay cơ chứ, cứ dứt khoát đưa tay ra đấm một quyền, giơ chân ra đá một cước, những âm thanh bang, bang phát ra sao mà dứt khoát, tự tại biết bao. Phạm Cương nói. Phạm Cương, cậu chưa đạt đến trình độ đó nên cậu không biết đấy thôi. Tính nhẫn nại còn làm tổn thương tinh thần cao hơn so với đao thật súng thật. Cơ thể con người là do máu thịt tạo nên. Nhưng mà tâm hồn của con người lại do tinh thần cấu tạo nên, vì thế một cơ thể mà không có linh hồn. Dù cơ thể có tốt đến mấy thì cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy, tinh thần còn đáng sợ hơn so với máu thịt nhiều. Cao thủ thường trong nháy mắt chỉ với một ánh mắt là đã có thể quyết định được thắng bại. Tại sao vậy? Chính là vì trong lúc cậu còn đang hoảng loạn thì họ đã ra tay rồi. Với tốc độ nhanh như chớp thì đã hạ đo ván cậu rồi. Phạm Cương, cậu phải nhớ kỹ một điều rằng, khi làm việc cho tôi thì phải bình tĩnh một chút,
lúc so tài thì cần phải tự rèn luyện cho mình sự bình tĩnh, đấy mới là nền tảng cho việc đứng vững mà không bị thất bại. Diệp Phàm nói, em hiểu rồi thưa đại ca, nhưng mà, trong hai người này thì ai sẽ thắng? Phạm Cương lại hỏi một cách hiếu kỳ. Lam Tồn Quân chắc chắn sẽ thua. Diệp Phàm nói, đại ca chưa có thử qua, làm sao mà biết được? Phạm Cương tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm. Còn chưa tin lời của tôi, vào ngày 83 hôm đó, tại trận đấu bóng rổ của trường, tôi đã từng giao đấu với hắn. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ hạ gục được tôi, nhưng kết quả lại không được như hắn dự tính. Theo như suy đoán của tôi, dựa vào nội lực của hắn để suy tính thì hắn đã đạt đến cấp độ lục đẳng, vẫn chưa đạt đến thất đẳng. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không có gì chắc chắn cả. Diệp Phàm thản nhiên nói. Còn bàng ca kia cũng lợi hại không kém. Trời ơi, ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ thất đẳng. Mẹ kiếp, ông đây còn không biết được cả đời có cơ hội đạt đến thất đẳng không nữa. Phạm Cương lại chửi. Yên tâm, cậu có hy vọng, hiện tại cậu cũng đã đạt đến tứ đẳng rồi còn gì. Tư chất của cậu cũng tốt như họ, chỉ có điều vẫn còn chưa được rèn luyện đủ. Rèn luyện cũng là điểm mấu chốt quan trọng, Diệp Phàm nói. Bắt đầu đánh rồi, em xem trận đấu trước vậy. Phạm Cương vội vàng nói. Vừa nãy hai người họ không muốn ra tay trước, kết quả cả hai lại ra tay cùng một lúc. Lam Tồn Quân ngay lập tức ngồi xuống chuyển thành tư thế rắn nằm sấp, phía sau bỗng nhiên bật dậy, nhảy lên không quá cao cho lắm. Nhưng giống như những con rắn bình thường sẽ để ý đến phần lưng của Vương Bàng Nhân mà tấn công. Ngũ Đài Xà Quyền, xem ra anh có chút bản lĩnh. Nghe nói Ngũ Đài Sơn có hòa thượng hay quét dọn ở đó tên Nguyên Lâm, không phải là anh học từ ông ấy đấy chứ. Gia đình Vương Nhân Bàng có tiếng học sâu biết rộng, chỉ nói một câu mà có thể hiểu rõ được nội tình của Lam Tồn Quân. Khiến cho Lam Tồn Quân dừng lại một chút trên không trung, theo suy đoán là có chút kinh ngạc. Anh không nên dừng lại, anh mà dừng lại là đã mất đi cơ hội chiến đấu rồi đấy. Ngũ Đài Xà Quyền chính là khiến cơ thể mình mềm mại như rắn, khi ra đòn thì phải có sự kết hợp, hơn nữa, ra đòn nào thì phải trúng đòn đấy. Vương Nhân Bàng giống như một người thầy giáo, trong lời đánh giá có chút gì đó giễu cợt cách dùng một chân đá móc vào trong. Đá trúng vào phần eo, nhưng không có một tiếng kêu nào phát ra, Lam Tồn Quân cũng thật lợi hại, cả thân mình không ngờ lại đối phó một cách nhanh chóng, hai tay ngay lập tức khép lại kẹp lấy một chân của Vương Nhân Bàng. Chương 1729, Chủ tịch thành phố biến thành công công. Rắn vàng vẫy đuôi. Lam Tồn Quân hét lên một tiếng lớn. Hai tay phối hợp uyển chuyển mà mạnh mẽ, nhằm hướng tấn công vào một chân của Vương Nhân Bàng. Xong, đòn tấn công đã không được như mong đợi, Vương Nhân Bàng vẫn bình tĩnh, một chân thì đứng trụ ở dưới đất, còn một chân thì bị Lam Tồn Quân dùng hai tay kẹp chặt, không thể nhúc nhích được. Cách dùng lực chiêu xà vĩ của anh vẫn chưa đủ, phải bất động chút nữa. Vương Nhân Bàng nói, chân đột nhiên hướng về phía trước. Cả người đột nhiên dùng lực. Giống như một cây gậy có sức bùng nổ mãnh liệt hướng về phía Lam Tồn Quân. Cái chân bị kẹp chặt trơn tuột ra khỏi đôi bàn tay của Lam Tồn Quân, rồi chọc thẳng vào ngực của Lam Tồn Quân, nếu lần này mà đạp chúng thì, Lam Đại Công Tử có thể sẽ bị gãy cả xương sườn mất. Trong lúc vội vàng, Lam Tồn Quân bất ngờ dùng biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là cả thân người đột nhiên ngả về một hướng, dùng một tay để tấn công vào chân của Vương Nhân Bàng. Còn thân người bên kia cũng lộn mấy vòng ở dưới đất, rốt cuộc cũng tránh được việc chân bị gãy. Tuy nhiên, bộ dạng của cậu Lam lại trở nên rất thảm hại. Bởi vì phải lộn ở dưới đất mấy vòng cho nên bộ Âu phục mà cậu mặc trên người đã trở nên rúng gió, dính đầy bùn đất. Nhận lấy một cú đấm của tao này. Lam Tồn Quân tỏ ra tức giận, dùng hết sức tấn công về phía ngực của Vương Nhân Bàng. Một cú đá chân là đủ rồi. Vương Nhân Bàng giọng nói vọng xuống đất. Huỳnh một tiếng, Lam Đại Công Tử lập tức như người bay trên trời, bị Vương Lão Đại dùng một chưởng mà bay tới tận hố cỏ cách đó 10 mét. Ở chỗ đó vốn là chả có cái hố nào, nhưng người Lam Đại Công Tử bị đá mạnh nên khi rơi xuống, đất sẽ tự nhiên lõm xuống. Anh! Lam Tín Trạch lo lắng gọi lớn. Tồn Quân! Tô Lâm Nhi cũng chạy đến. Tao thua rồi! Lam Tồn Quân tỏ ra thất vọng, lúc người em họ đỡ dậy, quay ra nhìn Tô Lâm Nhi, nói rằng. Lâm Nhi, chúng ta có duyên không phận, từ nay về sau, anh sẽ không đến tìm em nữa, anh đi đây. Anh Tồn Quân, anh đừng đi, Lâm Nhi mãi mãi là Lâm Nhi của anh.
Tô Lâm Nhi đột nhiên nói lớn. Hai người muốn bội ước sao? Vương Nhân Bàng nói. Mày muốn làm gì? Lam Tồn Quân cắn răng nhìn Vương Nhân Bàng. Vừa nãy đã nói xong rồi. Xin thứ lỗi, cô Tô đây sẽ ở cùng với tôi đêm nay, một đêm thôi cũng đủ rồi. Lam Tồn Quân, ngày mai tôi sẽ đem cô ấy trả lại cho anh. Vương Nhân Bàng lúc đó không phải là loại mặt dày bình thường nữa rồi. Anh có muốn đấu thêm một trận nữa không? Thời gian là chiều mai, ngay tại chỗ này. Lâm Tồn Quân đột nhiên cắn răng nói. Có phải là muốn đi viện binh không? Được thôi, tôi muốn xem cậu có thể gọi được Nguyên Lân Đại Sư tới không? Vương Nhân Bàng liền đáp lại ngay. Hắn nhìn Tô Lâm Nhi một cái, rồi, hừ giọng nói. Tạm thời, cô nghỉ tối nay, tối mai sẽ ở ngồi với tôi. Anh là tên lưu manh, đồ khốn nạn, Tô Lâm Nhi tôi có chết cũng không ngồi với anh. Tô Lâm Nhi đột nhiên hét lên, chỉ vào mặt Vương Nhân Bàng mà nói. Ha ha, vậy còn phải xem Lam Đại Công Tử có bản lĩnh cứu được người đẹp không đã. Cú đấm này của Vương Nhân Bàng tôi chẳng muốn ăn chay đâu. Vương Nhân Bàng nhún vai, quay người, bước từng bước nhàn nhã, rồi đi mất. Anh, để em đi gọi người giải quyết hắn. Lam Tín Trạch nói. Em ngậm cái miệng lại cho anh. Không có chuyện gì thì đừng có nói linh tinh, anh tự khắc có cách. Lam Tồn Quân nổi giận, quay ra nhìn Tô Quý Tài rồi nói. Chú mau dẫn cháu đến chỗ của Diệp Phàm, cháu muốn gặp hắn. Đi tìm chủ tịch Diệp, cái này. Tô Quý Tài nhìn Tô Lâm Nhi. Muốn gặp thì anh tự đi gặp đi, nghe nói, là cậu ta đang ở nhà khách thành ủy đó. Chú Tô Quý Tài, những thứ không có liên quan tới chúng ta đừng để ý, cháu buồn ngủ rồi. Tô Lâm Nhi lại tỏ vẻ lạnh lùng, hừ giọng nói với Lam Tồn Quân, mặt quay ngoắt đi rồi bỏ đi. Chị Lâm Nhi thật đúng là, tính cách hay thay đổi thế, lúc thì có chết cũng không rời, lúc thì lại chả thèm để ý tới nữa. Lam Tín Trạch than thở, nhìn anh họ một cái, rồi hỏi. Anh à, tìm Diệp Phàm làm gì? Thằng nhãi đó, chúng ta xử nó vẫn còn chưa kịp, chả có nhẽ lại đi cầu cứu nó ư. Thật nực cười. Đáng cười thế sao? Lam Tồn Quân lạnh lùng liếc nhìn em họ. Anh muốn đi cầu xin hắn ta. Lam Tín Trạch có chút phẫn nộ, bởi vì, anh ta cho rằng tên họ Diệp đó đã cướp đi người con gái Phí Điệp Vũ của mình. Đương nhiên rồi, hắn là một cao thủ. Anh tin rằng, chúng ta có thể hợp sức với hắn. Nhất định sẽ đánh bại được Vương Nhân Bàng. Lam Tồn Quân tự tin quả quyết. Anh đừng có hồ đồ nữa. Hắn thì có thể có bản lĩnh gì chứ, nhiều lắm thì cũng chỉ là do lực tay hắn mạnh. Vô dụng thôi. Lam Tín Trạch vẫn còn muốn nói thêm, nhưng Lam Tồn Quân ngăn lại, vượt lên đi trước. Hừ, nhìn theo bóng của anh ra đi, sắc mặt Lam Tín Trạch tối sầm lại, lẩm bẩm nói. Anh đi tìm Diệp Phàm, em đi tìm Vương Nhân Bàng. Phải để Vương Nhân Bàng đánh cho hắn tàn phế mới đúng. Vương Nhân Bàng vừa quay về khách sạn tắm rửa, ngồi vẹo trên chiếc ghế sofa gọi điện thoại, lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, vừa mở cửa, liền hừ giọng nói. Cậu tới đây làm gì? Chả nhẽ chê ta đây đánh chưa đủ hay sao? Anh Vương à, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh. Lam Tín Trạch nói. Nói. Vương Nhân Bàng nghiêng mắt nhìn hắn rồi nói. Anh tôi đã đi tìm Diệp Phàm rồi, có thể chiều mai hai người họ sẽ hợp sức lại để tấn công một mình anh. Đến lúc đó, hy vọng anh sẽ chiếu cố anh của tôi một chút. Còn về Diệp Phàm, hãy ra tay với hắn thật mạnh vào. Tốt nhất là hãy đánh cho hắn trở thành Diệp Công Công. Lam Tín Trạch nói. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi ra tay? Tôi tin chắc rằng anh không phải là kẻ ngốc, tôi thích những người thông minh. Vương Nhân Bàng nói. Tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Lam Tín Trạch nói. Bí mật gì? Vương Nhân Bàng hỏi. Tạm thời không thể nói ra được, đợi đến khi tên khốn đó bị đánh thành Diệp Công Công đã rồi hãy nói. Lam Tín Trạch nói. Tôi dựa vào cái gì để tin anh được chứ? Vương Nhân Bàng ngồi lên trên ghế sofa và nhìn Lam Tín Trạch. Anh Vương đây là một cao thủ, bến cảng của Lam gia chắc là anh đã biết đến rồi. Tôi chính là cháu của thị trưởng Lam. Người nhà của Lam gia chúng tôi một khi đã nói ra thì nhất ngôn cửu đỉnh. Bí mật này nếu như không xem như bí mật, tôi tuyệt đối không nói ra. Hậu quả của việc tôi lừa anh chắc chắn là sẽ rất nghiêm trọng. Anh là một cao thủ mà, Lam Tín Trạch tôi biết được hậu quả của việc dám đùa với một cao thủ là thế nào. Lam Tín Trạch liếc nhìn Vương Nhân Bàng nói.
hãy tiết lộ một chút tin tức đó đi xem nào. Tôi muốn xem tin tức đó có đáng để tôi ra tay biến chủ tịch thành phố Diệp thành Diệp Công Công hay không. Anh nên biết rằng, biến một chủ tịch thành phố thành một công công không phải là chuyện dễ dàng gì. Việc này sau khi làm xong chắc chắn sẽ gặp rất nhiều điều phiền phức. Vương Nhân Bàng quay ra nhìn Lam Tín Trạch, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này, anh đã từng giao đấu với anh tôi rồi thì nên biết rằng anh ấy không giống như anh. Những năm gần đây, anh ấy vẫn luôn muốn thông qua nhiều phương pháp đặc biệt để gia tăng nội công, để có thể đạt đến cấp độ cao hơn trước. Chỉ có điều là, những phương pháp đặc biệt đó chỉ có trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, còn hiện thực thì dường như vẫn chưa có. Nhưng có một lần tôi đi cùng với anh tôi lên Ngũ Đài Sơn. Cũng chính cái vị hòa thượng chuyên quét dọn ở đó trong lúc nói chuyện với anh tôi, đã vô hình chung nói ra. Hình như ở trên núi Nga Mi có một nơi gọi là Thiên Nguyệt Am. Trong am đó có một loại cây sinh trưởng ở đó. Sau khi nói đến đây, Lam Tín Trạch không nói gì thêm nữa, hắn nhìn Vương Nhân Bàng, hẳn là đang chờ một cuộc giao dịch. Sao lại không nói tiếp nữa? Vương Nhân Bàng nói với giọng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lam Tín Trạch. Đợi anh biến chủ tịch thành phố Diệp trở thành Diệp Công Công đã. Lam Tín Trạch tôi sẽ kể cho anh nghe hết mọi chuyện không sót chữ nào. Hơn nữa, chuyện này đối với tôi mà nói thì có tác dụng gì chứ? Ngược lại, một cao thủ như anh, chẳng lẽ lại không muốn đạt đến một tầng cao hơn bây giờ để uy danh thiên hạ? Lâm Tín Trạch nói. Ha ha ha. Vương Nhân Bàng đột nhiên cười phá lên rồi nhìn Lam Tín Trạch rồi nói. Gan của cậu cũng không nhỏ, dám cả gan đặt điều kiện với tôi. Con người tôi đây ghét nhất những người dùng cái gì đó để uy hiếp tôi. Vì vậy, anh tính đi tính lại, có từng tính đến việc nếu như bây giờ anh không nói tin đó ra, tôi đây sẽ xử anh như thế nào không? Vương Nhân Bàng nói với giọng tràn đầy sát khí, rồi nói tiếp. Hơn nữa, nếu xét về đánh nhau thì anh chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Hay là hãy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, để tránh phải chịu đựng nỗi đau da thịt. Để xử một người, Vương Nhân Bàng tôi có rất nhiều cách, bảo đảm khi đó anh sống không được mà chết cũng không xong, nếu không tin thì thử xem. Anh muốn làm gì, sao không thử đi tìm hiểu xem, tân môn Lam gia là dễ bị ức hiếp đến vậy sao? Trước đó tôi đã đến nhà một người thân để nói rồi. Nếu như trước 11 giờ đêm nay không thấy tôi về, họ sẽ đến báo cảnh sát. Anh Vương đây tuy rằng là một cao thủ võ lâm, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Đây không phải là thời cổ đại mà là hiện đại. Cho dù một cao thủ có lợi hại đến cỡ nào thì cũng không để nhanh hơn một viên đạn được. Hơn nữa, tôi tin chắc rằng dựa vào gia sản của Lam gia chúng tôi để sai khiến mấy tên cảnh sát là chuyện không hề khó chút nào. Lâm Tín Trạch tỏ rõ sức mạnh của mình. Ha ha, anh lại uy hiếp tôi nữa rồi. Một tên nhãi nhép như anh không thử đi nghe ngóng xem. Vương Nhân Bàng tôi đây là người sợ chuyện đó ư? Công an à? Công an dù có đứng trước mặt thì cũng chẳng là cái gì cả. Vương Nhân Bàng nói xong thì vươn người đứng dậy, đá cho Lam Tín Trạch một cái, khiến hắn phải ngã xuống dưới đất. Vương Nhân Bàng nhanh chóng tiến lên phía trước, đưa chân dẫm lên lưng của Lam Tín Trạch. Lam Tín Trạch cố gắng thoát ra, song thực lực hai bên quá chênh lệch, cuối cùng cũng không thể nhúc nhích được. Có nói không, nếu không nói thì cái lưng của anh rất có thể sẽ bị gãy dưới tay tôi đấy. Vương Nhân Bàng càng lúc càng dùng lực mạnh hơn, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào Lam Tín Trạch khiến hắn cảm thấy lưng của mình càng lúc càng đau, giống như đang có nguy cơ bị gãy vậy. Vẫn không nói phải không, vậy thì tôi đành phải có lỗi với anh rồi. Để tôi biến Lam Đại Công Tử anh thành Lam Công Công nhé. Nhân Bàng cười một tiếng, duỗi chân ra đạp, Lam Tín Trạch bị y lật người lại, y vừa cười, vừa dùng chân dẫm vào chỗ đó của Lam Tín Trạch. Dựa vào lực chân của tôi. Anh thử đoán xem chỗ đó có chịu đựng được một cước của tôi không, lúc đó, hãy nghĩ thử xem có thể dùng nó để gói bánh chẻo hay không nhé. Vương Nhân Bàng liền dùng chân dẫm vào cái gậy của Lam Tín Trạch rồi cọ sát một chút. Hình như hắn đang suy tính xem sẽ dùng lực như thế nào. Mày dám! Môi của Lam Tín Trạch tím lại. Không tin phải không, tôi hạ chân xuống đây. Vương Nhân Bàng dường như không đủ kiên nhẫn nữa. Khoan đã, tôi nói. Lam Tín Trạch biết rằng con người này tính tình cổ quái, nếu như không nói ta, rất có khả năng sẽ biến thành Lam Công Công chưa biết chừng. Thế cả hắn bắt đầu kể. Nghe nói loại cây đó chính là dễ sen ngàn năm, những người ở Thiên Nguyệt Am chắc chắn sẽ biết. Lúc đó Nguyên Lâm Đại Sư còn nói rằng,
dễ sen ngàn năm là loại thảo dược có tính cô đặc cao, lại có tính kích thích rất mạnh. Nếu như biết cách sử dụng thì sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, còn nếu không thì tác dụng của thuốc quá mạnh, có thể sẽ làm chết người. Chỉ có điều là, nghe nói dễ sen ngàn năm là bảo vật của Thiên Nguyệt Am, rất quý hiếm, nên sẽ không có chuyện để cho người ngoài đến lấy mất. Chương 1730, đắn đo. Am Thiên Nguyệt tình hình như thế nào anh điều tra chưa? Vương Nhân Bàng hừ giọng nói. Không rõ lắm, tôi có lấy được cũng vô dụng, nên dính vào chuyện đó làm gì? Lam Tín Trạch hừ giọng nói. Cút đi, thằng nhãi sau này nhớ một điều, muốn uy hiếp ông đây, mày còn yếu lắm. Vương Nhân Bàng đá Lam Tín Trạch một cái mắng. Tao nhớ mặt mày rồi đó, Vương Nhân Bàng. Lam Tín Trạch quăng một câu thề độc, sau đó chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Vụ trưởng Lam, đêm khuya đến, có chuyện gì sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, cố ý làm khó dễ thằng nhãi này, dĩ nhiên sắc mặt cũng chẳng có gì dễ coi rồi. Giao dịch. Lam Tồn Quân chẳng thèm dài dòng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói thẳng. Giao dịch cái gì? Diệp Phàm hỏi, liếc mắt nhìn gã một cái. Trong phương diện mậu dịch, tôi sẽ tận sức giúp đỡ Hải Đông các người. Hơn nữa, việc tu sửa khe suối Vượng Phu nghe nói các người cần không ít tiền đâu. Tôi có thể ra mặt chạy giúp các người vài hạng mục. Còn nữa, các người chắc là không ngại có nhiều khách đến đầu tư đâu nhỉ. Lam Tồn Quân tôi làm ở ban đối ngoại nhiều năm rồi, những khách hàng lớn cũng có quen vài người. Có thể buôn bán xuất nhập khẩu hàng hóa, có ai thân thế mỏng đâu chứ. Đương nhiên, đây toàn là ưu đãi rồi. Lam Tồn Quân nói, ưu đãi không ít, chắc hẳn, điều kiện cũng không nhỏ nhỉ. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói. Đương nhiên, tiền nào của nấy. Tôi có một yêu cầu, chúng ta liên kết đánh một người. Tôi muốn anh dốc hết sức, chúng ta nhất định phải thắng, tuyệt đối không được thua. Lam Tồn Quân nói. Người đó là ai? Diệp Phàm hỏi. Người này tên là Vương Nhân Bàng, hiện đang ở nhà khách Hải Đông. Thân thủ tương đối cao, không giấu gì anh, cao hơn tôi một chút. Tuy nhiên, hai chúng ta cùng đánh, chắc chắn sẽ thắng. Hơn nữa, chúng ta luận bàn võ công quang minh chính đại, không phải dạng đánh lén sau lưng. Nếu có chuyện gì xảy ra, có người làm chứng, không cần anh chịu trách nhiệm. Lam Tồn Quân nói. Nói những câu thừa thãi, đương nhiên hắn phải mạnh hơn anh rồi. Bằng không, sao anh lại đến tìm tôi? Nhưng, tôi không hiểu. Ngay từ đầu, sao anh cứ nhất định không thông qua mảng mậu dịch của Hải Đông chúng tôi? Chỉ trích linh tinh không nói, còn đưa ra bao nhiêu điều kiện khó khăn. Chẳng lẽ, đây chính là phong độ của người nhà Lam gia thành phố Tân Môn sao? Diệp Phàm ngôn từ sắc bén. Nguyên nhân đương nhiên là có, tuy nhiên, tôi không tiện nói. Lam Tồn Quân thừa nhận việc này. Không tin tưởng, làm sao hợp tác được, vậy chuyện hợp tác chúng ta không cần bàn đến nữa. Diệp Phàm khoát tay, lòng nghĩ, giờ đang đến cầu xin ông đây ngại gì mà không hành hạ mày tí chút chứ? Anh thực sự phải biết sao? Lam Tồn Quân có chút khó xử. Đương nhiên. Diệp Phàm hừ nói. Có phải anh quen một cô gái tên Phí Điệp Vũ sao? Em họ tôi thích cô ấy. Lam Tồn Quân nói rõ ngọn ngành. Thì ra là vậy, vậy anh nói với em họ anh một tiếng. Cô nàng nhà họ Phí kia cậu ta không với tới đâu. Bằng không, đến lúc đó tự làm mình bị thương đấy, anh hiểu không? Diệp Phàm nói. Chúng ta giao dịch chứ? Lam Tồn Quân hỏi. Hợp tác nhưng nhất định phải thắng, độ khó quá lớn. Hơn nữa, bản lĩnh Vương Nhân Bàng kia thế nào tôi cũng không rõ. Diệp Phàm cố ý đưa đẩy. Ít nhát, anh cũng phải dốc toàn lực. Lam Tồn Quân nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Đã nói là giao dịch, thì tôi cũng phải xem thành ý của anh như thế nào. Nếu như không bỏ sức, đến lúc đó, đừng trách tôi không giúp gì cho Hải Đông các anh. Anh đang uy hiếp tôi. Diệp Phàm thản liếc mắt nhìn gã. Không thể nói là uy hiếp, nhưng anh muốn nói vậy cũng được. Thái độ Lam Tồn Quân rất rõ ràng. Vậy không cần bàn nữa, Lam Tồn Quân, tôi nghĩ, anh vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình. Hôm nay là anh đến nhờ tôi chứ không phải Diệp Phàm tôi đến nhờ vả anh. Còn về khối mậu dịch mà anh nói như thế nào đó. Tôi tin, một phó vụ trưởng như anh chẳng thể nào một tay che trời. Nói thật với anh,
Ngay cả vụ trưởng Lưu Trấn của Bộ Đối ngoại Hợp tác Kinh tế các anh cũng là bạn học ở trường đảng của tôi đấy. Quan hệ của chúng tôi ấy mà, không tệ đâu. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói, quyết định phải chỉnh đốn cái tên kiêu ngạo ngông cuồng này một chút. Anh! Lam Tồn Quân nghẹn hồi lâu, mới nói. Chẳng trách anh lại có thể tự tin đến thế. Tôi với anh vẫn giao dịch, còn về chuyện anh có bỏ sức hay không, mắt tôi không mù đâu. Đồng chí Lam Tồn Quân sắc mặt xanh lét bỏ đi. Diệp Phàm gọi điện cho Vương Nhân Bàng, gã nghe xong cười ha hả nói. Như tôi đã tính. Có ý gì? Diệp Phàm thấy hơi khó hiểu. Ha ha, hôm đó các cậu ngồi ở hiện trường xem tôi cũng thấy rồi. Tôi muốn tạo áp lực với Lam Tồn Quân, gã không địch lại tôi thì chắc chắn sẽ đi tìm viện quân. Mà viện quân đâu dễ tìm vậy? Xã hội hiện đại, được mấy ai biết quyền cước công phu chứ? Hơn nữa được xưng là cao nhân, chỉ có Diệp Phàm cậu, chắc hẳn cậu là người hắn định tìm. Vương Nhân Bàng đắc ý mỉm cười. Ha ha, anh quấy rầy Tô Lâm Nhi là để em bớt giận đúng không? Diệp Phàm mỉm cười. Nửa đúng nửa không, cô nàng đó, đúng là có phong cách. Đúng cái giọng điệu Vương Nhân Bàng tôi thích. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Xem e à, anh muốn đấu với đồng chí Lam Tồn Quân thật. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, nửa muốn nửa không. Vương Nhân Bàng cười gác máy. Sáng hôm sau, Diệp Phàm mới vào văn phòng. Phó Tổng Tập đoàn Xây dựng Thuận Hoa, Lưu Vân Đông đem theo một cô gái vội vàng bước vào. Lưu Vân Đông và cô gái kia chào hỏi Diệp Phàm, sau đó, Lưu Vân Đông chỉ vào cô gái giới thiệu. Chủ tịch thành phố, đây là trưởng phòng tài vụ mới nhậm chức của Tập đoàn Thuận Hoa chúng tôi, Tiếu Mỹ Thanh. Cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Chào trưởng phòng Tiếu, có chuyện gì mời cô cứ nói. Diệp Phàm khách khí nói, vừa nghe nói đến họ Tiếu, Diệp Phàm biết cô nàng này chắc chắn có liên quan đến người nhà Tiếu gia tập đoàn Phi Thành Hong Kong. Tập đoàn Thuận Hoa được thành lập sau, Tiếu gia là gia tộc khống chế cổ phần, chắc chắn nắm quyền sở hữu tài sản trong tay. Chủ tịch thành phố, lúc tập đoàn Thuận Hoa thành lập có 10 cổ đông lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố các anh cũng chiếm cổ phần lớn. Coi như là đại cổ đông của tập đoàn Thuận Hoa chúng tôi. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố các anh cũng có sắp xếp vài đồng chí đến làm việc ở Thuận Hoa, chúng ta xem như là người một nhà. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước chủ tịch thành phố đích thân tự phê duyệt hợp tác đầu tư 40 triệu. Hôm đó do tôi ra ngoài có việc, nên đã để Lưu Tổng cùng vài nhân viên phòng tài vụ của Thuận Hoa đến làm thủ tục. Chữ ký này, chắc hẳn là do chủ tịch thành phố đích thân ký. Tiếu Mỹ Thanh đưa chữ ký của chính tay Diệp Phàm. Có chuyện như vậy, lúc đó xét thấy nguyên nhà máy Thuận Hoa có khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố cấp cho Thuận Hoa 40 triệu. Đương nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố là một trong những đại cổ đông của Thuận Hoa, làm chút chuyện vì Thuận Hoa cũng là nên làm. Hơn nữa, Thuận Hoa xây dựng ở Hải Đông, công nhân viên chức, cán bộ của Thuận Hoa hầu hết đều là người của thành phố Hải Đông. Sắp xếp công ăn việc làm cho họ là nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi. Bằng không, chúng tôi còn việc gì để làm chứ? Tôn chỉ của chúng tôi là vì nhân dân phục vụ mà. Diệp Phàm nói, chỉ vì tôi cầm chữ ký và những thủ tục đã xử lý này đến Cục Tài chính thành phố chuyển tiền, bọn họ cứ lần lữa mãi. Chúng tôi đến mấy lần rồi, lần nào cũng vậy. Lần trước tôi với Lưu Tổng đích thân đến tìm Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu. Tiếu Mỹ Thanh mới nói đến đây, Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói. Anh ta nói thế nào? Anh ta nói khoản tiền quá lớn, Cục Tài chính thành phố tạm thời không xoay sở được. Bảo chúng tôi cho anh ta một thời gian để xoay sở tiền rồi sẽ gọi điện báo chúng tôi sau, tuy nhiên, chúng tôi biết, anh ta cố ý muốn kéo dài. Tiếu Mỹ Thanh nói. Tôi nhớ khi phê duyệt tôi có thêm một câu xử lý đặc biệt cơ mà, Cục trưởng Lưu không thấy sao? Diệp Phàm tức giận. Thấy Lưu Nhất Tiêu này càng lúc càng không thuận tay, dần dần đang muốn thoát khỏi tầm tay mình. Biết y là người của Trương Minh Sâm, chắc hẳn thời gian trước còn giấu đầu lòi đuôi, giờ đã thực sự hiện thân rồi. Lúc đó Lưu Tổng có chỉ điểm này, tuy nhiên, Cục trưởng Lưu làm như không thấy. Vẫn nói chính xác là Cục Tài chính thành phố không có nhiều tiền như vậy. Tiêu Mỹ Thanh nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Vốn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thăng Hào có nói. Thành phố Hải Đông đã có thành ý, thì tập đoàn Phi Thành chúng tôi sẽ có thành ý lớn hơn. Công ty bên Hong Kong đã chuyển tiền, chuẩn bị đầu tư trước 200 triệu.
nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông có thái độ như thế nào? Tiêu Mỹ Thanh, tôi đây rất nghi ngờ thái độ và thành ý của phía thành phố Hải Đông. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích hợp tác. Tôi tin Chủ tịch thành phố Diệp không muốn thấy chuyện này xảy ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông chúng tôi luôn lấy chữ Tín làm gốc, trưởng phòng Tiêu yên tâm. Tôi sẽ gọi điện hỏi. Diệp Phàm cũng mất hứng, cảm thấy cô nàng đến từ Tiếu gia này, càng lúc càng vênh váo, cho nên, lời nói cũng nặng nề hơn nhiều. Thế là, bèn bảo Lý Mục gọi điện trực tiếp đến văn phòng Cục Tài chính, nói. Tôi là Chủ tịch thành phố Diệp Phàm, bảo đồng chí Lưu Nhất Tiêu nghe máy ngay. Tôi cho anh ta 5 phút đấy. Cái này, dĩ nhiên Diệp Phàm đang cố ý chỉnh Lưu Nhất Tiêu. Không trực tiếp gọi cho Lưu Nhất Tiêu mà gọi đến văn phòng Cục Tài chính thành phố. Đây là đang chỉnh thằng nhãi này. Bên trong có tiếng cung kính trả lời, không lâu sau nghe tiếng bước chân đi tới. 4 phút trôi qua, bên kia truyền đến giọng nói kèm tiếng thở hổn hển của Lưu Nhất Tiêu. Chủ tịch thành phố có chuyện gì ạ? Tôi mới vào nhà vệ sinh, xin lỗi anh. Khoản tiền tôi phê cho tập đoàn Thuận Hoa rốt cuộc là thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ồ, cái này, lúc đó tôi đã giải thích rõ ràng. Gần đây công trình tu sửa khe suối Vượng Phu chính thức khởi công, đây là công trình trọng điểm do Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy quyết định. Cho nên, tôi cũng không dám chậm trễ, chỉ thị dồn toàn bộ tiền trong cục chi cho bên đó. Chủ tịch thành phố cũng hiểu, mấy hôm trước đã cấp cho ban chỉ huy khe suối Vượng Phu 200 triệu, cho nên, trong cục căn bản chẳng còn tiền nữa. Chỉ vài đồng bạc vụn có cấp cho Thuận Hoa cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu tính quan trọng của tập đoàn Thuận Hoa ở Hải Đông chúng ta. Hơn nữa, người ta là do Hong Kong góp vốn, chúng ta không thể để người ngoài chê cười được. Cho nên, lúc đó tôi đã hứa, bảo họ cứ về trước. Tôi sẽ nhanh chóng gom góp các khoản, chậm nhất trong 3 tháng, tôi sẽ chuyển tiền cho họ. Lưu Nhất Tiêu nói rất bình tĩnh, xem ra, tên này sớm dự tính sẵn cả rồi. Thực sự không có tiền sao? Diệp Phàm hừ từng chữ từ khoang mũi. Chương 1731, vô cùng lo lắng. Thực sự là không có nữa mà, không tin chủ tịch thành phố có thể gọi công an đến kiểm tra. Tài khoản của Cục Tài chính ở ngân hàng ấy, kiểm tra một cái là biết ngay thôi. Lưu Nhất Tiêu thấp giọng. Nếu thực sự không có thì thôi vậy, thế này đi, không phải anh nói mấy hôm trước mới cấp cho khe suối Vượng Phu 200 triệu sao? Khoản tiền này chắc chắn chưa dùng hết, mới có vài ngày mà. Vậy anh cứ rút 40 triệu trong khoản tiền đó cấp cho tập đoàn Thuận Hoa đi. Chờ anh xoay được tiền thì lại tiếp tế cho khe suối Vượng Phu sau. Chuyện này, vẫn do anh xử lý nhé. Tôi lập tức bảo người của Thuận Hoa đến lấy, anh lập tức xử lý đi. Đương nhiên, chuyện chuyển tiền chỉ có lần này thôi đấy. Khe suối Vượng Phu là công trình lớn của thành phố, không thể làm lỡ. Anh mau chóng xoay tiền trả lại đi. Diệp Phàm hừ nói. Chủ tịch thành phố, cấp cho người ta rồi, sao lấy lại được nữa? Hơn nữa, chỉ huy công trình khe suối Vượng Phu sẽ không đồng ý đâu. Cái này, tiền đã đến miệng người ta rồi, sao mà kêu người ta nôn ra lại được chứ? Lưu Nhất Tiêu kêu khổ. Chuyện này, tôi tin đồng chí Lưu Nhất Tiêu thần tài của thành phố chắc chắn sẽ làm được. Sao người ta dám không nể mặt anh chứ? Cho nên, anh làm nhanh đi. Hạn cho anh làm xong trong một ngày, làm không được thì không cần nói nhiều nữa, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười 2 tiếng, gác điện thoại. Mẹ kiếp, 1 ngày. Bên kia đồng chí Lưu Nhất Tiêu sau khi gác máy đã quăng một câu thô tục, suýt chút nữa đã đập bể điện thoại rồi. Ngẫm nghĩ lại, Diệp Phàm nhấc điện thoại gọi cho Phạm Cương, dặn cậu ta âm thầm điều tra các khoản thu chi của Cục Tài chính thành phố. Hiện tại Lưu Nhất Tiêu đã lộ mặt đối đầu với mình. Vậy phải kiên quyết chèn ép y mới được. Bằng không, sau này chức chủ tịch thành phố của mình cũng khó mà làm được. Tới rồi. Lam Tồn Quân đứng trước cửa, thấy Diệp Phàm xuống xe, gật đầu, nói. Chúng ta đổi chỗ đi, chỗ này không thích hợp. Đổi chỗ nào? Diệp Phàm cảm giác có chút không ngờ. Dãy núi sau Kim Mã Tự có một mảnh đất lớn, ít người qua lại. Lam Tồn Quân nói. Diệp Phàm gật đầu ngồi vào xe vừa muốn xem thử thằng nhãi này muốn chơi trò gì. Tới đỉnh núi, thấy Vương Nhân Bàng sớm đã đứng chờ cạnh ao. Trên đỉnh núi có một hồ nước thiên nhiên, chắc hẳn do núi va chạm với cái gì đó tạo thành. Mảnh đất rộng trên 100 mét. Diệp Phàm nhìn xung quanh một lát,
chẳng phát hiện có ai khác. Trong lòng nghĩ chắc hẳn thằng nhãi Lam Tồn Quân này sợ mất mặt, nên mới tìm chỗ hẻo lánh như vậy. Vương tiên sinh, chúng ta đấu ở trong ao nhé. Lúc này, Lam Tồn Quân liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng nói. Thủy chiến, cũng được. Vương Nhân Bàng thản nhiên cười nói, thừa dịp Lam Tồn Quân không để ý, còn trừng mắt về phía Diệp Phàm. Thấy Lam Tồn Quân lấy từ ba lô trên lưng một bộ quần áo giống như đồ lặn. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi công kích hắn phía dưới, anh phía trên. Chúng ta đánh từ hai phía, tôi không tin hắn chịu được. Lam Tồn Quân sớm đã có dự định, mặc đồ lặn chắc là để tiện hành động trong nước, quỷ tâm không ít nhỉ. Diệp Phàm gật đầu, ba người xuống hồ. Nước trong hồ không sâu, có thể thấy được đá dưới đáy. Tuy nhiên, cũng sâu khoảng 3-4 mét. Ba người đều là cao thủ, chân dẫm trên nước cũng chẳng hề chìm xuống đáy. Tôi ra tay trước. Lam Tồn Quân giống lên như sư tử nước, lao thẳng vào Vương Nhân Bàng. Ha ha! Diệp Phàm cười rồi đấm một đấm về phía Vương Nhân Bàng. Tư thế tương đối mạnh, chạm vào nước vang tiếng chấn động rầm rầm, trong làn nước nắm đấm của ba cao thủ lẫn vào nhau, lập tức nước phun lên như suối phun. Lam Tồn Quân công kích bên dưới của Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm đưa nắm đấm về phía thân trên của Vương Nhân Bàng. Hai bên đấu với nhau mấy chục hiệp, Vương Nhân Bàng sớm đã thở hồng hộc. Thằng nhãi này vội chớp mắt với Diệp Phàm, ý hỏi ông em đánh thật à, đánh nữa là không chịu nổi đâu. Diệp Phàm khoát tay, ý là phải đánh một trận, đang hứng mà. Đồng chứ Vương Nhân Bàng ngoài cách trợn mắt ra chẳng còn cách nào khác. Sau đó, Diệp Phàm làm như thật, đấm một đấm mạnh mẽ. Vương Nhân Bàng không còn cách nào khác, đành xuất toàn lực tiếp chiêu. Ba người như cá dẫy trong hồ, chốc chốc nhảy lên không trung, lúc lại chui xuống đáy nước, vừa đánh vừa hét to ra chiều vui vẻ. Sau khi ba người lên bờ thì nhìn như ba con chó chết, nằm cả lên tảng đá. Nhìn nhau mấy lần, rồi bật cười ha hả. Cậu xem cái bộ dạng gấu của cậu kìa. Vương Nhân Bàng chỉ vào Diệp Phàm cười mắng. Anh cũng không khác gì đâu, đều là gấu cả. Diệp Phàm đáp lời. Chúng ta đều là gấu hết. Lam Tồn Quân cười nói. Tôi nói hai người nghe này, dừng lại ở đây thôi. Vì một người phụ nữ, đấu như vậy có đáng không? Diệp Phàm thấy lửa giận cũng bớt rồi, nên thản nhiên cười nói. Hai, hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta cứ phải thể sống chết. Không giấu gì ha người, tôi cũng biết chuyện này chẳng ra làm sao, tôi quen Tô Lâm Nhi mấy năm rồi. Nhưng mà dù có phải tức giận thế nào, tôi vẫn cứ nhớ cô ấy. Nếu trên đời này thực sự có nước phong tình, Lam Tồn Quân tôi nhất định phải mua về mới được. Lam Tồn Quân nói thật lòng. Xem ra, anh Lam đúng là rơi vào lưới tình không thoát ra được. Yêu cô ấy như vậy, sao lại chia tay mấy năm trời? Mấy năm trôi qua, biển cả nương dâu, thay đổi lớn lắm. Tuy nhiên, cho tới giờ, tôi chưa thấy Tô Lâm Nhi có chuyện xấu gì. Chắc là đế giờ cô em Tô vẫn chưa quên được anh đúng không? Diệp Phàm mỉm cười trêu chọc. Hai, cũng chỉ vì một chuyện hiểu lầm. Lam Tồn Quân lắc đầu đau khổ. Nếu biết là hiểu lầm thì cởi bỏ khúc mắc đi. Đàn ông con trai, làm sai nên dũng cảm nhận sai, có hiểu lầm thì nên cởi bỏ. Thoải mái một chút, đời người ngắn ngủi được mấy năm, phải cười mà sống mới đúng. Cả ngày mặt mày ủ rột là sao chứ? Vương Nhân Bàng hào hứng. Tiện tay đưa túi du lịch lên, không ngờ moi được trong đó ba con vị nướng, ba chai rượu ném qua, cười nói. Vịt nướng toàn tụ đức chính hiệu đấy, Liêu Đông Thiêu Đao Tử. Đủ mãnh liệt đủ cay đủ vị, uống. Ha ha, anh Bàng nghĩ chu đáo quá. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi cảm giác hình như hai người quen nhau đúng không? Đồng chí Lam Tồn Quân cào nhau nốc hên nửa bình Thiêu Đao Tử. Vẻ mặt hồ nghi nhìn Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng. Ha ha ha, việc này chủ yếu do anh mà ra, còn chúng tôi, chỉ là đáp ứng anh thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, điệu bộ cao nhân. Mời anh Diệp giải thích giúp. Lam Tồn Quân chắp tay làm lễ nói. Lúc nãy gọi chủ tịch thành phố, giờ đã gọi là anh Diệp, xem ra, quan hệ tình cảm đã thay đổi sâu sắc. Anh Lam, chuyện này... Nguyên do chắc là anh muốn giúp cậu em họ Lam Tín Trạch hả giận, cho nên, mới đặc biệt đến Hải Đông tìm tôi gây rắc rối. Gần đây anh có hàng loạt hành động, có phải là đều nhắm về tôi đúng không? Sau khi tôi biết được quan hệ của anh và Tô Lâm Nhi, vừa hay anh Bàng cũng đến Hải Đông. Cho nên, anh ấy mới ra mặt trêu chọc anh.
diễn cái màn ở hội sở Tô Thị. Sau đó, không ngờ là anh đến mời tôi hợp tác tấn công, mà tôi thì đang cần anh ủng hộ công tác mậu dịch của thành phố chúng tôi. Chúng ta có cầu thì có cung thôi, nhưng, tôi tin, ba chúng ta sẽ trở thành bạn. Anh hùng cả mà, không làm bạn cũng tiếc. Nói xong, Diệp Phàm cười phá lên. Xin lỗi, lúc đó đúng là có một nửa suy nghĩ này. Kỳ thực, kể ra cũng hổ thẹn, tôi đến Hải Đông, nếu nói là vì cậu em họ, thì cũng chỉ là tiện đường thôi. Chủ yếu là nghe nói chủ tịch thành phố Diệp Anh ức hiếp Lâm Nhi của tôi. Lần đó Lâm Nhi đến văn phòng của người anh em bước ra cả một người ướt đẫm nước trà. Lam Tồn Quân nói, đúng là có việc này. Diệp Phàm gật đầu, liếc mắt nhìn Lam Tồn Quân một cái, cười nói. Tô Lâm Nhi của anh không vừa đâu, cô này tính tình hung dữ lắm đấy. Hơn nữa, gần đây vì chuyện của Tô Ngưu Đản, nên cô ấy có ý kiến với tôi. Thường dùng thủ đoạn gây phiền phức cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Chính trưởng ban tuyên giáo thành ủy tôi Phương kia cũng điều tra tôi đấy, đều là trò quỷ của Tô Lâm Nhi. Hơn nữa, gần đây những thương nhân ở Hải Đông có chút kích động nhỏ, không phải đều liên quan đến Tô Lâm Nhi sao? Tôi không thể không bội phục, một cô gái như Tô Lâm Nhi không ngờ lại có năng lượng lớn đến như vậy. Còn chuyện xảy ra trong văn phòng, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Lâm Nhi nhà anh lấy ché trà quăng vào tôi chỉ dùng thủ đoạn nhỏ, chén trà tự quay lại tạt ngược vào người cô ấy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nên tạt. Lam Tồn Quân gật đầu, nói. Lâm Nhi bản tính không ác, chỉ có điều tính cách xấu xa của nhà họ Tô đã nhiễm vào người cô ấy. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh Diệp. Xin lỗi là được rồi, chỉ có điều khi về anh có thể giải thích lại với Tô cô nương không? Diệp Phàm hỏi. Hai, cái này cứ từ từ. Lam Tồn Quân thở dài, bộ dạng có chút mất mát. Nếu tin tưởng anh em thì cứ kể ra đi, có lẽ, chuyện của anh, chúng tôi có cách đấy. Lúc này, Vương Nhân Bàng ngồi cạnh nói. Tô gia ở thủ đô chắc hai anh đều biết rồi. Lam Tồn Quân nói, nhìn Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng. Là một gia tộc kinh doanh từ xa xưa, nghe nói là sản nghiệp trải khắp thế giới. Đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh, chính là nơi khởi nghiệp của Tô Thị. Sản nghiệp Tô gia liên quan đến đủ các ngành sản xuất, có người nói, nếu tập đoàn Tô gia bãi công một ngày, chắc hẳn cả thế giới đều run rẩy chân tay. Cái này, đương nhiên cũng nói hơi quá. Chỉ có điều, có thể thấy được, Tô gia, quả có thể xưng là một phú ông. Vương Nhân Bàng thản nhiên cười nói, ngửa đầu hấp một ngụm thiêu đao tử lớn. Sản nghiệp Tô gia, theo như người trong nghề đoán, hẳn là không dưới 30 tỷ. Theo tạo chí Forbes 10 tập đoàn giàu có trong bảng xếp hạng ảnh hưởng đến Trung Quốc có bóng dáng của Tô Thị. Một gia tộc có sản nghiệp khổng là như vậy, vậy mà chẳng có ai tham gia vào chính trị, nhưng họ lợi dụng tiền của trong tay, hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lớn đến các chính khách. Ngày xưa có Thẩm Vạn Sơn, hôm nay lão Tô ra Bắc Kinh, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Chương 1732, có khí phách, tôi thích. Ừ. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của Diệp. Đúng vậy, kỳ thật, giống như Lam Thị thành phố Tân Môn chúng tôi cũng là một gia tộc từ xưa. Chẳng qua, so với Tô Thị, trọng tâm của chúng tôi là ở quan trường. Ý của cha tôi là muốn tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa ưu thế của hai bên. Tô gia có tài lực, nhà chúng tôi có chính trị, hợp lại hai bên càng mạnh. Tuy nói, Lam gia chúng tôi cũng có chút thực lực, nhưng trong vòng chính trị của nước ta, vẫn chưa thể tiến vào tầng thứ nhất được. Những gia tộc như Phí gia, Trấn gia, Triệu gia mới ở hàng thứ nhất, ở hàng thứ hai, nhà chúng tôi cũng chỉ là dạng lót đáy. Làm người đương nhiên phải nỗ lực phấn đấu, muốn làm kẻ mạnh phải dẫm lên vai kẻ khác. Mùi vị gia tộc lót đáy hạng hai chẳng dễ chịu gì, hy vọng của cha tôi là thoát khỏi vị trí lót đáy, sát nhập vào tầng trung của vòng tròn hạng hai. Còn Tô gia chính là đôi cánh giúp Lam gia chúng tôi bay lên. Nói đến đây, Lam Tồn Quân liếc mắt nhìn Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng một cái, nói tiếp. Chắc trong lòng hai người anh em đang khinh bỉ Lam Tồn Quân tôi. Kỳ thực, lúc mới tiếp xúc với Tô Lâm Nhi, tôi cũng ôm suy nghĩ tư lợi này. Chắc hẳn, cô ấy có suy nghĩ này hay không cũng khó nói. Tuy nhiên, cùng với thời gian tiếp xúc lâu dài, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm thực sự. Những suy nghĩ về công danh lợi lộc trước kia đều không tồn tại. Chỉ có điều, ngay trước hôm chúng tôi chuẩn bị đính hôn mấy ngày, đã xảy ra một chuyện khiến cả đời tôi cảm thấy nhục nhã.
Nói đến đây, Lam Tồn Quân vẻ mặt phẫn nộ, ngửa mặt lên trời dài giống lên một tiếng, rồi lại ngửa đầu uống cả nửa bình thiêu đao tử, uống xong thì lau vết rượu bên mép. Hẳn là có người hại anh. Vương Nhân Bàng liếc mắt nhìn, thản nhiên hừ giọng nói. Thủy Đinh Hương là bạn tốt nhất của tôi, là bạn từ hồi còn bé xíu. Không thể ngờ được, sau khi tỉnh rượu, cô ấy và tôi đang ngủ với nhau. Hơn nữa, trùng hợp là bị Tô Lâm Nhi bắt gặp tại trận, hai. Lam Tồn Quân phẫn nộ nói, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Lập tức nhảy dựng lên, vọt xuống ao, đấm đá mấy phát, anh ta như kẻ điên dại trong làn nước biếc. Thủy Đinh Hương là ai? Đợi Lam Tồn Quân đánh mệt, nhìn như chó chết nằm ngửa trên tảng đá, Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Thủy Đinh Hương chắc chắn anh không biết rồi, nhưng, cha của cô ấy là Thủy Cao Sơn chắc anh Diệp có nghe nói. Lam Tồn Quân sắc mặt khó coi. Chủ tịch thành phố Bắc Kinh vừa mới lên đài chính trị, cái này, cả Trung Quốc chúng ta ai cũng biết. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói, liếc mắt nhìn Lam Tồn Quân một cái, nói. Chẳng lẽ Thủy gia muốn kết mối quan hệ chính trị với Tô gia? Cái này rất bình thường, tuy nhiên, Thủy Cao Sơn đang ở Bắc Kinh, còn cơ sở kinh tế của Tô gia cũng đang ở Bắc Kinh. Hai nhà này nếu phối hợp, chắc chắn Thủy Cao Sơn sẽ leo lên được cương vị cao, trên cơ bản, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Chính trị cũng cần tài lực ủng hộ, ở nước ta vấn đề này còn chưa rõ nét, chứ ở những nước như Mỹ, muốn lên đài mà không có tài lực ủng hộ, vậy thì cứ nằm mơ đi. Vương Nhân Bàng ở cạnh lạnh lùng hừ nói. Đối với những người khổng lồ như Thủy Cao Sơn, quả thực anh Lam phải chịu khổ rồi. Diệp Phàm cũng thở dài, cuối cùng đã hiểu nỗi khổ của Lam Tồn Quân. Hắn liếc mắt nhìn Lam Đại Công Tử một cái, đột nhiên cười nói. Mặc kệ thế nào, tình cảm của hai người là thật. Đã nhiều năm như vậy, Tô Lâm Nhi vẫn không quên được anh, chỉ có điều cô ấy chưa hết giận thôi, chỉ cần anh kết hôn với Tô Lâm Nhi. Thủ đoạn của Thủy gia trên cơ bản sẽ bị phế. Hơn nữa, ha ha, Thủy Đinh Hương không phải đã ngủ với anh rồi sao? Thủy gia kia, còn không phải tiền mất tật mang là gì? Chuyện này, tôi cũng không làm lớn, trong lòng đoán là Thủy gia làm, tuy nhiên, không có chứng cớ. Thứ hai, Đinh Hương là cô gái tốt, chắc cô ấy sẽ không làm vậy với tôi. Việc này, chỉ là do tôi nghi ngờ. Lam Tồn Quân nói, chuyện này lạ nhỉ? Quan hệ của anh với Thủy Đinh Hương kia hiện tại thế nào? Vương Nhân Bàng hỏi. Từ sau chuyện đó, tôi chẳng hề gặp lại cô ấy. Lam Tồn Quân nói. Chẳng lẽ hai người cứ bỏ qua như vậy? Diệp Phàm hỏi. Chỉ có thể như thế, từ từ rồi sẽ có một ngày, mọi khúc mắc được gỡ bỏ. Chỉ cần ngày nào Lâm Nhi chưa kết hôn, ngày đó tôi vẫn còn hy vọng. Lam Tồn Quân bất đắc dĩ nói. Đột nhiên. Người này trong mắt bắn ra một tia sát khí, hừ nói. Tuy nhiên, Lâm Nhi là của Lam Tồn Quân tôi. Ai dám trêu chọc cô ấy, chính là chọc Lam Tồn Quân tôi, không thể bỏ qua được. Cho dù có phải giết người, Lam Tồn Quân tôi cũng làm. Được, được, có chí khí, Vương Nhân Bàng tôi thích. Phụ nữ của mình, đương nhiên là của mình. Sao có thể dễ dàng để cho người ngoài lẫn lộn vào được? Yên tâm, đến lúc đó nếu thực sự gặp chuyện. Tôi với cậu em Diệp đây sẽ giúp đỡ anh. Vương Nhân Bàng cười nói. Anh Bàng, có thể tiết lộ được không, rốt cuộc anh cấp mấy? Lam Tồn Quân này tâm tư xoay chuyển sang chuyện khác. Ha ha, tôi không cao tay bằng chủ tịch thành phố Diệp đâu. Vương Nhân Bàng vừa nói xong, một người luôn trầm ổn như đại công tử Lam Tồn Quân suýt chút nữa cười tâu toét, nhìn Vương Nhân Bàng, nghi ngờ hỏi. Không, không thể nào, tôi cảm thấy... Anh ít nhất là cao thủ thất đẳng, bằng không, tôi đâu có thua thảm thế. Cứ cho là anh nói đúng đi, tuy nhiên, ông em Diệp, là, ha ha. Vương Nhân Bàng này liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cố ý nói nửa câu rồi lại thôi. Anh Diệp không phải là thất đẳng đỉnh bậc chứ? Lam Tồn Quân vẻ mặt khâm phục, hỏi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Diệp Phàm cười gật gật đầu, Vương Nhân Bàng trong lòng cười lạnh nghĩ, còn giả bộ à? Ông đây là bát đẳng nhị bậc mà phải giả bộ là thất đẳng trung bậc, cậu cửu đẳng lại giả bộ là thất đẳng đỉnh bậc, còn giả bộ hơn cả ông đây. Xem ra, những kẻ lăn lộn trong quan trường, da mặt không mỏng đâu nhỉ. Quan trường, đúng là lò luyện da mặt mà. Hai, đúng là mở rộng tầm mắt. Trước kia, Lam Tồn Quân tôi cứ tưởng 30 tuổi mà tới lục đẳng đỉnh đã là rất thiên tài rồi. Không thể ngờ được,
hôm nay tôi mới thấy, thế nào gọi là thiên tài? Thế nào gọi là luyện võ? Khó trách Tô Ngưu đàn em của Tô Lâm Nhi lại thua thảm như vậy. So nắm đấm với cao thủ bát đẳng, chẳng khác nào đi tìm chỗ chết chứ. Lam Tồn Quân nói xong, hai tay ôm quyền, nói. Hai người anh em, tôi sẽ khuyên Tô Lâm Nhi. Tuy nhiên, nếu cô ấy dám không nghe, vậy xin khi chỉ cô ấy có thể hạ thủ lưu tình. Các anh chỉnh đốn về chuyện tiền bạc chẳng sao cả, làm tổn thương Tô gia cũng chẳng can hệ gì. Cô ấy là cô ấy, Tô gia là Tô gia, không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần đừng làm bị thương cô ấy là được, dù sao đại nghiệp Tô gia cũng rất lớn, tổn thất một chút cũng không sao. Hôm nay, xin cáo biệt ở đây, rảnh rỗi đến Bắc Kinh cứ gọi tôi một tiếng. Chúng ta cùng đi nhậu. Bộ thương mại vừa mới thành lập, nhiều việc lắm, tôi không ở lại lâu được. Ông em nói tên đó với Thủy Đinh Hương có gì không? Vương Nhân Bàng nhìn bóng Lam Tồn Quân đi xa, cười gượng hỏi Diệp Lão Đại. Cái này khó nói, tuy nhiên, mục đích của Thủy gia đã đạt được rồi, khiến cho Tô Lâm Nhi nhìn thấy hai người bọn họ nằm cạnh nhau là được. Còn chuyện có làm gì hay không, nào có quan trọng gì? Diệp Phàm lắc đầu. Nói rất hay, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây chính là xã hội hiện nay. Tuy nhiên, có lẽ Thủy Đinh Hương thích anh Lam, cho nên, nhân cơ hội ra tay luôn, trước là giải quyết Tô Lâm Nhi. Loại phụ nữ kiêu ngạo như Tô Lâm Nhi, tuyệt đối không thể chịu được thiệt thòi này. Vương Nhân Bàng quay đầu lại nảy ra cách nghĩ khác. Cũng có khả năng. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Vương Nhân Bàng mỉm cười nói. Khi nào anh chuẩn bị rời Hải Đông? Thế nào? Muốn đuổi tôi rồi chứ gì? Vương Nhân Bàng nhún vai, hừ nói. Cái đó không phải, nhưng, anh là một nhân vật phiền phức. Hải Đông của em chỉ là ngôi miếu nhỏ, không chống lại sức ép khủng long của anh đây. Cứ ép nữa, chắc là tan nát cả đấy. Diệp Phàm cười nói. Người anh em, có muốn biết một bí mật lớn không? Vương Nhân Bàng đột nhiên cười thần bí, đưa tay lên lắc chai bộ dạng tương đối đắc ý. Bí mật gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Phải nói với cậu trước, tôi đây có một yêu cầu nhỏ nhờ cậu giúp đấy. Vương Nhân Bàng nghiêm trang nói. Yêu cầu nhỏ, yêu cầu của anh chắc chắn không nhỏ rồi. Tuy nhiên, có thể nói thử. Diệp Phàm gật đầu. Long Sĩ Hoàn của cậu không tệ, hiệu quả lần trước đã thử rồi, ông đây một đêm giết được tới mấy em. Thế nào, có thể cho anh thêm mấy viên nữa không? Cái món đồ chơi này, chuẩn man đấy. Vương Nhân Bàng lại khôi phục bộ dạng phóng đãng. Cái này, khó đó, dược liệu điều chế khó kiếm lắm, còn phải xem bí mật của anh có giá trị không đã. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Bí mật này có thể nâng cao công lực, có phải bí mật lớn không? Vương Nhân Bàng nóng nảy, giống lên. Nâng cao công lực. Diệp Phàm nghe xong chấn động, đang muốn nâng cao công lực cho bọn Tề Thiên, thực sự không ngờ lại có thuốc nâng cao công lực ló đầu ra. Quả là mới nhắc Tào Tháo đến. Nghe nói trên núi Nga Mi có am thiên nguyệt, bên trong có loại hàng thần bí. Vương Nhân Bàng đưa những lời Lam Tín Trạch nói kể hết lại. Cái dễ gì đó, rốt cuộc là cái thứ gì, hình như là loại cỏ không tên. Tuy nhiên, thảo dược ngàn ngàn vạn vạn loại, có lẽ, cái tên lạ quá, cho nên, không nhớ hả? Diệp Phàm hỏi. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi thấy hai chúng ta cứ đến Am Thiên Nguyệt chém giết cái đã. Đến lúc đó cầm về, cậu đưa cho cao nhân kia luyện vài viên lôi âm cửu long hoàn. Chúng ta mỗi người một viên, đến lúc đó, Vương Nhân Bàng tôi lập tức đột phá bát đẳng bậc 3, có lẽ, may mắn thì được bát đẳng đỉnh bạc, thêm vài năm nữa, Vương Nhân Bàng tôi cũng là cao thủ cửu đẳng. Nói không chừng, còn kiếm được em Nico nào nếm thử. Vương Nhân Bàng nhắc đến chuyện gái gú là lại cười càn rỡ. Nước miếng văng hết cả lên người Diệp Phàm. Quái, sao anh biết được lôi âm cửu long hoàn? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng. Ha ha, lúc ấy mẹ nuôi Mai Thiên Tuyết không phải hỏi cậu nguyên nhân nâng cao công lực, cậu đã nói ra sao? Ánh mắt Vương Nhân Bàng lóe lên. Tôi có nói sao? Diệp Phàm cảm giác có chút quỷ dị, hỏi lại. Chắc chắn có nói, lúc đó cậu uống hơi say rồi. Vương Nhân Bàng nói. Diệp Phàm tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nữa. Liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng, thản nhiên cười nói. Anh Bàng à, chắc hẳn phải khiến anh thất vọng rồi. Đầu tiên, cái dễ gì đó chúng tạm không nhắc đến. Nói về loại lôi âm cửu long hoàn đi.
vị cao nhân đó nếu chế thuốc cho cao thủ tứ đẳng lên ngũ đẳng thì được, từ lục đẳng lên thất đẳng, ngẫu nhiên cũng có thể đột phá. Nhưng từ thất đẳng lên bát đẳng, bát đẳng đến cửu đẳng, thuốc đó e là khó phối đấy. Lúc đó lúc nói chuyện cao nhân có nói, xác suất thành công chỉ được 0,05%, chưa được 1%. Hơn nữa, những cao thủ như thất đẳng đột phá lên bát đẳng lên cửu đẳng, khi đột phá rất nguy hiểm. Chẳng hạn lấy anh làm ví dụ đi, khi đột phá một bậc nhỏ, ít nhất phải có một cao thủ như mẹ vợ em ở cạnh mới được. Thuốc này đúng là khó chế lắm. Diệp Phàm thở dài, nói thật tình hình. Chương 1733, ai cho hắn quyền? Ừ, trình tự càng cao, đúng là yêu cầu điều chế thuốc càng cao. Cấp bậc vô hình chung cũng cao hơn, tôi tin độ khó mà cậu nói, tuy nhiên, chỉ cần có tỷ lệ, chứng tỏ là còn cơ hội thành công. Chúng ta không cần lo nghĩ nhiều, cứ cướp cái dễ gì đó về rồi tính sau. Vương Nhân Bàng cười gượng nói. Cái đó, anh cứ đến Am Thiên Nguyệt xem tình hình cụ thể rồi tính sau. Nếu có tin gì thì báo lại cho em. Diệp Phàm gật đầu, cũng muốn sớm phối ra thuốc cho bọn Tề Thiên mỗi người thăng lên một cấp. Được, tôi lập tức xuất phát. Vương Nhân Bàng chính là người như vậy, nói đi là đi, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Phàm lấy một cái, cứ thế mà đi. Tới dứt khoát, đi vui vẻ, anh Vương đúng là người phóng khoáng. Diệp Phàm không khỏi có chút hâm mộ, nghĩ đến mớ khó khăn của Ủy ban Nhân dân thành phố, một chút vui vẻ cũng chẳng còn. Thời gian lặng lẽ đã 3 tháng trôi qua. Tập đoàn Phi Thành Hong Kong sau khi nhìn thấy thành ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông, 200 triệu cũng được chuyển đến. Nhà máy dệt Thuận Hoa đổi tên là Tập đoàn Thuận Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị dĩ nhiên là Tiếu Thăng Hào, con trai của Tiếu Phi Thành. Sáng sớm, Diệp Phàm đem theo những người có liên quan đến Tập đoàn Thuận Hoa. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành, vốn có mời Phạm Viễn, tuy nhiên, ông ấy đã bận đi họp. Nhà máy dệt Thuận Hoa rực rỡ hẳn lên, vô cùng náo nhiệt. Đoàn người xe của Diệp Phàm vừa đến cửa nhà máy, tân chủ tịch hội đồng quản trị Tiếu Thăng Hào đã đem toàn bộ công nhân viên chức và nhân viên quản lý của nhà máy xếp hàng hoan nghênh Diệp Phàm. Cán bộ trong nhà máy đều hô lớn chủ tịch thành phố Diệp, khiến cho thằng nhãi Diệp Phàm này cảm thấy tự hào. Lúc này, đột nhiên có một việc xảy ra. Một ông lão chen chúc qua đám đông, hai chân quỳ xuống, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng. Ông lão đang quỳ gối đã lớn tiếng kêu lên. Chủ tịch thành phố Diệp, anh là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Diệp Phàm sau khi sửng sốt vội vàng đỡ ông lão dậy, tuy nhiên, ông lão không chịu đứng lên. Lúc này, phóng viên và camera đài truyền hình đã nhắm thẳng vào Diệp lão đại rồi. Thằng nhãi này vội vàng nói. Ông ơi, ông nói quá lời rồi. Mau đứng dậy đi ạ, đứng dậy đi ạ. Lão Trương ơi, đứng lên nói chuyện. Có chuyện gì thì cũng còn chủ tịch thành phố Diệp ở đây, cứ từ từ mà nói. Nguyên xưởng trưởng Lưu Vân Đông của nhà máy dệt Thuận Hoa đến đỡ ông cụ dậy. Ông cụ tên Trương Tân Thiết, con trai ông là Trương Nhị Bảo hiện đang làm việc ở nhà máy dệt Thuận Hoa. Tuy nhiên, Trương gia rất nghèo, phải dựa vào chút tiền lương của Trương Nhị Bảo. Thời gian trước Thuận Hoa phá sản, Trương gia lập tức mất đi nguồn thu nhập chính. Cho nên, toàn bộ lộn xộn cả lên, vợ của Trương Nhị Bảo đòi ly dị, hai vợ chồng vì thế mà đánh nhau, Trương Tân Thiết đến tìm Lưu Vân Đồng. Cầu xin ông ta lấy thân phận lãnh đạo nhà máy đứng ta khuyên nhủ. Lưu Vân Đồng cũng đi khuyên nhủ, nhưng... Thái Liên vợ của Trương Nhị Bảo nói đã không sống nổi nữa thì còn giữ căn nhà nát này làm cái gì? Dĩ nhiên, Trương gia đã không giữ nổi Thái Liên. Trương Nhị Bảo sống chết không chịu ly dị, 3 ngày đánh nhau trận nhỏ, 4 ngày đánh trận lớn. Cả gia đình sắp tan đàn xẻ nghé rồi, Lưu Vân Đông cũng bị ông lão Trương quấy rầy mãi. Ngày nào cũng đến tìm, việc này lại chẳng thể nào xử lý. Cho nên, Lưu Vân Đông đòi giải quyết chuyện này. Cho nên hoảng hốt vội vàng đưa lão Trương đi. Anh đừng quản tôi, hãy để tôi nói xong đã. Lão Trương tức giận, đẩy Lưu Vân Đông ra, quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Được được, ông Trương, ông nói đi a hát. Diệp Phàm cũng phải cúi người xuống nói chuyện với Trương Tân Thiết. Chủ tịch thành phố Diệp, anh đã cứu sống nhà máy, cứu sống cả nhà chúng tôi. Nếu không có anh, Trương gia chúng tôi tiêu rồi. Lão Trương nghẹn ngào nói đến gia đình. Rồi lại hét lên. Anh chính là Bồ Tát sống. Đúng đúng đúng, chủ tịch thành phố Diệp chính là Bồ Tát sống. Nghe lão Trương nói vậy, nhiều công nhân viên chức của nhà máy dệt Thuận Hoa hét lên.
hơn nữa, còn kèm thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chủ tịch hội đồng quản trị Tiêu, anh xem, nhà lão Trương đây hoàn cảnh khác khó khăn. Hiện nay Thuận Hoa cũng dần khởi sắc rồi, Thái Liên hoàn toàn có thể quay lại nhà máy làm việc đúng không? Diệp Phàm đỡ lão Trương dậy, quay sang nói với Tiếu Hào Thăng. Yên tâm, chúng tôi sẽ xem xét. Tuy nói, Thuận Hoa hiện tại đã được góp vốn, dần thoát khỏi hình thức doanh nghiệp nhà nước. Nhưng, dù sao người tập đoàn chúng tôi, cũng sẽ suy xét tình hình khó khăn thực tế của cán bộ công nhân viên. Tìm người đều là máu thịt, xí nghiệp của chúng ta chấp hành quản lý linh hoạt tình người. Đương nhiên, chỉ là ở một số phương diện thôi. Sau khi nhà máy khởi công, Thái Liên có thể trở lại nhà máy làm việc. Sau này, còn có nhiều vị trí chờ mọi người. Ngày mai của Thuận Hoa, sẽ càng thêm tốt đẹp, Chủ tịch thành phố Diệp, trái tim Bồ Tát của anh đã làm ấm trái tim tập đoàn Thuận Hoa chúng tôi. Tôi đại diện toàn thể cán bộ Thuận Hoa, cảm ơn Chủ tịch thành phố Diệp đã ủng hộ và tương trợ cho Thuận Hoa. Tiếu Hào Thăng nói xong tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Tin tức đưa rất kịp thời, chuyện vừa xảy ra buổi sáng, buổi chiều đài truyền hình thành phố đã phát rồi. Hơn nữa, chuyện cắt băng khánh thành của tập đoàn Thuận Hoa còn được đưa lên làm tin chuyên đề của đài truyền hình Hải Đông. Bồ Tát sống, hắn quả là có thể diện thật. Cao Hoa nhìn TV hừ lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn bí thư thành ủy Phạm Viễn một cái, nói. Biết rõ hôm nay cắt băng, cũng không chịu thông báo sớm. Cái này rõ ràng là coi thường bí thư Phạm rồi. Làm trò ấy mà, sao có thể vừa khéo như vậy? Chủ tịch thành phố Diệp vừa đến, lão Trương Tân Thiết xuất hiện ngay, còn quỳ xuống đất nữa. Chuyện cảm động thế này, hừ, có mưu mô hết, cũ dích, chẳng đáng gì. Đồng chí bí thư Quân Nguyệt Hồ đồng chí Dương Bản Thủy ngồi bên cạnh hừ nói. Tôi nghe nói Trương Tân Thiết rất ít ra khỏi nhà, vì nhà nghèo, nên tối tiếc tiền không dám mở điện. Hôm nay kỳ lạ thật, không ngờ lại chịu tốn mấy trăm khắc tượng Diệp Phàm. Cái pho tượng này, chắc hẳn là Diệp Phàm ngầm làm từ trước. Tự điêu khắc khoa trương, chơi thủ đoạn cao minh quá. Cao Hoa hừ lạnh nói. Đồng chí Cao Hoa, không phải ông lão Trương đã nói rồi sao? Pho tượng đó là tự tay ông điêu khắc. Lão Trương nói là trước đây ông từng khắc ấn rồi. Cho nên, đã điêu khắc đồng chí Diệp Phàm giống như Bồ Tát. Dương Bản Thủy có chút kỳ quặc, hừ nói. Người khắc ấn biết khắc tượng à, cái rắm. Vậy thì toàn bộ người khắc chữ đều thành đại sư điêu khắc sao? Cao Hoa hừ một tiếng, liếc nhìn Phạm Viễn, nói. Bí thư Phạm, hắn quá đáng quá. Có phải nên chỉnh đốn một chút không? Đừng tưởng hội nghị thường vụ lần trước có thể hạ được Phượng Anh là đã là gì. Tôi thấy hắn, chẳng đáng là gì cả, ngày mai khắc tượng. Cái trò này, chẳng qua chỉ để đánh bóng tên tuổi mình mà thôi. Còn cái tiết mục ngày 8 tháng 3 nữa chứ? Mọi người xem, quá cản rõ. Còn nói với con gái người ta, nụ hôn của em nhất định anh phải có nữa chứ, cái này, có giống cán bộ đảng nữa không? Cái này đúng là làm bại hoại thanh danh đảng, tác phong cực kỳ bất chính. Ngày lễ 8/3 là ngày tôn vinh các đồng chí nữ mà. Đây đúng là công nhiên vấy bẩn toàn bộ các đồng chí nữ của thành phố, là bại hoại hình tượng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, bí thư Phạm, nếu không ra mặt phê bình, không được rồi. Nếu toàn bộ cán bộ thành phố này đều giống hắn, vậy Hải Đông chúng ta sẽ lộn xộn đến mức nào? Dương Bản Thủy nói. Được rồi. Phạm Viễn khoát tay, vẻ mặt thản nhiên, liếc mắt nhìn hai người, nói. Có một số đồng chí thích làm này làm nọ, cứ để họ làm. Tuy nhiên, ăn ở, không thể quá kiêu ngạo. Súng bắn chim đầu đàn, ở đâu cũng đều có chân lý đó. Việc này, chúng ta không cần làm gì, tôi tin. Sẽ có người khác làm chút gì đó. Phạm Viễn tâm tư khó dò. Cao Hoa thoáng suy nghĩ, nói. À, tôi cũng nhớ rồi. Ngày lễ 8/3 đó, không phải là có mấy chục cô gái cùng ôm chủ tịch thành phố Diệp sao? Lúc đó ở hiện trường rất cảm động. Đài truyền hình thành phố có đặc tả trên màn ảnh. Tôi nhớ cái ôm của chủ nhiệm Kiều Quyên với Diệp Phàm rất đặc biệt. Đỉnh núi đôi của cô nàng ấy còn ép chặt vào ngực Diệp Phàm nữa. Nói không chừng. Giữa hai người này có gì đó. Ha ha, chủ tịch thành phố mà, có quyền có tiền. Anh không thấy sao, Diệp Phàm đặc biệt chi 500 ngàn. Một khoản kinh phí lớn, có phải là hai người đã sớm có trao đổi gì đó? Bằng không, trừ phi đầu bị úng nước, ai lại đồng ý chi 500 ngàn cho ngày lễ 8/3? Hải Đông chúng ta đâu có giàu đến cỡ đó. Vụ tu sửa khe suối Vượng Phu này,
tôi xem hắn làm được đến đâu. Nghe đồng chí cục tài chính nói, kỳ trước đã cấp 200 triệu cho công trình tu sửa khe suối Vượng Phu. Cục tài chính thành phố căn bản chẳng còn tiền nữa. Tập đoàn Thuận Hoa kia còn đến đòi mấy chục triệu, kết quả, gánh nặng đè cả lên vai Lưu Nhất Tiêu. Thuận Hoa lại đến tìm Diệp Phàm, sau đó nghe nói Diệp Phàm gọi điện, Lưu Nhất Tiêu dám nói không có tiền. Kết quả, Diệp Phàm tức giận, ép Lưu Nhất Tiêu, bảo gã phải lấy 40 triệu bên hạng mục khe suối Vượng Phu cấp cho Thuận Hoa. Cái này gọi là gì chứ, hủy tường đông đắp tường tây thôi. Thực ra lỗ hổng càng lấp càng lớn, xem thử hắn kiếm đâu ra tiền đắp vào cái hố hút vàng khe suối Vượng Phu này. Dương Bản Thủy hơi có vẻ đáng khinh, cười nói. Cục tài chính thành phố không có tiền sao? Buồn cười. Cao Hoa ở bên mở miệng cười lạnh. Cục tài chính thành phố có tiền mà không cấp cho Thuận Hoa, Diệp Phàm có tra được không? Phạm Viễn đột nhiên lạnh lùng xen mồm vào nói. Cái này, người trong cục tài chính thành phố nói. Đồng chí Lưu Nhất Tiêu cao minh lắm. Cục tài chính thành phố đích thực còn sót lại mấy triệu chẳng đáng gì, dĩ nhiên, mấy chục triệu của Thuận Hoa chẳng cách nào cấp được. Tuy nhiên, tên Diệp Phàm kia đúng là mưu mô, nói cứ rút của khe suối Vượng Phu mấy chục triệu đi, tôi xem, bọn họ sẽ khởi công như thế nào. Dương Bản Thủy vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Lão Dương, tư tưởng của anh không được, chữa trị khe suối Vượng Phu là công trình do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều thông qua. Không thể ôm tư tưởng này, tu sửa khe suối Vượng Phu, tất cả cán bộ Hải Đông chúng ta đều rạng danh cả. Về sau phải nhớ kỹ, chúng ta là người của Hải Đông, dù làm gì cũng phải nghĩ cho Hải Đông một chú ý. Có một số việc vẫn nên ủng hộ đồng chí Diệp Phàm. Đối với một số đồng chí làm việc không thỏa đáng, nên phê bình thì phê bình. Chúng ta đúng người đúng việc, chuyện nên làm thì làm, không thể để quần chúng mắng chúng ta là phường giá áo túi cơm được. Phạm Viễn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn Dương Bản Thủy. Tôi biết rồi bí thư Phạm. Đồng chí Dương Bản Thủy hơi đỏ mặt, gật đầu. Anh đừng có không phục, Phạm Viễn tôi không làm được Tiêu Dụ Lộc, nhưng Phạm Viễn tôi vẫn là cán bộ đảng. Tôi hiểu được, phải vì nhân dân phục vụ. Hải Đông là địa bàn của Phạm Viễn tôi muốn xây dựng tốt địa bàn của mình. Bằng không, hang ổ của mình làm còn không được, vậy còn làm được tích sự gì nữa? Phạm Viễn thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Bản Thủy, hừ từng tiếng từ khoang mũi. Chương 1734, là ai nổ pháo? Tôi thực sự đã hiểu rồi bí thư Phạm, tôi sẽ nhớ kỹ lời của ngài. Dương Bản Thủy mặt càng đỏ hơn, xấu hổ gật đầu. Thằng nhãi này có chút luống cuống, nghĩ đến việc Phạm Viễn đang bất mãn với mình, đã hoảng hốt đứng dậy. Cong lưng như một con tôm vậy. Đã hiểu là tốt rồi, về nhớ suy ngẫm lại một chút. Phạm Viễn hừ nói. Trên đường về nhà, đồng chí Dương Bản Thủy luôn cân nhắc, miệng lẩm bẩm nói, quái, người ta nói xử lý việc chứ không xử lý người, sao lão thất phu Phạm Viễn lại nói ngược đối người không đối việc. Thật sự quái lạ, chẳng lẽ lời Phạm Viễn có ý sâu xa là đối diện với Diệp Phàm có thể hạ thủ, nhưng đối diện với sự nghiệp của Hải Đông thì phải ủng hộ. Thật sự là hồ đồ, sự nghiệp này do Diệp Phàm làm, ủng hộ sự nghiệp của hắn không phải chính là ủng hộ Diệp Phàm sao? Vậy làm sao để phê phán Diệp Phàm, cái này, khó suy nghĩ quá, hồ đồ mất thôi. Nghe nói đồng chí Dương Bản Thủy đã mài chết mấy chục triệu tế bào não nhưng vẫn chỉ là một đám sương mù. Chuyện này, gã không dám hỏi lại đồng chí Phạm Viễn, đành phải ngậm ngùi làm con quỷ hồ đồ vậy. Cuối tháng 3, Đại hội 10 giới lần thứ nhất được cử hành ở Bắc Kinh. Các đồng chí nội các chính phủ lâm thời quốc gia làm báo cáo công tác chính phủ. Hội nghị bầu chọn Đường Hạo Đông làm chủ tịch quốc gia, Trấn Sơn Hà là chủ tịch ủy ban quân sự. Bầu Vi Chính Lương là chủ tịch quốc hội ủy viên thường vụ hội đồng nhân dân 10 giới, Khang Nhất Đông là tân thủ tướng chính phủ, cũng đại diện cho các tập đoàn lớn tại Bắc Kinh trong cuộc đua đã hạ màn. Đường Hạo Đông và Trấn Sơn Hà mới cũng bị vây trong bộ máy đang ở thời kỳ quá độ. Lần này bộ máy đang trong quá trình luân phiên nhau, quyền lực của lão Kiều gia không tăng mạnh, ngược lại còn bị lùi bước. Chức vị và cấp bậc của Kiều Viễn Sơn không thay đổi, tuy nhiên, Kiều Hoành Sơn cũng bị hạ khỏi chức tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam. Nhờ Kiều Viễn Sơn toàn lực tranh thủ, cuối cùng Kiều Hoành Sơn cũng giữ được một vị trí phó ở Tổng Bộ. Những danh hiệu ủy viên quân ủy bị lui đi. Hơn nữa, lần này bộ máy quân đội điều chính, mấy tư lệnh của đại quân khu không một ai tiến vào bộ máy quân ủy. Còn bộ máy quân ủy mới do Tứ Tổng Bộ,
Tổng tư lệnh viên của Bộ Quốc phòng, ba bộ lục, hải, không quân tạo thành. Tuy nhiên, may mắn Kiều Hoành Sơn trước kia là ủy viên quân ủy, cho nên, cũng mò được một chức phó trong tứ tổng bộ. Đối với lão Kiều gia mà nói, cũng không coi là quá xui xẻo. Đại hội tân chính phủ nội các lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 4 ở Bắc Kinh. Đồng chí Khang Nhất Đông trong cuộc họp đã đưa ra nhiệm vụ chung của chính phủ. Trung tuần tháng 4, chính phủ nội các triệu tập cuộc họp trong sạch hóa bộ máy chính trị tại Bắc Kinh. Thủ tướng Khang Nhất Đông trong cuộc họp đã nhấn mạnh phải làm tốt 5 công tác. Thứ nhất, tiến thêm một bước trong sạch hóa bộ máy chính trị, tự điều chỉnh quy chế, quy phạm từ hành vi chính trị. Thứ hai, gia tăng cải cách, đổi mới thể chế, tăng cường giải quyết những vấn đề lớn. Thứ ba, sửa chữa những kẽ hở trong các ngành, các bộ môn, giải quyết các vấn đề xung đột được nhân dân phản ứng mạnh. Thứ tư, tăng cường điều tra các vụ án lớn, nghiêm khắc trừng phạt các phần tử phạm tội. Thứ năm, nghiêm khắc thực hiện theo pháp luật. Cường hóa quyền lực hành chính. Ngày thanh minh mưa phùn, người người đi lại đông đúc trên đường. Trong cái ngày đau thương này, người đi viếng mộ có như hành quân. Diệp Phàm cũng chẳng có thời gian mà về nhà tảo mộ. 8 giờ sáng, hắn bước vào phòng họp, chuẩn bị triệu tập cuộc họp mở rộng bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Vở kịch chính của ngày hôm nay đương nhiên là việc tu sửa khe suối Vượng Phu, học tập tinh thần mới của Thủ tướng Khang cũng nhất định phải có. Lần này tham dự hội nghị ngoại trừ bộ máy đảng ủy còn có vài phó chủ tịch thành phố cùng với những người phụ trách thực sự hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn mọi người nói. Họp đi, đồng chí Tằng Tuấn Tài hãy nói về tình hình cụ thể của khe suối Vượng Phu. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian đặc biệt vất vả, các đồng chí phải tổ chức giải phóng mặt bằng, trải qua hơn một tháng vất vả, cuối cùng đã bước đầu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, những vấn đề tiếp theo còn rất nhiều. Nói đến đây, Tằng Tuấn Tài liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Chủ yếu là vấn đề tiền, tuy Cục Tài chính thành phố nói sẽ cấp 200 triệu, nhưng, lại rút đi 100 triệu rồi. Điều này làm việc khởi công khe suối Vượng Phu phải trì hoãn. Không có tiền, rất khó làm việc. Anh yêu cầu người ta giải phóng mặt bằng, dù sao cũng phải cấp cho người ta chút tiền chứ đúng không nào. Không có tiền. Người ta đâu có chịu chuyển đi, họ cứ ôm chặt lấy có muốn cứng rắn phá hủy cũng không được. Chúng ta, dù sao cũng phải chú ý đến nhân tính chứ, đúng không? 100 triệu, ai cho Cục Tài chính thành phố có quyền lấy khoản tiền chuyên dùng cho khe suối Vượng Phu? 200 triệu là khoản tiền khởi công, bộ máy tập thể của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định rồi. Ai dám công nhiên coi thường quyết định của hội nghị thường vụ? Chủ tịch thành phố Tằng. Xin anh nói cụ thể ai đã rút khoản tiền này, có chứng cứ cụ thể không? Hơn nữa, 200 triệu mà lấy đi 100 triệu, cái này gọi là gì chứ? Không phải là tham ô công khoản sao? Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố quản lý thủy lợi Ngô Sinh Lâu vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, chất vấn. Đồng chí Lưu Nhất Tiêu nói bên anh ấy đang kẹt tiền, truyền về để họ dùng trước. Cái này, tất cả mọi người đều hiểu. Đồng chí Nhất Tiêu là thần tài của thành phố, công trình khe suối Vượng Phu cần sự ủng hộ mạnh mẽ của anh ấy. Tôi đây là phó tổng chỉ huy của công trình tu sửa khe suối Vượng Phu, nào dám đắc tội với thần tài. Tu sửa khe suối Vượng Phu cần vài năm, Cục Tài chính thành phố sẽ phân giai đoạn cấp tiền về. Phó Chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài vẻ mặt khó coi, nói. Hừ. Lúc này, Trương Minh Sâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thấy mọi người đang nhìn mình thì mặt càng căng thẳng hơn, nói. Ai cho Lưu Nhất Tiêu có quyền chuyển tiền đi? Quả là không thể tưởng tượng nổi. Cái này gọi là gì chứ? To gan lớn mật. Tu sửa khe suối Vượng Phu là việc lớn, đã được hội nghị thường vụ thông qua. Khoản tiền chuyên dùng cũng dám chuyển đi. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi đề nghị lập tức gọi đồng chí Lưu Nhất Tiêu đến đây để hỏi chuyện. Không thể để một số đồng chí tiếp tục làm như vậy, cứ làm như vậy, trên làm dưới theo. Anh chuyển một khoản, anh ta chuyển một khoản, tiền bay đầy trời, vậy không phải loạn cả đám à? Những người ngồi đây ai mà không hiểu quan hệ của Trương Minh Sâm và Lưu Nhất Tiêu? Trương Minh Sâm nói như thế, dĩ nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện rất mới mẻ sẽ còn xảy ra. Diệp Phàm nháy mắt đã hiểu, Trương Minh Sâm làm như vậy, là đang muốn nã pháo về phía mình. Vì, lần trước Thuận Hoa đến Cục Tài chính thành phố đòi tiền không được. Chính mình đã lệnh cho Lưu Nhất Tiêu rút khoản tiền tu sửa khe suối Vượng Phu.
Trương Minh Sâm và Ngô Sinh Phát đều căn chặt chuyện này không buông, chắc chắn là có mục đích. Ừ, nên gọi Lưu Nhất Tiêu đến. Việc này quá lớn, không hỏi không được. Những chuyện như thế này, tuyệt đối không thể để xảy ra nữa, chúng ta phải lấy nó làm gương mới được. Lúc này, Tôn Đạo Phong uống ngụm trà, thản nhiên nói. Gọi đồng chí Lưu Nhất Tiêu đến đây ngay lập tức. Diệp Phàm quay sang Vu Hữu Hòa nói lớn. Vu Hữu Hòa đích thân đi gọi điện. Không lâu sau, Lưu Nhất Tiêu người đầy mồ hôi, vội vàng chạy đến. Đồng chí Nhất Tiêu, nghe nói anh đem khoản tiền chuyên dùng cho hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu rút sang chỗ khác, có chuyện này không? Trương Minh Sâm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cái này. Lưu Nhất Tiêu định nói rồi lại ngậm miệng, hơn nữa, còn vô tình nhìn qua Diệp Phàm. Mọi người ngồi ở đây đều hiểu, tám phần là chuyện này có liên quan đến đồng chí số một của nơi này, Diệp Phàm rồi. Đồng chí Nhất Tiêu, đây là đâu chứ? Là phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Là trung tâm của toàn bộ thành phố, hiện nay tôi đại diện bộ máy đảng nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Trương Minh Sâm vẻ mặt nghiêm túc, bước xuống. Xoảng một tiếng, âm thanh quái dị vang lên. Mọi người quay về phía phát ra âm thanh, thấy chén trà của Diệp lão đại nặng nề đặt trên bàn. Trương Minh Sâm vừa thấy, mặt hơi hơi đỏ lên, tuy nhiên không hé răng. Tôi hy vọng một số đồng chí chú ý thân phận của mình, nơi này là địa phương nào, đây là đâu, là phòng họp bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Diệp Phàm nói vài câu chẳng hiểu ra sao, tuy nhiên, những người ở đây đều hiểu, Diệp lão đại đang nả pháo về phía Trương Minh Sâm. Trương Minh Sâm anh đại biểu tổ chức đảng, vậy Diệp Phàm tôi còn ngồi đây làm cái rắm gì? Dù Trương Minh Sâm anh có đại diện, thì cũng phải được sự đồng ý của Diệp Phàm tôi mới được đại diện. Cho nên, Trương Minh Sâm nhất thời lỡ lời, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, thằng nhãi này, mặt càng đỏ hơn. Ha ha! Vừa rồi Chủ tịch thành phố Diệp đồng ý gọi đồng chí Lưu Nhất Tiêu tới hỏi. Tôi nghĩ, tôi cũng là một thành viên trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là nơi của tổ chức đảng, chúng ta là thành niên của tổ chức, đại diện tổ chức hỏi đồng chí Lưu Nhất Tiêu, Chủ tịch thành phố Diệp, có thể hỏi được không? Lão già Tôn Đạo Phong thản nhiên nói, dĩ nhiên là đang đáp trả Diệp Phàm. Đồng chí Nhất Tiêu, có chuyện gì mau nói đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chủ tịch thành phố, chủ tịch, nói thật ạ. Lúc này, Lưu Nhất Tiêu vẻ mặt khó xử, nhìn Diệp Phàm, giống như đang bảo vệ cho Diệp Phàm vậy. Có ý gì, không nói thật chẳng nhẽ lại nói dối. Diệp Phàm nghiêm mặt, liếc mắt nhìn đồng chí Lưu Nhất Tiêu một cái, vẻ mặt càng nghiêm túc, hừ nói. Đồng chí Nhất Tiêu, anh có tư tưởng này là không được. Chẳng nhẽ anh không biết đây là đâu. Hiện tại tôi đại diện tổ chức nói chuyện với anh. Đối mặt với tổ chức anh còn dùng nói thật, nói dối, chẳng lẽ bình thường anh đều làm như vậy? Đối mặt với tổ chức mà còn không thẳng thắn, còn muốn nói thật nói dối. Không phải chủ tịch thành phố, ngày đó chính anh bảo tôi rút khoản tiền chuyên dùng cho khe suối Vượng Phu cấp cho tập đoàn Thuận Hoa. Lúc đó đồng chí chủ nhiệm Vu Hữu Hòa và trưởng phòng tài vụ Thuận Hoa đồng chí Thiếu Mỹ Thanh đều có mặt. Vì, chiều cô Thiếu Mỹ Thanh có đến nhắc về khoản tiền. Cô ấy chê tốc độ quá chậm. Bất mãn vì khoản tiền này do đích thân chủ tịch thành phố Diệp chỉ thị mà mãi vẫn chưa chuyển vào tài khoản của Thuận Hoa gì đó. Mà chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài là phó chỉ huy công trình tu sửa khe suối Vượng Phu. Cho nên, khoản tiền đó do tôi hỏi anh ta rồi rút đi. Lúc đó anh ấy cũng do dự, vì, dù sao khoản tiền này cũng là khoản tiền chuyên dùng. Hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu là hạng mục lớn, do hội nghị thường vụ thông qua. Khoản tiền này người bình thường ai dám chuyển đi chứ? Chủ tịch thành phố Tằng cũng không dám để tôi chuyển. Lúc đó nghĩ đến kỳ hạn mà anh cho tôi chỉ có một ngày, cho nên, không còn cách nào hết, tôi bèn nói đây là do anh chỉ thị. Tôi cũng chẳng có cách nào khác, bằng không, cục trưởng cục tài chính tôi đây không thể hoàn thành trách nhiệm. Chủ tịch thành phố dặn dò tôi còn không nghe thì còn nghe ai? Đúng không chủ tịch thành phố? Lưu Nhất Tiêu bộ dạng oan ức. Giọng nói qua micro cũng được phóng đại lên, khiến ai nấy cũng đều nghe rõ. Hơn nữa, còn cường điệu chỉ thị của Diệp lão đại. Nghe Lưu Nhất Tiêu giống lên như vậy, mọi đồng chí đều hướng mắt về phía Diệp Phàm. Đồng chí Ngô Sinh Phát, lúc này còn khép hờ mắt. Chương 1735, phải xử lý quyết đoán. Ha ha, lúc đó Thuận Hoa đến Cục Tài chính thành phố đòi tiền, tôi đã đích thân phê 40 triệu.
Hơn nữa, để biểu hiện thành ý của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, cũng là để cho đối tác tập đoàn Phi Thành Hong Kong nhìn thấy. Cho nên, tôi có đặc biệt thêm vào mấy chữ xử lý đặc biệt. Tuy nhiên trưởng phòng Thiếu Mỹ Thanh vẫn không lấy được tiền. Nói là Cục Tài chính thành phố cố ý đùn đẩy, các cô ấy đã đến mấy lần vẫn chưa lấy được tiền. Lần cuối cùng còn cùng đồng chí Vũ Hữu Hòa đến gặp đồng chí Lưu Nhất Tiêu. Tuy nhiên, đồng chí Nhất Tiêu nói là nhất thời không kiếm được nhiều tiền như vậy. Phải đợi trong vòng 3 tháng. Nói đến đây, Diệp Phàm quay đầu nhìn Lưu Nhất Tiêu một cái, nói. Đồng chí Nhất Tiêu, có đúng như vậy không? Đúng là có chuyện như vậy, thực sự ngay lúc đó chẳng thể nào xoay đủ tiền. Trong tài khoản của Cục Tài chính thành phố chỉ còn vài triệu bạc, mà của Thuận Hoa những 40 triệu, vài triệu đối với họ cũng vô dụng. Lúc đó tôi còn lo chủ tịch thành phố không tin, cho nên, còn nói là sẽ bảo Cục Công an điều tra tài khoản của Cục Tài chính thành phố. Lưu Nhất Tiêu trả lời, người này, đứng ưỡn ngực, không một tia lo lắng. Tất cả mọi người nghe thấy rồi chứ? Diệp Phàm quay đầu 180 độ, nhìn được tất cả các đồng chí trong phòng họp. Nghe rõ. Tăng Tuấn Tài gật đầu, không lâu sau, tất cả mọi người đều gật đầu. Bộp một tiếng, cái bàn bị Diệp lão đại vỗ mạnh xuống. Thằng nhãi này nhìn chằm chằm Lưu Nhất Tiêu, nói. Đồng chí Nhất Tiêu, lúc đó tôi có nói, không chỉ là một lần, khoản tiền cần rút là 40 triệu. Còn anh rút đi bao nhiêu? Cái đó. Trên trán đồng chí Lưu Nhất Tiêu bắt đầu túa mồ hôi, lén lút liếc mắt nhìn Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong. Đồng chí Nhất Tiêu, lúc đó chủ tịch thành phố Diệp chỉ đồng ý 40 triệu, sao anh lại làm thế? Rút đi những 100 triệu, có mặt ở hiện trường gồm tôi, trưởng phòng Tiếu Mỹ Thanh của tập đoàn Mỹ Thanh nữa, hay là, mời trưởng phòng Tiêu đến hỏi. Vu Hữu Hòa nói, tôi còn tưởng là chỉ thị của chủ tịch thành phố, cho nên, mới đồng ý cho cục trưởng Lưu mượn tiền. Hóa ra, có 40 triệu, đồng chí Lưu Nhất Tiêu lại nói thành 100 triệu à. Lúc này, Tăng Tuấn Tài bộ dạng như bừng tỉnh ngộ nói. Nói đi, đồng chí Nhất Tiêu, 60 triệu còn lại đâu? Lúc này, lão già Ngô Sinh Phát lạnh lùng mở mắt hỏi. Tôi cũng chẳng có cách nào khác, đập nước hồ tử của Hồng Huyện cũng là công trình trọng điểm của thành phố. Cũng được hội nghị thường vụ thông qua, trong thành phố cứ mãi kéo dài mấy chục triệu, chưa cấp xuống. Nên đập nước hồ tử cũng chưa được khởi công. Cái này, cũng là do chủ tịch thành phố tự tay ký cấp 30 triệu. Tôi nghĩ, dù sao cũng cấp cho Thuận Hoa rồi, nên cấp chung luôn cũng được. Lưu Nhất Tiêu tôi thề, khoản tiền này, tôi chia đều cho các công trình trong điểm, không giấu riêng một xu nào. Lưu Nhất Tiêu kích động, nói. Chuyện này tôi nghĩ chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát biết rõ. Lúc này, Trương Minh Sâm thản nhiên găm vào một câu. Đương nhiên là rõ, đập nước hồ tử do tôi phụ trách. Tháng 6 năm trước đã quyết định hạng mục này, nhưng vì chưa có tiền nên chưa khởi công được. Lần trước tôi có báo cáo với chủ tịch thành phố Diệp, chủ tịch thành phố Diệp nói những vấn đề liên quan đến nước tiêu dùng của nhân dân là chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên, rất ủng hộ, đã ký tên lập tức, cấp cho 30 triệu để khởi công. Cho nên, dĩ nhiên là người ta sẽ đến Cục Tài chính thành phố đòi tiền rồi. Ngô Sinh Phát nói. Như vậy xem ra chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, đồng chí Nhất Tiêu, sau này không được làm như vậy. Chuyển tiền lung tung như vậy là phạm lỗi lớn đấy. Lúc này, bản mặt Trương Minh Sâm nhìn thì có vẻ phê bình Lưu Nhất Tiêu, tuy nhiên các đồng chí ở đây đều hiểu, Trương Minh Sâm đang nả pháo về Diệp Phàm người đồng ý chuyển khoản tiền này. Lưu Nhất Tiêu người ta chỉ là người chấp hành thôi, ai bảo chủ tịch thành phố anh khơi mào, cái này gọi là xà trên không thẳng xà dưới rẽ xiên. Nếu như đánh thì phải đánh chủ tịch thành phố Diệp Anh. Lưu Nhất Tiêu chỉ là người bị hại. Chủ tịch thành phố Trương nói có lý, chuyện chuyển tiền lung tung sai quy định là chuyện lớn, không được, không được. Đinh Nghĩa Minh hơi lắc đầu, nói. Đồng chí Nhất Tiêu, Cục Tài chính thành phố thật sự thiếu tiền sao? Diệp Phàm không ngờ lại hỏi chuyện này. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, dường như mồi lửa đã đốt lên người Diệp Phàm rồi, thằng nhãi này có lẽ đến trốn cũng chẳng kịp. Nhưng sao lại còn dây dưa ra chuyện khác? Chẳng lẽ muốn mất hết mặt mũi sao, lạ thật. Thực sự căng lắm, không có được khoản tiền lớn như vậy, ngay cả mấy khoản lẻ tẻ vài triệu kia cũng lập tức cấp cho vài người nữa rồi, thực là không còn tiền nữa. Lưu Nhất Tiêu vẻ mặt đứng đắn, đáp. Đây là cái gì? Đột nhiên,
Diệp Phàm hừ ra tiếng đến, liếc mắt nhìn Vu Hữu Hòa. Vu Hữu Hòa ngầm hiểu, lập tức lấy tài liệu trong cặp ra đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay đưa sang trái cho Trương Minh Sâm, nói: "Các đồng chí truyền tay nhau xem đi." Trương Minh Sâm vừa nhìn, lật qua lật lại, lập tức mặt hơi biến sắc. Hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu một cái, rồi đưa tài liệu cho Tôn Đạo Phong ngồi bên cạnh mình. Cứ vậy truyền xuống dưới, trong phòng họp im lặng, cuối cùng tài liệu truyền đến tay Lưu Nhất Tiêu, thằng nhãi này lật lật, kêu lớn lên, nói: "Không thể nào, chủ tịch thành phố, cái này đơn thuần là vu tội cho Lưu Nhất Tiêu tôi, đây là công nhiên vu khống một đảng viên trung thành, một công bộc một lòng vì nhân dân phục vụ." Không thể không nói, đồng chí Lưu Nhất Tiêu đúng là tự chát vàng lên mặt mình. "Anh nói tài liệu này là giả?" Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. "Tuyệt đối là giả, lừa đảo. Lưu Nhất Tiêu tôi là cục tài chính thành phố, đâu có uống nước hay không mà ngại tiền nhiều. Làm sao có thể dặn dò các cục tài chính huyện thị bên dưới tạm thời không cần nộp những khoản tiền chắc chắn cần nộp cho cục tài chính thành phố được chứ?" Lưu Nhất Tiêu hô lên. "Nhỏ giọng một chút, đây không phải nơi để anh la lối." Diệp Phàm đập bàn, liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu, nói: "Tài liệu này có nhân chứng vật chứng, bên dưới có chữ ký của những người phụ trách cục tài chính các huyện. Chẳng lẽ bọn họ liên kết vu tội cho anh? Lưu Nhất Tiêu tôi bình thường đối xử với họ không tệ, sao họ cứ muốn hãm hại tôi? Ngày nay, đúng là lòng người khó dò." Lưu Nhất Tiêu nói, nước mắt trực ứa ra, dường như vô cùng oan ức. "Cái này kỳ lạ thật, các cục tài chính huyện có tiền cơ mà. Tại sao không nộp lên chứ? Chẳng lẽ họ muốn giữ làm của riêng?" Diệp Phàm thản nhiên hỏi. "Chủ tịch thành phố, chuyện này là bình thường. Tiền mà, giữ trong tay mình đương nhiên là thoải mái hơn. Có muốn dùng cũng tiện, hơn nữa, các đồng chí bên dưới có đòi tiền cũng dễ cấp. Tôi nghĩ, hay là đồng chí Lưu Nhất Tiêu làm việc nghiêm khắc quá, cho nên, đắc tội với các đồng chí bên dưới. Thành ra, đám người này, không thể tưởng tượng nổi, họ đã làm tài liệu đen này. Đối với những đồng chí này, tuyệt đối không thể dung thứ. Tôi thấy, hay là dùng hình thức ủy ban nhân dân thành phố quyết định tập thể đề xuất lên thành phố xử lý những đồng chí đã làm tài liệu đen này. Phải kiên quyết, quyết đoán mới được. Bằng không, tài vụ là mảng đặc biệt quan trọng trong thành phố, không thể nào làm như vậy được, lộn xộn quá." Đồng chí Trương Minh Sâm vẻ mặt nghiêm túc, đề nghị xuống tay. "Ha ha, không điều tra sẽ không có quyền lên tiếng. Tôi nghĩ, chuyện lớn như vậy, hay là tổ chức điều tra một chút. Nếu mọi việc là thật, chúng ta hẵng đề nghị lên, còn nếu không phải vậy, ha ha." Lão già Ngô Sinh Phát lại mở miệng, nói một nửa, bèn dừng lại, liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu, cười gượng một tiếng không nói. "Còn cần phải điều tra hay sao, sự thật rõ ràng. Tôi tin tưởng đồng chí Lưu Nhất Tiêu sẽ không làm như thế, thời đại này, không ai ngại tiền nhiều. Đồng chí Nhất Tiêu đầu óc có bị uống nước cũng chẳng thể nào từ chối chuyển tiền vào tài khoản chứ." Tôn Đạo Phong nói. "Lão Tôn, vậy ý của anh là chắc chắn các đồng chí phía dưới đang làm loạn hại đồng chí Nhất Tiêu đúng không?" Ngô Sinh Phát liếc nhìn Tôn Đạo Phong, hừ nói. "Hẳn là như vậy." Tôn Đạo Phong bị ép, kiên trì gật đầu nói. "Vậy cứ điều tra một chút thì tốt hơn, bằng không, để đồng chí ấy bị hiểu lầm cũng không tốt. Chuyện này đối với ai cũng đều là chuyện nghiêm túc, chúng ta đã được đảng dạy bảo là mọi việc đều phải có chứng cứ, lấy pháp luật làm thước đo mà." Lúc này, viện trưởng tòa án thành phố Câu Kiến Minh bồi thêm một câu. Đúng vậy, tôi đồng ý với cách nhìn của đồng chí Kiến Minh. Không điều tra không có quyền lên tiếng, căn cứ vào thái độ của các đồng chí phụ trách, hay là đem chuyện này giao cho các đồng chí bên kỷ luật điều tra đi." Lúc này, phó chủ tịch thành phố Tiền Quải gật đầu. "Lão Tiền, còn phải điều tra sao? Sự thật quá rõ ràng, chúng ta không cần lãng phí quá nhiều công sức vào chuyện này. Thành phố còn bao nhiêu việc không thể lãng phí thời giờ được." Trương Minh Sâm thấy vậy, vội phản đối. "Đúng vậy, sự thật rõ ràng, chính là mấy đồng chí bên dưới làm. Tôi bình sinh ghét nhất những đồng chí này, chuyện chính không làm, chỉ thích đo làm mấy tài liệu đen. Chủ tịch thành phố, nhất định phải xử lý nghiêm khắc, bằng không, các đồng chí bên dưới như vậy, lãnh đạo chúng ta phải làm sao?" Đinh Nghĩa Minh nói. "Được, việc này không cần bàn nữa, điều tra đi." Diệp Phàm khoát tay, rất nghiêm túc liếc mắt nhìn mọi người. "Chúng ta là lãnh đạo, phải có trách nhiệm với từng đồng chí,
không thể dùng cái nhìn chủ quan để nhận định ai đúng ai sai. Làm như vậy không nghiêm túc, chính chúng ta cũng sẽ phán đoán sai, sẽ phạm sai lầm. Tôi kiên quyết phản đối. Trương Minh Sâm hừ nói. Sau đó Tôn Đạo Phong, Đinh Nghĩa Minh cùng với trợ lý chủ tịch thành phố Điền Hồng cũng nói là đồng ý với cái nhìn của chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm gì đó. Nếu ý kiến không thống nhất, cứ giơ tay biểu quyết. Anh thấy sao chủ tịch thành phố? Ngô Sinh Phát nói. Chương 1736, tứ đại mỹ nhân tề tụ tại huyện Đào Mộc. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, anh không được đi đâu hết. Cứ ở nhà nhận điều tra của tổ chức đi. Còn chuyện khiếu nại lên lãnh đạo cấp trên, đó là quyền của anh. Không cần nói trung ương, anh có khiếu nại đến Liên Hợp Quốc cũng được. Xin mời đồng chí Lưu Nhất Tiêu về trước, chúng tôi còn bàn vấn đề khác. Diệp Phàm nghiêm khắc phê bình Lưu Nhất Tiêu. Lưu Nhất Tiêu tôi sẽ về, ở đây, là thiên hạ của đảng, không phải thiên hạ của cá nhân ai đó. Tôi mỏi mắt mong chờ. Lưu Nhất Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp lão đại lần cuối, hừ thêm một tiếng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, khí thế cũng hơi yếu một chút. Chủ tịch thành phố, hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu gác lại đã lâu rồi, vẫn chưa có tin tức gì cả. Mấy hôm trước tôi có chạy lên sở thủy lợi tỉnh hỏi chuyện này. Họ nói là hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu còn cần kết luận điều tra của chuyên viên rồi mới bàn sau. Phó chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát nói. Chuyên gia có tới không? Diệp Phàm hỏi. Không tới, tôi cũng có đi thúc giục vài lần. Dục đến chân người ta rồi, người ta không đến, chúng ta còn cách nào chứ? Các đồng chí bên dưới chúng ta lên tỉnh làm việc đều là như vậy cả. Cầu ông nội bà nội không nói, còn phải giả làm cháu. Một phó chủ tịch thành phố cấp phó giám đốc sở như tôi đây, lên tỉnh, đến một phó cục trưởng nhỏ cũng có thể nói nặng lời với tôi, thậm chí là trợn mắt trợn mũi. Ngô Sinh Phát dường như hơi bất mãn. Đúng vậy, các nha môn trên tỉnh sâu như biển. Chủ tịch thành phố Ngô chỉ là bị đối xử không tốt một chút, lần trước tôi lên trên đó, người ta chỉ là một trưởng phòng, mà còn bảo tôi cút đi. Tôi vẫn phải giữ vẻ mặt đáng thương nở nụ cười trên môi, bằng không, mọi việc hỏng hết. Lúc này, cục trưởng cục xây dựng Nhâm Phương Thành vẻ mặt phẫn nộ, nói. Nhâm Phương Thành và cục trưởng cục thủy lợi Trương Hoa Phúc tương đối chân chật, cho nên, thời gian qua luôn đi khắp nơi chạy tiền. Dĩ nhiên phải giao tiếp nhiều với trên tỉnh. Cầu ông bà nội, mà tiền cũng chẳng dễ kiếm về. Đương nhiên phải chịu nhiều tức giận rồi. Qua vài ngày nữa tôi phải lên tỉnh, tiện sẽ đi hỏi xem. Hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu không thể kéo dài mãi được, kéo dài mãi, chúng ta không chờ nổi. Diệp Phàm hừ nói, suy nghĩ, chắc hẳn chính là trò quỷ do trợ lý chủ tịch tỉnh kiêm giám đốc sở thủy lợi Lệ Chí Đạt làm đây mà. Đúng lúc này, sau khi Vu Hữu Hòa vội vàng nghe điện thoại, bèn đến sát bên Diệp Phàm thì thầm vài câu. Diệp Phàm khoát tay, nói. Vừa rồi đồng chí Vương Long Đông huyện Mộc Đào gọi điện đến, nói là ở xã Bảo Kiếm phát hiện một chuyện kỳ lạ. Có một xác khô không bị mục, có người đoán, chắc hẳn là vì hoàn cảnh địa lý và đào gỗ xã Bảo Kiếm đặc biệt. Đây là một chuyện lớn, nếu như thực sự gỗ đào của huyện Đào Mộc chúng ta thực sự giúp cho thi thể không bị mục giữa, vậy thì gỗ đào của chúng ta có chỗ sử dụng rồi. Nên. Hôm nay họp đến đây thôi. Đồng chí Hữu Hòa, anh lập tức gọi điện thoại cho đài truyền hình thành phố, bảo họ cho người xuống xã Bảo Kiếm viết chuyên đề đi. Vu Hữu Hòa vội vàng nhấc điện thoại lên. Sau khi gác máy, quay sang nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, cục trưởng cục thông tin Nhâm nói khoảng thời gian này rất bận. Lần trước trưởng ban tuyên giáo Tô có dặn dò, tất cả các hình thức phỏng vấn thời gian vượt quá nửa tiếng. Muốn làm chuyên đề hay quay phim chụp ảnh đều do cô ta đích thân phê chuẩn mới được. Nói là kinh phí của cục eo hẹp, cả ngày cứ đòi tiền trưởng ban như cô ấy phiền phức lắm. Những cái không cần thiết thì miễn quay phim chụp hình đi. Tránh những chi phí không cần thiết. Gọi điện thoại lại, tôi muốn nói chuyện với cục trưởng Nhâm. Diệp Phàm nói, trong lòng tức giận đến nổi toát cả mồ hôi. Tô Phương kia dặn dò như thế, chắc chắn là để nhắm vào mình. Kết hợp với tiết mục ghi hình hôm 8 tháng 3, rồi ghi hình ở tập đoàn Thuận Hoa, Diệp Phàm cảm giác trưởng ban tuyên giáo Tô Phương có ý thù địch sâu sắc với mình. Chắc hẳn, là trò quỷ của Tô Lâm Nhi đây mà. Nhâm Phi, tôi mặc kệ anh vì lý do gì, hoặc dặn dò như thế nào. Lập tức cho xe đến phỏng vấn ghi hình ở xã Bảo Kiếm huyện Mộc Đào. Làm chuyên mục về xác khô không rửa, các anh phải ghi hình đẹp một chút,
tôi chuẩn bị đem lên cho đài truyền hình tỉnh xem đấy. Diệp Phàm nói, chủ tịch thành phố, việc này, tôi cũng có nói với chủ nhiệm Vu rồi. Việc này, anh xem có thể nói trước với trưởng ban Tô được không? Nhâm Phi cảm giác lửa giận trong lòng Diệp lão đại đang toát ra, kỳ thật, cũng có chút sợ hãi. Lời tôi nói không cần nghe đúng không? Cứ như vậy đi, khi tôi đến xã Bảo Kiếm nếu như tại hiện trường chưa thấy nhân viên ghi hình của đài truyền hình thành phố, thì anh cứ tự mà suy nghĩ đi. Thời gian gấp lắm rồi, tôi không có nhiều thời gian để dài dòng đâu. Còn về phần trưởng ban Tô, tôi sẽ tìm thời gian nói với cô ấy sau. Diệp Phàm nói xong gác điện thoại, hắn tin, Nhâm Phi sẽ lựa chọn. Bên này, Vũ Hữu Hòa vội vàng triệu tập một số chuyên gia văn vật trong thành phố, cùng với một số nhân sĩ nổi tiếng đến xã Bảo Kiếm. Trong xe Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Đạo Lâm, biết ông ấy sớm đã đến xã Bảo Kiếm rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lời nói từ miệng vị đại sư Trương Đạo Lâm này mới là mấu chốt, đây gọi là lợi ích của danh miệng. Nghĩ lại một chút, bèn gọi lên cho ký giả tỉnh Lan Điền Trúc, cười nói. Em Lan à, dạo này sống dễ chịu chứ? Đương nhiên là dễ chịu, có sông có núi, còn có món quê, rất có tư vị. Lan Điền Trúc cười khúc khích nói, dường như, có chút hưng phấn. Hơn nữa, trong điện thoại còn có chút ầm ĩ, dường như đang ở chỗ đông người vậy. Món ăn thôn quê, hiện tại. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ở trên núi, một mái nhà tranh, ngoài kia có một nồi, là món sơn giã do một lão nông làm cho, quá chính hiệu. So với khách sạn 5 sao còn thuần khiết hơn. Lan Điền Trúc cười khúc khích, hình như trong miệng còn đang nhai miếng thịt. Giờ em đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lan Điền Trúc cười. Không thể nào, chẳng lẽ Lan Đại Tiểu Thư đồng ý đến xó xỉnh nghèo nàn Hải Đông sao? Diệp Phàm cười nói. Nói với anh cũng không tin, nói cho anh biết, còn có mấy đại mỹ nhân ở cùng với em đây này. Lan Điền Trúc hừ nói. Đừng nói là tứ đại mỹ nhân Thủy Châu đều đến cả nhé. Diệp Phàm cảm thấy giọng mình hơi run, vì, hắn nghĩ đến chuyện mấy năm trước khi ở Ngư Dương, tứ đại mỹ nhân Thủy Châu cũng từng đến đủ. Hi hi hi. Lan Điền Trúc cười như điên trả lời. Ai ra, tứ đại mỹ nhân tới đủ. Diệp Mỗ không kịp đón tiếp từ xa. Nếu không như vậy đi, chúng ta đi xuống xã Bảo Kiếm, huyện Đào Mộc dạo một chuyến, sau đó anh mời mọi người đi ăn món nổi tiếng nhất Hải Đông bọn anh, món lão công bảo. Họ Diệp kia, anh muốn kiếm lợi từ em đúng không? Lan Điền Trúc tức giận hừ nói. Chiếm lợi à, không hề, lão công bảo đúng là đặc sản nổi tiếng ở đây mà. Hơn nữa, lão công bảo chính công nhất à, phải xếp hàng mới được ăn đấy. Người ta là cửa tiệm lâu đời, người ăn đông lắm. Nghe nói, nước lèo của món lão công bảo chế biến phức tạp lắm. Diệp Phàm cười nói. Đùa với anh thôi, em đương nhiên biết món lão công bảo rồi. Nhưng mà, anh nói đưa chúng em đi huyện Đào Mộc, có phải là đi xuống nông thôn không đấy? Lan Điền Trúc cười nói. Không phải, lúc nãy chủ tịch huyện Đào Mộc đồng chí Vương Long Đông gọi điện lên báo cáo. Nói là ở xã Bảo Kiếm, huyện Đào Mộc phát hiện một xác khô không hề mục rửa. Được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nghe người ta nói là mấy trăm năm rồi. Cho nên, anh xuống đó xem thử. Cái này, có lẽ xác khô đó cũng có giá trị nghiên cứu lớn. Các chuyên gia của thành phố đều được anh gọi đến cả rồi. Diệp Phàm nói, biết Lan Điền Trúc chắc chắn sẽ động lòng. Quả nhiên, Lan Điền Trúc kêu lên. Thật hay giả vậy? Cực kỳ chính xác, anh là người trực tiếp nắm tin tức mà. Thứ nhất nói với em, đi hay không là quyền của em. Đương nhiên, nếu như đi thì anh có thể cho địa chỉ. Hai, nếu có Tống Trinh Giao của đài truyền hình tỉnh đi cùng em thì tốt quá. Diệp Phàm cố ý thở dài. Cuối cùng thì em hiểu rồi, anh đã sớm đào sẵn hố. Gì mà mời chúng em đi dạo xã Bảo Kiếm chứ, còn ăn lão công bảo nữa, chẳng phải muốn đài truyền hình và báo tỉnh quảng cáo miễn phí cho Hải Đông các anh sao? Anh tính toán hay lắm họ Diệp kia. Lan Điền Trúc đâu có dễ bị lừa như thế. Không đi thì thôi, anh cúp máy đây, người bên kia đang gọi điện báo cáo tình hình. Diệp Phàm nói, hắn đánh cuộc Lan Điền Trúc không thể không đến. Họ Diệp, anh chuẩn bị cho tốt, không thể để cho người khác cướp đầu để đấy, trước khi em tới phải giữ bí mật. Giọng Lan Điền Trúc có chút dồn dập. Vậy được rồi, đợi các em cùng đến nhé.
Diệp lão đại vô cùng không cam lòng gác máy, cuối cùng nói bốn từ cuối cùng. Trang điểm đi nhé. Hai tiếng sau, đoàn người của Diệp Phàm đã đến xã Bảo Kiếm. Kỳ thực thì không cần đến hai tiếng, chỉ là bên Vương Long Đông đã sớm sắp xếp hết rồi, căn bản không sợ thây khô sẽ bị phá hỏng. Vương Long Đông người ta sớm đã cho cảnh sát hình sự bao vây kín. Chỉ có điều tin tức không bị phong bế, càng lúc càng được lan truyền. Còn Diệp lão đại lại muốn kéo dài thời gian, chính là để tạo hiệu quả vang dội. Cũng muốn là nền cho sự xuất hiện của Đại sư Trương Đạo Lâm. Khi Diệp Phàm đến, thấy quanh núi đã đầy người đứng. Chủ tịch xã Lưu đem các nhân viên công tác của xã Bảo Kiếm đến phối hợp với bên công an duy trì trật tự. Bên ngoài còn có tuyến cảnh giới, mấy cảnh sát có vũ trang vẻ mặt nghiêm túc đứng đó. Đi vào bên trong, Diệp Phàm nhìn lướt qua, lập tức, mặt trầm xuống. Các đồng chí đài truyền hình thành phố đến chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa thấy ạ, tôi đã sắp xếp cho các đồng chí phòng phát thanh và truyền hình huyện tới trước. Tuy nhiên, sợ phá hủy hiện trường, chúng chưa dám động vào. Cho nên, tạm thời chỉ ghi hình bên ngoài thôi. Vương Long Đông đáp. Có cần tôi thúc giục cục trưởng Nhâm không? Vu Hữu Hòa hỏi. Không cần, bọn họ không muốn quay thì thôi. Diệp Phàm hừ nói, biết đám Lan Điền Trúc đang trên đường đến. Các cô ấy vốn đi ghi hình đập nước hồ tử của Hồng Huyệt. Vận khí hôm nay không tệ, chọn ngày tốt lắm. Quả nhiên, lại đợi thêm nửa tiếng nữa, đám Lan Điền Trúc đã đến. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, tứ đại mỹ nhân quả nhiên toàn bộ đến đông đủ. Vừa đến hiện trường, Tống Trinh Giao cũng không chào hỏi Diệp Phàm, trực tiếp sắp xếp người bắt đầu ghi hình. Tống Trinh Giao làm việc vô cùng chuyên nghiệp, còn Lan Điền Trúc cũng vội vàng đến chỗ các chuyên gia phỏng vấn, hỏi thăm tình hình. Lợi dụng lúc ghi hình rỗi rãi, Diệp lão đại thấy Tống Trinh Giao đứng dưới một tàng cây vắng vẻ nghỉ ngơi vì thế, vội tiến sát đến bên Tống Trinh Giao, nhỏ giọng hỏi. Dạo này em thế nào? Liên quan gì đến anh? Tống Trinh Giao tức giận, không quay đầu lại, hừ nói. Ha ha, quan tâm đến em thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Miễn, tôi không chịu nổi sự quan tâm của chủ tịch thành phố Diệp. Tôi sợ trên Bắc Kinh biết thì sao? Một người con gái như tôi không gánh nổi đâu. Tống Trinh Giao châm chọc khiêu khích. Trinh Giao, anh biết, anh xin lỗi, nhưng, chuyện hôm nay nhờ em một chút. Diệp Phàm nói. Hi hi hi. Tống Trinh Giao che miệng mỉm cười, cười đủ rồi hừ giọng nói. Chủ tịch thành phố Diệp nhờ vào một cô gái như tôi à, buồn cười quá. Chương 1737, một ông hai bà. Thật đấy. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, nhìn Tống Trinh Giao. Không giúp. Tống Trinh Giao lắc đầu từ chối, không chút nể mặt Diệp lão đại. Thực sự không giúp à? Diệp lão đại hỏi lại. Đã nói không giúp là không giúp. Tống Trinh Giao lại lắc đầu. Không giúp thật sao? Diệp lão đại tức giận, vồ qua, ôm lấy eo Tống Trinh Giao. Anh làm gì đó, ở đây đông người lắm. Tống Trinh Giao hoảng sợ, nhìn đám người đang bận rộn đằng xa, không dám lớn tiếng, chỉ dám dãy giụa. Đừng nhúc nhích nữa là anh ôm chặt thêm đấy. Diệp Phàm tay ôm chặt, Tống Trinh Giao bị hắn ép sát vào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tống Trinh Giao rối đến độ sắp khóc. Giúp anh làm chuyên đề, lấy chủ đề là xác khô. Sau này, trọng điểm tuyên truyền là vì sao xác khô lại không bị giữa, đó là vì gỗ đào của huyện Đào Mộc không những có thể trừ tà, hơn nữa, còn có tác dụng thẩm mỹ, bảo vệ thi thể. Diệp Phàm nói, gỗ đào, bảo vệ thi thể, trừ tà, còn thẩm mỹ nữa. Tôi bảo này chủ tịch thành phố Diệp, những lời ngụy biện của anh khó thuyết phục người ta quá. Kiểu ngụy biện này mà anh cũng nghĩ ra, người trong thiên hạ không phải ngốc cả đâu. Nếu tôi đưa tin cho các anh, vậy không phải là đài truyền hình tỉnh có ý lừa gạt mọi người à? Tống Trinh Giao châm chọc nói. Chờ đại sư Trương Đạo Xâm đến, chính ông ấy là người đã xem phong thủy cho Bộ Tài chính. Lời do miệng ông ấy nói, chắc chắn có phân lượng. Cái này gọi là hiệu ứng danh nhân, ông ấy nói không phải tức là không phải. Diệp Phàm nói. Việc này, chẳng lẽ anh đã sắp xếp từ trước? Bằng không, Trương đại sư sao có thể đến vừa khéo vậy chứ? Tống Trinh Giao vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp lão đại, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Ngẫm nghĩ một chút, rồi nói. Tôi có chút nghi ngờ, sắp xếp đài truyền hình tỉnh chúng tôi đến ghi hình đập hồ tử Hồng Huyện sao lại vừa vặn đúng ngày hôm nay.
Có phải đều là quỷ kế của anh không vậy? Chủ tịch thành phố Diệp lợi hại nha, vì tuyên truyền cho huyện đào mộc của mình, không ngờ lại dở nhiều thủ đoạn như vậy. Tiểu nữ đây đúng là được mở mang kiến thức. Em nghĩ thế nào cũng được, tuy nhiên, không được nói với người ngoài. Diệp Phàm anh một lòng vì dân chúng, có lừa gạt thì cũng vì thiện ý mà thôi. Huống hồ, cái này, em xem xung quanh không phải đúng là có nhiều đào cổ thụ như vậy, cái này chắc chắn đúng là có nguyên nhân. Diệp Phàm nói năng đường hoàng, tuy nhiên, hiển nhiên khó có thể thuyết phục cô em Tống này rồi. Hừ, Trương đại sư khi nào thì đến? Tống Trinh Giao cuối cùng đã mở miệng. Chắc không lâu nữa đâu, đến lúc đó chủ yếu là em ghi hình ông ấy. Hơn nữa, cả lời bình luận của chuyên gia nữa. Anh tin, gỗ đào của bọn anh, thực sự có tác dụng bảo vệ thi thể. Có thể gỗ đào của bọn anh có thể chế tác thành quan tài xuất khẩu ra nước ngoài. Diệp Phàm hơi có vẻ đắc ý, cười nói. Anh nằm mơ à? Tống Trinh Giao không chịu nổi tên đắc ý đó, thừa dịp hắn không chú ý. Giẫm lên chân hắn một cái, tên đó chíu mày, đang định kêu đau, một giọng cười vang lên nói. Thân thiết quá, tôi còn hỏi chẳng biết chủ tịch thành phố Diệp với em gái Tống đi đâu, hóa ra, đang yêu đương ở đây. Chỗ này, là mộ đấy, đúng là có phong cách nhỉ. Giọng Triệu Tứ có chút chua chát, dường như rơi vào cả một hũ giấm chua thì phải. Chị Triệu, chị nói gì thế? Tống Trinh Giao vừa nghe, mặt hơi hơi đỏ. Vội vàng đẩy Diệp lão đại ra. Chỉ có nói gì đâu, chỉ thấy gì nói đó thôi. Lẽ nào lại không đúng? Triệu Tứ cười nói. Ha ha, em là người đã có gia đình rồi, cái này, có liên quan gì đến em chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Giọng điệu, tự nhiên có chút châm chọc. Miệng chó không mọc được ngà voi, em có gia đình khi nào? Triệu Tứ tức giận trợn mắt nhìn Diệp lão đại, chỉ vào Diệp lão đại nói. Được rồi, không nói nữa. Diệp lão đại thấy Triệu Tứ nổi giận thật nên cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chắc hẳn, Triệu Tứ và đồng chí Cố gia kia đính hôn, có nội tình bên trong. Hôn nhân nhà quyền quý, có mấy người được hạnh phúc. Cố gia muốn mượn năng lượng quân giới của Triệu gia muốn mượn thế lực chính phủ của Cố gia. Đơn giản chỉ có một chữ lợi đứng đầu mà thôi. Anh giải thích rõ ràng đi. Triệu Tứ thực sự nổi giận, vọt lại. Chụp lấy vai Diệp Phàm lắc mạnh. Chị Triệu, được rồi, anh ấy chỉ nói đùa thôi mà. Tống Trinh Giao vội vàng khuyên nhủ, muốn kéo Triệu Tứ đi. Em tránh ra, đây là chuyện của chị với anh ấy, không đến lượt em quản. Triệu Tứ tức giận, đẩy Tống Trinh Giao ra. Chắc hẳn dùng lực quá mạnh, Tống Trinh Giao không đứng vững, bị đẩy mạnh vào cây đại thụ. Cố tình gây sự à? Diệp lão đại hừ một tiếng. Một tay đưa ra nắm lấy cổ tay Tống Trinh Giao, sợ cô ấy bị thương. Hừ, Triệu Tứ tôi làm người ta ghét vậy sao? Triệu Tứ giống như có chút điên lên rồi, ép sát vào ngực Diệp Phàm, chen lấn với Tống Trinh Giao. Người ngoài nhìn vào, giống như chủ tịch thành phố Diệp đang song phi cả hai mỹ nhân. Diệp Phàm vội vàng nhìn xung quanh, may là không có mấy người, vội vàng đỡ cả hai người, chân nhanh chóng chạy trốn. Nhưng, Triệu Tứ và Tống Trinh Giao khá mạnh. Giữ chặt lấy chân Diệp lão đại, làm chân hắn chẳng động đậy. Nếu vùng mạnh, Diệp lão đại lại sợ làm bị thương hai cô gái. Hai người là chị em tốt, vì sao vậy? Diệp lão đại cười khổ thở dài một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vai hai mỹ nhân, thư ký Lý Mộc vội vàng chạy đến, nói. Chủ tịch thành phố, đại sư phong thủy Trương Đạo Lâm người đã xem phong thủy cho bộ tài chính và vài hòa thượng đang ở bên ngoài tuyến cảnh giới. Chắc hẳn. Nghe nói chuyện xác khô, các hòa thượng muốn tới siêu độ đó ạ. Hòa thượng ở đâu? Diệp Phàm cố ý hỏi. Là các đại sư của Kim Mã Tự. Lý Mộc đáp. Mau mau cho mời. Diệp Phàm đi nhanh ra ngoài, tên tuổi của hai vị đại sư Ngưu Ly và Trung Căn của Kim Mã Tự tương đối nổi tiếng. Còn là thành viên trong Hội Phật giáo Trung Quốc. Thấy Lý Mộc đến, Triệu Tứ và Tống Trinh Giao đều rời khỏi người Diệp Phàm. Cái này... Cứ bám vào người ta thì xấu hổ lắm. Tuy nói Lý Mộc là thư ký của Diệp lão đại, miệng mồm chắc chắn kín tiếng, nhưng cũng không thể để người ta lầm bầm trong miệng được. Mấy người hàn huyên một lúc, Trương đại sư mang theo Ngưu Ly và Trung Căn tiến hành nghiên cứu xác khô rồi thảo luận. Lúc này, Tống Trinh Giao cầm micro, mỉm cười bước đến. Hỏi Trương Đạo Lâm. Đại sư, tôi là Tống Trinh Giao của đài truyền hình tỉnh, nghe nói cốc đào mộc của xã Bảo Kiếm có cây cổ thụ mấy trăm tuổi.
Vừa rồi tôi có hỏi các chuyên gia của Hải Đông, họ nói đúng là như vậy. Quả là có cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi. Hơn nữa, có một quả cầu bồng quấn kết bằng tơ đào, rất có khí thế. Trương Đạo Lâm vẻ mặt trang trọng, nói. Vậy là đúng rồi. Tống Trinh Giao mỉm cười ngọt ngào nói. Lời này có ý tứ gì, cô Tống, lão nạp có chút không rõ. Lúc này, đại sư Ngưu Ly đứng một bên chen vào hỏi. Ba vị đại sư, nghe nói khối thây khô này xuất phát từ đầu nhà Thanh. Đến giờ cũng mấy trăm năm rồi. Mà xác khô này vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, có phải là do hoàn cảnh địa lý, khí hậu đặc biệt của đào cốc xã Kiếm Đào thành phố Hải Đông không? Tuy nhiên, vừa nãy tôi nghe các chuyên gia nói xác khô có thể bảo tồn được như vậy, nguyên nhân chủ yếu là nhờ gỗ đào trong đào cốc này, là khí hình thành từ gỗ đào. Nhiều cây đào quá vào nhau như vậy, khí đặc biệt có thể giữ được nam tính của thi thể. Các chuyên gia nói như vậy có căn cứ gì không? Tống Trinh Giao vẻ mặt trang trọng, hỏi. Trong thân gỗ đào có chứa linh khí, có tác dụng rất lớn ở Trung Quốc chúng ta. Nói đơn giản như vậy, chắc cô Tống không xa lạ đâu nhỉ. Trương Đạo Lâm cười, thuận tay lấy ra một thanh kiếm gỗ đào chạm trổ tinh xảo. Kiếm gỗ đào, tôi đương nhiên biết, hình như các đại sư đều thích cua nó. Rồi miệng lẩm nhảm chú ngữ gì đó, nghe nói có thể trừ tà, hàng quỷ gì đó. Tống Trinh Giao thản nhiên nói. Tôi biết cô Tống chắc chắn nghĩ chúng tôi thích dùng giả thần giả thánh đúng không? Trương Đạo Lâm như tự diễu. Không phải, tôi rất tôn trọng đặc thù văn hóa Trung Quốc chúng ta. Nghe nói tên chính thức là thuật phong thủy, với kinh dịch bát quái linh tinh gì đó. Tống Trinh Giao hơi lắc đầu, nói. Ha ha ha. Ngưu Lý và Trung Căn Đại Sư đột nhiên cười ha hả. Tôi nói sai à? Tống Trinh Giao vẻ mặt mơ hồ, hỏi. Cô Tống, cô nói rất đúng. Trước mặt cô chính là Đại Sư Trương Đạo Lâm Thái Sơn bắt đầu trong giới phong thủy của Trung Quốc chúng ta. Đại sư Ngưu Ly cười nói. Tôi biết đại danh của Trương Đại Sư, trước kia người ta nói sau lưng là thần Côn Vương. Lúc này, Lan Điền Trúc đứng cạnh đột nhiên xen vào cười nói, xoay người nói. Trương Đại Sư, tôi là phóng viên Lan Điền Trúc của báo tỉnh. Cái cách gọi đó, chỉ là lời nói đùa của những kẻ không hiểu chuyện thôi. Thần Côn Vương, thú vị, thú vị. Trương Đại Sư thì thào, mỉm cười, liếc mắt nhìn Lan Điền Trúc một cái nói. Cô Lan, cô nói cũng có lý. Vừa rồi cô Tống của đài truyền hình tỉnh có nói những kẻ giả thần giả thánh thích múa may kiếm gỗ đào nhất. Mà Trương Đạo Lâm Tô là thần côn trong thần côn. Đặc biệt thích dùng kiếm gỗ đào linh tinh để trừ tà. Kỳ thực, phong thủy tương đương với địa thuật, cái gọi là thuật phong thủy là địa hình, hoàn cảnh, kết cấu, chắc địa cát hung tốt xấu của phương hướng nhà dương, nhà người ở và nhà âm, mộ người chết. Táng thư của Quách Phác đời Tấn soạn, nói rằng, khí thuận gió thì tán, giới thủy thì dừng. Cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ, thời cổ gọi là phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Các chuyên gia đời sau gọi là tương trạch, tương mộ chi pháp. Cổ nhân nói không phải là không có đạo lý, địa mạo đều có linh khí. Kiếm chế từ gỗ đào mộc là đại diện của linh tính thực vật. Đương nhiên, phong thủy mà chúng ta đang nói bản chất khác với mê tín. Khối xác khô này, với gỗ đào trong đào cốc chắc chắn có quan hệ. Nếu đã gọi là đào cốc, mà nơi này lại có những gốc đào thô như vậy, từ xưa, hẳn cốc này chính là nơi khởi nguồn của huyện đào mộc. Linh tính gỗ đào kết hợp với đặc thù khí hậu, đã tạo thành xác khô mấy trăm năm không giữ nát. Trương Đạo Lâm nước miếng tung bay thổi phồng những điều tốt đẹp cho huyện đào mộc, đương nhiên là hoàn thành màn biểu diễn đã hứa với. Còn Tống Trinh Giao lúc nãy còn đấu khí với Diệp Phàm giờ cũng vô cùng ra sức. Chương 1738, càn rỡ đến nông nỗi nào. Diệp lão đại trong lòng xấu hổ những cũng kêu lên đúng là cô em biết điều. Còn về phần đào cốc. Còn không phải là cái tên Diệp lão đại sắp xếp chủ tịch huyện Vương Long Đông đặt ra sao? Mục đích đương nhiên là muốn làm nền cho gỗ đào của huyện Đào Mộc. Đại sư, nếu vậy là gỗ đào huyện Đào Mộc thành phố Hải Đông chúng ta có linh tính sao? Vậy có thể mời ba vị đại sư tiến hành hoạt động tại đây, một là để siêu độ cho vong hồn xác khô, hai là để nâng cao danh tiếng của gỗ đào thành phố Hải Đông chúng tôi. Gỗ đào của huyện Mộc Đào đã im tiếng đã lâu. Cũng nên để nó nhìn thấy ánh mặt trời ban ngày rồi chứ nhỉ. Diệp Phàm tiến đến, cười ha ha nói. Trương Đạo Lâm và Đại sư Ngưu Ly, Trung Căn đều gật đầu đồng ý. Đương nhiên,
Ngưu Ly, Trung Căn là do Trương Đạo Lâm kéo đến. Buổi tối, Diệp Phàm mời Trương Đạo Lâm và Đo Ẩn người ở tỉnh đến Tửu Lâu Hải Đông. Khi trở về đã là 10 giờ. Cục trưởng Cục Công an thành phố An Kỳ đang đứng ở cửa. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, nhân viên phục vụ Chu Đông Đông cũng có gặp An Kỳ vài lần. Biết anh ta với chủ tịch thành phố Diệp quan hệ không tệ. Cho nên, khi An Kỳ nhờ Chu Đông Đông vào hỏi nhỏ Diệp Phàm rồi mời anh ta vào trong đại sảnh. Đến thư phòng uống trà đi, cô Đông Đông, pha hai tách trà nhé. Diệp Phàm nói với cục trưởng An Kỳ. Sau khi đến thư phòng, Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Tình hình Thanh Ngưu thế nào rồi? Điều tra được gì không? Hai. An Kỳ thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi, cụ thể một chút, hỏng cái gì? Diệp Phàm hừ nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Toàn bộ máy công an của Sở Công an Thanh Ngưu hỏng cả rồi, từ Cục trưởng Cục Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Đàm Quang Huy, cho tới các tiểu binh tiểu tướng bên dưới đều là ô dù của các chủ mỏ quặng địa phương. An Kỳ vẻ mặt trầm trọng chưa từng có. Có tiền, có ăn, có uống, có chơi, đương nhiên mọi người ai chẳng đỏ mắt. Hơn nữa, các chủ mỏ quặng rất có tiền, ra tay cũng thoải mái. Đòi tiền, đòi gái đẹp, đòi xe cái gì cũng có cả, trên có các đồng chí đứng đầu của Sở Công an, dưới có các cảnh sát quản lý trực tiếp, tất cả đều tham ô. Xà trên không thẳng xà dưới đương nhiên sẽ lệch rồi. Các cảnh sát thấy các lãnh đạo làm ô dù và ngăn gió. Họ cho rằng lãnh đạo như vậy rồi, mình có ăn chút nữa cũng chẳng sao. Trên làm dưới theo, kết quả, cả một Sở Công an, rối ren toàn bộ. Diệp Phàm hừ nói, tình hình đúng là như vậy, hơn nữa, bọn họ còn cấu kết với nhau. Rối trên lừa dưới, hình thành một tấm lưới lớn tổ chức vô cùng nghiêm mật. Ngay cả chúng tôi có muốn kiểm chứng cũng tương đối khó khăn, anh muốn điều tra, đương nhiên cái gì người ta cũng hợp pháp hợp lý. Ô nhiễm cũng không có. Phạm tội cũng không có, toàn bộ Thanh Ngưu, thiên hạ vô cùng thái bình. Cái này chỉ là bề ngoài thôi, đúng là làm người ta bội phục sát đất. Chỉ khi thực sự điều tra trong dân chúng mới phát hiện vấn đề thôi, và, vấn đề cũng đã đạt đến mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Huống chi, một khi phát giác, bọn họ xuống tay tuyệt sẽ không lưu tình. Việc giết người đương nhiên là đội bảo vệ tự thành lập của các mỏ quặng sẽ đi làm rồi. Bọn họ mời người ngoài ra tay. Làm xong tiễn đi luôn trong đêm. Có lúc, thậm chí còn tống đi nước ngoài, chúng ta khó có thể điều tra được. Dù có tra được thì cũng chỉ có thể ngước nhìn và thở dài thôi. Huống chi, có nhân viên bảo an bản địa bảo hộ, muốn điều tra họ, quá khó. An Kỳ thở dài, lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu, nói. Đây là tài liệu, đồng chí Phó Sở Công an Thanh Ngưu Khang Phục Hưng đã tốn rất nhiều sức lực. Để có được những chứng cứ này. Anh ta cũng đã chẳng xá gì. Lúc đó xét thấy tình hình Sở Công an Thanh Ngưu quá phức tạp, tôi đề nghị Lão Khang đưa vợ và con nhỏ đến thành phố Hải Đông. Tuy nhiên, Lão Khang không đồng ý, nói là làm như thế có thể rút dây động rừng, anh ấy sợ hỏng kế hoạch. Xem ra, hầu hết bộ máy Thanh Ngưu đã mục nát. Tuy nhiên, vẫn có những đồng chí tốt. Chẳng hạn như đồng chí Khang Phục Hưng, đây chính là tấm gương. Dặn đồng chí Khang Phục Hưng. Cùng với việc điều tra, thì tự giữ an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất. Chúng ta muốn đánh người xấu việc xấu, thì phải tự bảo vệ được mình. Chỉ có như vậy, mới có sức đánh bại tội phạm, giữ gìn pháp luật. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, vừa lật tài liệu, vừa nói với An Kỳ. Sau khi xem xong tài liệu, tâm tình Diệp Phàm nặng nề chưa từng có. Đặt tài liệu lên bàn, nói. Trong đó còn có liên quan đến một số phó chủ tịch huyện. Phó Bí thư huyện Thanh Ngư. Không biết Bí thư Ngô Đương Lâm và Chủ tịch Cố Thuận Lợi có vấn đề hay không? Nếu ngay cả bọn họ cũng dính vào, thì chẳng những Sở Công an Thanh Ngưu mà ngay cả bộ máy Thanh Ngưu cũng đều mục nát, chính quyền đảng ủy của Thanh Ngưu cũng chẳng khác là mấy. Cái này, trước mắt vẫn chưa điều tra được Bí thư Ngô Đương Lâm và Chủ tịch Cố Thuận Lợi có vấn đề gì. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ một đồng chí nào đó trong số họ có chuyện. Hơn nữa, tôi lo là trong thành phố Hải Đông cũng có. An Kỳ nói. Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn An Kỳ, nói. Nếu nói bên ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông và thành ủy không có ai biết chuyện xảy ra ở Thanh Ngưu chắc chắn không thể rồi. Nghe nói ở Hải Đông này đồng chí Trương Minh Sâm đề bạt không ít thủ hạ. Đàm Quang Huy chắc chắn là một trong những người đắc lực nhất của hắn.
Việc này, nếu xuống tay từ bên thành ủy, tôi thấy chắc không được. Một khi tin tức để lộ, chứng cứ bị hủy, chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ mất. Vâng, tôi nghĩ, chuyện này nên nhờ sở tỉnh. Vốn, tôi muốn phái người của thị cục xuống Thanh Ngưu tạm giữ chức. Tuy nhiên, một là sợ họ nghi ngờ, hai là, một tiểu binh tiểu tướng đi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Căn bản là không hạ thủ được, cho nên, ít nhất cũng phải sắp người ngồi lên chức phó sở trưởng sở công an Thanh Ngưu mới được. Cái này, An Kỳ tôi hiện tại chưa có khả năng. Hai, cho đến giờ, tôi chỉ là một ủy viên của đảng ủy công an thành phố, ngay cái chức phó bí thư cũng chưa được kiêm nhiệm nữa. Ở đảng ủy công an thành phố này chẳng có chút quyền lực gì cả. An Kỳ thở dài, nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên hiểu được, ý An Kỳ đang muốn xin mình một chức vị, một mũ quan. Hơn nữa, An Kỳ nói như vậy, chắc chắn là muốn thăm dò sức của mình. Ngay cả chuyện này cũng làm không được, sau này, muốn An Kỳ bỏ sức, e là hơi khó. Người ta đi theo anh mà không có tiền đồ, vậy người ta còn mạo hiểm bỏ sức vì anh nữa không chứ? An Kỳ, tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Anh quen tôi cũng một thời gian rồi, gần đây anh khá bận rộn vì tôi. Anh cũng biết tính tôi rồi, không thích vòng vo. Cho nên, có gì anh cứ nói thẳng là được, chúng ta công bằng đi. Diệp Phàm nhấp trà, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tôi nói đây. An Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nói. Diệp Phàm hừ nói, đột nhiên đặt mạnh tách trà xuống bàn. Ít nhất, cục trưởng công an thành phố tôi đây, theo quy củ mà nói. Ít nhất cũng phải kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy công an thành phố có phải không? An Kỳ nói, yêu cầu không cao, chỉ cần anh muốn là có. Nhưng kỳ thực, vẫn không dừng ở đây chứ. Anh hẳn muốn được kiêm nhiệm phó bí thư thứ nhất của đảng ủy công an thành phố. Là nhân vật số 2 trong đảng ủy công an thành phố sau Thiết Đinh Sơn. Tuy nhiên, tôi không rõ, vì sao anh ngay cả một vị trí phó bí thư thành phố cũng không cho anh kiêm nhiệm. Đương nhiên, tôi muốn khi giúp anh. Tôi phải hiểu rõ tình hình cụ thể. Đương nhiên, phải nói thật, không được có chút thật giả lẫn lộn. Cho dù tình hình thế nào, tôi cũng quyết định sẽ giúp anh. Anh hiểu ý tôi không? Diệp Phàm sau khi nói xong nhìn chằm chằm An Kỳ, ép anh ta đưa ra lựa chọn. Từ nay về sau sau phải quyết tâm đi theo mình mới được. An Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nói. Chủ tịch thành phố, tôi không thể lên được vị trí mình nên có không phải vì năng lực công tác của An Kỳ tôi kém. Không thể khiến các lãnh đạo thành ủy hài lòng, mà có một nguyên nhân khác. An Kỳ nói đến đây, vẻ mặt chua xót, lắc đầu nói. Vợ bí thư Phạm Viễn tên Lý Ngọc Nhã, có cậu em tên Lý Nhất Nam, tốt nghiệp học viện cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp được phân đến làm công tác đôn đốc của Cục Công an thành phố. Đôn đốc tức là cảnh sát giám sát của giám sát, cảnh sát đã là uy phong rồi, anh ta quản cả cảnh sát, đương nhiên càng uy phong hơn. Tuy nhiên, tên nhãi này rất càn rỡ. Nói đến đây, An Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Càn rỡ đến mức nào? Diệp Phàm liếc mắt nhìn An Kỳ một cái, lạnh lùng hừ nói. Quả là không còn gì để nói. Gã ỷ có anh dễ là bí thư thành ủy. Tên nhãi này căn bản chẳng coi cảnh sát trong thành phố là gì. Chính cục trưởng như tôi đây, vui thì người ta gọi cục trưởng, buồn thì chẳng thèm chào tiếng nào cúi đầu bỏ đi. Biết gã có quan hệ với Phạm Viễn, tôi cũng nhịn, coi như gã không tồn tại. Tuy nhiên, có một số việc, anh không tìm hắn hắn muốn tìm anh. 3 năm trước Đinh Văn Trạch bạn của Lý Nhất Nam phạm tội, đánh thầy giáo Tống Nhất Vệ trọng thương đến giờ còn nằm trên giường bệnh. Vừa điều tra, biết Đinh Văn Trạch rất thích Tần Quyên vợ của thầy giáo Tống, vợ của thầy giáo Tống là người đàng hoàng, đương nhiên không thèm để ý đến Đinh Văn Trạch. Vì vậy, Đinh Văn Trạch tức giận gọi bạn bè đến giúp. Lý Nhất Nam người này càn rỡ quá sức, không ngờ chẳng thông qua tôi, đã trực tiếp buộc đội cảnh sát hình sự đang điều tra thả Đinh Văn Trạch bạn gã. Các cảnh sát biết quan hệ của Lý Nhất Nam với bí thư Phạm Viễn, dĩ nhiên không dám động vào, cho nên đã thả người. Sau đó, mẹ của thầy giáo Tống chạy đến nhà tôi. Dập đầu trước mặt tôi, đại khái là trán đầy máu. Việc này, tôi thực sự không nuốt trôi được, nên cho người bắt Đinh Văn Trạch trở lại. Lý Nhất Nam tức giận. Không ngờ đến văn phòng tôi đập chén trà. Tôi rốt cuộc không kìm nổi, gọi người bắt Lý Nhất Nam giam mấy tiếng. Sau đó, 3 ngày thằng nhãi này không ngày nào không tìm đến gây sự. Tôi nghĩ cứ để gã làm ầm mãi thì cả cục công an chẳng cách nào công tác được.
không có cách nào khác, tôi đến tìm bí thư Phạm nói chuyện. Phạm bí thư cũng vẻ mặt nghiêm túc phê bình Lý Nhất Nam. Tuy nhiên, vợ của bí thư Phạm lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trước mặt tôi. Đối mặt với chuyện này, tôi cũng nhịn, không nghe. Tuy nhiên, Lý Nhất Nam vẫn không chịu dừng lại, không chịu làm việc, ngày nào cũng uống rượu gây rối. Bản thân là nhân viên công tác trong phòng đôn đốc, mặc trang phục cảnh sát, nhưng lại làm loạn trên đường. Có mấy lần nhìn thất các cô gái xinh đẹp còn sờ mó người ta. Bại hoại nghiêm trọng thanh danh cục công an, cái này mà là cảnh sát hay sao? Hơn nữa, người ta cũng tố cáo lên tới cục công an, tôi rốt cuộc không kìm nổi. Cho nên đã điều Lý Nhất Nam đi xuống xã. Cái này, tôi có báo cáo với bí thư Phạm, nói là muốn tôi luyện cho Lý Nhất Nam. Giúp cậu ta tỉnh táo lại, sau này làm tốt sẽ chịu về. Nói đến đây, An Kỳ đau xót sờ cằm. Dĩ nhiên, anh đã kết oán với người ta đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Chương 1739, dâng lên tận miệng. Ừ. An Kỳ gật gật đầu, vừa liếc nhìn Diệp Phàm, vừa nói. Thời gian Lý Nhất Nam thử việc không đến một năm. Phạm muốn lấy người tài giỏi, vốn thành phố không thiếu người lãnh đạo. Không ngờ lại chọn anh ta vào vị trí phó trưởng phòng. Mà Lý Nhất Nam mới thử việc có một năm trong ngành cảnh sát không ngờ lại trở thành lãnh đạo. Thăng chức phó trưởng phòng thành phố, hơn nữa, còn là phó trưởng phòng nắm thực quyền trong tay, cũng không thấy giải thích về việc này. Theo lý mà nói thì đảo lộn hết rồi. Anh ta được bổ nhiệm phó trưởng phòng là chuyện của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nhưng phân công công tác là do cục trưởng là anh sắp xếp. Chẳng nhẽ phân công công tác một phó trưởng phòng quản lý Phạm Viễn cũng sắp xếp. Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Là thật mà, lúc đó ban tổ chức cán bộ xuống đề nghị cục công an thành phố phân công công tác quản lý cho đồng chí Lý Nhất Nam. Còn nói anh ta thích hợp với vị trí đó, chủ tịch thành phố nói xem, tôi làm sao có thể làm khác được. Ban tổ chức cán bộ trực tiếp đề nghị, đành phải làm thôi. An Kỳ có chút phẫn nộ, nói. Ừ. Đây có thể là nguyên nhân chủ yếu anh không được kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy công an thành phố. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn An Kỳ một cái, hỏi. Có nghĩa là đã có sự chỉ đạo từ cấp trên. Báo cáo chủ tịch thành phố, tôi nghĩ là việc bổ nhiệm đó là không hợp lý. An Kỳ kéo ghế đứng lên, giơ tay chào Diệp Phàm theo nghi lễ cảnh sát, nói lớn. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. An Kỳ đi được một lúc. Diệp Phàm vẫn lật tài liệu có liên quan đến giá cả thị trường xem. Mặt mày càng ngày trầm lặng, rõ ràng Phạm Viễn đang làm việc không minh bạch. Phạm Viễn không quản việc này, mình muốn chủ động làm, nhưng lực cản kia quá lớn. Làm thế nào để Phạm Viễn ủng hộ, chỉ còn cách chủ tịch phê duyệt chỉ thị. Tuy nhiên, quân bài cuối cùng Diệp Phàm chưa muốn rút ra. Lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Biết Chu Đông Đông chưa đi, Diệp Phàm gọi cô vào. Chủ tịch thành phố, anh nếm bát trứng chim này đi, hương vị tuyệt đối hoàn hảo. Chu Đông Đông cẩn thận bưng bát trứng chim vào. Canh trứng chim, cô lấy ở đâu ra? Diệp Phàm liếc nhìn Chu Đông Đông một cái, hỏi. Việc này, tôi... Chu Tùng Tùng lập tức đỏ mặt. Không sao cả, tôi không trách cô. Diệp Phàm nhìn cô ấy, ôn hòa nói. Lần trước anh giúp em trai của tôi, nó nói nhà chúng tôi nghèo. Không có thứ gì có thể biếu chủ tịch thành phố, cho nên, đi lên trên núi đá tìm. Nhưng em trai của tôi rất ít khi làm việc này. Tôi biết phải bảo vệ chim rừng, sẽ không làm bậy đâu. Vì vậy, chủ tịch thành phố đừng trách tôi. Chu Đông Đông có chút lo lắng Diệp Phàm sẽ trách cứ mình. Ha ha, không sao cả, cô lại đây đi, trứng chim quả thật là không tồi. Diệp Phàm cười cười, cầm lấy thìa múc một chút nếm thử, cảm giác đúng thật không tồi. Hương vị rất ngon. Ăn được mấy thìa Diệp Phàm nói. Về sau đừng để cậu ta đi như vậy, nguy hiểm lắm. Vâng, tôi biết rồi ạ. Chu Đông Đông tươi cười, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chủ nhiệm Phạm có bảo tôi báo cáo lại việc này ạ? Được rồi. Diệp Phàm nhìn Chu Đông Đông là lạ, cười hỏi. Cô trả lời như thế nào? Tôi nói là không có gì, chưa thấy anh đến. Chu Đông Đông mất tự nhiên, nói. Ha ha, có người đến cũng bình thường thôi, xin cô nghĩ thử xem, không có ai đến thăm hỏi chủ tịch thành phố là bình thường sao? Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi lại nói không đúng rồi. Chu Tùng Tùng lập tức đỏ mặt. Không sao, như chủ tịch thành phố Tăng,
chủ nhiệm Vu thường xuyên đến cũng không vấn đề gì đúng không? Diệp Phàm nhắc nhở cô, bởi vì, hai đồng chí này sớm đã dán chữ Diệp lên trán họ rồi. Diệp Phàm cũng không sợ các đồng chí khác biết. Tôi hiểu rồi ạ. Chu Đông Đông rất thông minh, gật gật đầu nói. Sau khi ăn xong, Chu Đông Đông thu dọn chén bát rồi đi ra ngoài. Diệp Phàm lại xem lại đống tài liệu lúc trước, cảm giác có chút đau đầu, đang bóp đầu bóp trán thì chuông điện thoại vang. Nhưng vừa nhấc máy lên, đầu dây bên kia đột nhiên dập máy. Nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Diệp Phàm khẩn trương hỏi. Triệu Tứ hả? Không thấy ai trả lời, tuy nhiên, tai Diệp Phàm rất thính nghe thấy người ở đầu dâu bên kia đang thở nhanh. Nên lại hỏi tiếp. Làm sao thế? Muốn nói gì sao lại không nói? Triệu Tứ à, có chuyện gì nói đi? Đường đường là tiểu thư Triệu gia, em có cần cẩn thận như vậy không? Em ở cửa sau nhà khách của anh. Triệu Tứ rốt cuộc cũng nói, nhưng rất bé. Anh sẽ tới đón em. Diệp Phàm giật mình, nói xong rồi đi ngay ra ngoài. Đi đến cửa sau, nhìn lướt qua không thấy ai, Diệp Phàm định gọi điện lại xem có đúng không, thì thấy một bóng đen bên cạnh hàng rào đứng lên. Hơn nữa, toàn thân che rất kín, không rõ là nam hay nữ. Diệp Phàm không lên tiếng, bóng đen đi theo vào. Tới đại sảnh phía sau để lên lầu, đi tới phòng tiếp khách. Bóng đen cởi áo khoác ngoài ra cất đi. Hóa ra là Triệu Tứ với khuôn mặt thoát tục và dịu dàng. Nhìn dáng người Triệu Tứ rất gợi cảm, so với Tống Trinh Giao thì cô gợi cảm hơn nhiều. Buổi tối cô mặc một chiếc váy liền thân, được may bằng chất liệu dạ, có nhiều hoa văn và được xếp ly. Trông rất trẻ trung, bình thường Triệu Tứ trông rất khoan thai, nhưng thể hiện là người thông minh, hoạt bát. Làm Diệp Phàm cũng ngây người ra. Hơn nữa, tay Triệu Tứ còn cầm một chiếc túi. Trông em thế nào? Triệu Tứ cười nhợt nhạt với Diệp Phàm. Ôi, phong cách ăn mặc của em rất kỳ lạ. Anh vẫn còn thấy lạ mắt, bởi vì quá đẹp. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Vậy anh thử nói xem ăn mặc thế này đẹp hơn hay mặc như trước kia đẹp hơn? Triệu Tứ nháy mắt tinh nghịch, hỏi. Diệp Phàm cảm nhận được cô đang thở rất nhanh, xem ra Triệu Tứ rất coi trọng việc này. Làm Diệp Phàm có chút nghi ngờ không giải thích được. Phong cách ăn mặc như trước cũng được, nhưng buổi thay đổi một chút cho nó tươi trẻ. Diệp Phàm khéo léo trả lời. Kiểu gì cũng nói được, đàn ông các anh lúc nào cũng nịnh nọt thôi. Triệu Tứ nói vẻ giận dỗi, Diệp Phàm liếc nhìn có vẻ rất tình cảm. Diệp Phàm nhìn thấy có chút ngây người, bởi vì, bộ dạng Triệu Tứ lúc này rất khó nhận ra Triệu Tứ của trước kia. Mọi hôm Triệu Tứ rất đại khí và khoan thai. Trông còn rất ngang ngược nữa. Anh nói thật đấy. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm chỉnh, liếc nhìn Triệu Tứ rồi nói. Đêm rồi sao vẫn tìm anh nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ ở nhà em có chuyện gì nên em đến nói với anh à, nhưng trông có vẻ không đúng. Em mệt mỏi quá rồi. Triệu Tứ nhíu mày, ánh mắt lặng trĩu nhìn Diệp Phàm. Có tâm trạng đúng không? Diệp Phàm vừa nói vừa đi đến tủ để chén bát, pha một chén trà uống. Hắn cũng phần nào đoán ra chuyện, Triệu Tứ đính hôn với Trương Hướng Đông cháu của Ủy viên Quốc hội Trương Nhất Đống, mọi người trong thành phố đều biết đến đám ăn hỏi của hai nhà quyền quý này. Hai, Triệu Tứ thở dài, cầm chén trà lên uống một ngụm. Nhìn vào nhà vệ sinh, mặt có vẻ đỏ lên, nói. Em muốn đi tắm một chút, trên người toàn mồ hôi khó chịu lắm. Vậy em đi tắm trước đi. Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy có chút bị kích thích. Triệu Tứ có ý gì, một cô gái đến nhà một người đàn ông, rồi đòi đi tắm, đây chính là dấu hiệu tốt. Hơn nữa, Trương Nhất Đống cũng đánh lén em trai mình, nếu không hai người họ đã kết hôn rồi. Nếu có thể cho Trương Nhất Đống nếm mùi đau khổ thì thật là quá tốt, cũng sẽ hả được cơn giận. Trong lòng Diệp Phàm đang suy nghĩ xấu xa, nhìn Triệu Tứ vào phòng tắm, hai mắt Diệp Phàm lóe lên sáng ngời. Tuy nhiên, tối nay Triệu Tứ hành động rất lạ. Khiến Diệp Phàm có rất nhiều nghi ngờ. Diệp Phàm vẫn đang suy nghĩ, liệu có phải Triệu gia đã xảy ra việc đại sự gì, khiến Triệu Tứ muốn chạy trốn để trốn tránh. Có tiếng cửa mở ra. Bước từ trong ra chính là Triệu Tứ với một chiếc áo ngủ màu hồng phấn. Diệp Phàm vội vàng quay mặt đi, bởi vì, cái đó. Áo ngủ của Triệu Tứ không ngờ vẫn chưa cài cúc, bên trong lại không mặc nội y, trời ơi, nhìn xuống cũng không được mà nhìn lên cũng vậy. Nhìn thấy rõ bụng và lờ mờ thấy gò bồng đảo đang rung rung. Phần dưới cơ thể càng tràn đầy sức sống.
anh không dám nhìn đúng không? Triệu Tứ nhẹ nhàng đi tới trước mặt Diệp Phàm. Cái này. Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa có chút xấu hổ, ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn chằm chằm Triệu Tứ. Có phải anh cho rằng Triệu Tứ em rất đê tiện không? Triệu Tứ vẫn đứng trước mặt Diệp Phàm, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Phàm hoa hết mắt khi nhìn thấy thân hình Triệu Tứ. Toàn cơ thể Triệu Tứ tỏa ra mùi thơm ngát, làm Diệp Phàm ngất ngây. Phía dưới đã sớm, chẳng chịu ở yên, rồi. Thằng nhãi này, từ đầu đã rất cứng rắn. Vốn đã định chuyển vị trí nhưng hắn ngượng ngùng không dám đứng lên, sợ Triệu Tứ phát hiện ra mình là một tên hám sắc. Em rất thanh cao, hai từ bị ổi đó không liên quan gì đến em. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nghĩ lại cảnh ngày xưa Diệp Phàm bình tĩnh, tự nhiên đứng trước mặt con gái đẹp. Vậy anh hãy nhìn em nói. Triệu Tứ thản nhiên nói, chỉ thấy có một âm thanh vang lên. Chiếc áo ngủ màu phấn hồng từ từ rơi xuống sàn nhà. Trên người không còn một mảnh vải. Này, Triệu Tứ, anh không nhìn đâu, em đẹp quá. Diệp Phàm hơi nghiêng đầu, nói nhưng cảm giác cổ họng có phần khô lại. Triệu Tứ là một viên kẹo nhân dâu tây, nhưng cô còn có sự cao quý của một đóa hoa hồng. Có thể chiêm ngưỡng nhưng không thể tùy tiện ngắt lấy. Trong nháy mắt Diệp Phàm không kìm được lòng mình có chút suy nghĩ bị ổi, tuy nhiên, lý trí đã chiến thắng được sự điên cuồng đó. Lúc này trong lòng Diệp Phàm có chút tiếc nuối, nhưng vẫn có thể kiềm chế được chính mình. Hơn nữa, chuyện của Kiều Viên Viên và mình, Triệu Tứ cũng biết. Ngay lúc này, Diệp Phàm cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều. Cũng không muốn dây dưa với gia đình giàu có. Sau này đỡ phải tìm cách để che giấu chuyện. Em muốn anh ngắm em. Triệu Tứ có vẻ hơi tức giận, dướn người về phía trước, lúc này mặt của Diệp Phàm sát vào người cô. Diệp Phàm nhìn xuống phía thung lũng cây cỏ tùm. Chương 1740, buổi tối hôm đó là em. Diệp Phàm tuy đã có chút bình tĩnh, nhưng lúc này khó có thể kiềm chế. Ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay vào trong bụi rậm. Tuy nhiên, trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, khẩn trương rút tay về. Miệng nói, xin lỗi, anh không cố ý. Đàn ông không thô, phụ nữ không thương đâu. Triệu Tứ nói như vậy, giống như từ bỏ hoàn toàn mình là một công chúa cao quý, nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Phàm đặt lên rốn mình. Cô nói, nghe nói chỗ này làm cho người ta cảm thấy rất dễ hưng phấn. Em thấy, nó cũng là nơi đẹp nhất của con gái. Vì sao người Ấn Độ thích để mọi người thấy rốn của mình, em không biết đàn ông có nghĩ như vậy không nữa. Tiểu Tứ, không cần phải như vậy. Em đã đính hôn với anh ta. Diệp Phàm nói, nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Có phải anh nghĩ Triệu Tứ em là người vụng trộm? Triệu Tứ trừng mắt nhìn Diệp Phàm hỏi. Không phải như vậy, em và anh ta còn chưa có giấy chứng nhận kết hôn mà. Còn việc đính hôn không có ràng buộc pháp luật. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hai tay bắt đầu dạo trên người, lại nói. Chỉ có điều, người luôn có lý tính có đúng hay không? Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, dù sao cũng phải cân nhắc tất cả mọi việc. Lý tính. Triệu Tứ đột nhiên hừ một tiếng, sau đó phá lên cười khanh khách. Cười đến nỗi rung hết cả người, khiến Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, mắng. Anh vẫn là đàn ông hiểu chưa? Diệp Phàm đưa tay ra kéo Triệu Tứ quay một vòng, bỗng chốc cả người Triệu Tứ nằm ngọn trong lòng Diệp Phàm. Mông đặt lên chân của Diệp Phàm. Em nghĩ anh là chính nhân quân tử sao? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Tứ. Trên đời này không có chính nhân quân tử, tất cả đều muốn nhưng chẳng qua không có gan làm thôi. Kẻ nhát gan muốn làm nhưng mà lại không dám, rồi khoe khoang là chính nhân quân tử, thực ra những người như này đê tiện nhất. Triệu Tứ nói, mắt nhìn Diệp Phàm đắm đuối, đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, nói. Kỳ thật, trên người em không có chỗ nào anh chưa từng tới. Em nói gì, anh không hiểu. Diệp Phàm có chút buồn bực, đột nhiên nhớ ra lần uống rượu đó, hình như là cùng Tống Trinh Giao, Triệu Tứ và Tào Phi Nhi ngủ cùng nhau. Lúc ấy uống rượu say, sau khi tỉnh dậy phát hiện trên giường loang lổ lạc hồng. Mơ hồ không biết cùng ai làm chuyện đó, hay là một nhị phi tam phi. Sau người đó lại lén lút đến đổi chiếc ga giường, chẳng lẽ buổi tối hôm đó chính là Triệu Tứ? Giờ nhớ ra rồi à, buổi sáng hôm sau, khách sạn bị mất một bộ chăn ga cao cấp. Triệu Tứ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói xa xôi. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Là em sao? Diệp Phàm rốt cuộc khó có thể điềm tĩnh được, đứng lên. Thế anh nghĩ là ai?
Triệu Tứ hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Phàm nghĩ tới người khác. Trong phương diện này phụ nữ thường nghĩ theo hướng khác, anh ta túm lấy cô khi cô cho rằng anh không tôn trọng cô, anh thực lòng hỏi cô khi cô cho rằng anh trêu đùa cô. Hơn nữa, cô tuyệt đối không cho phép chuyện anh chỉ gặp cô để vui vẻ mà trong đầu nghĩ tới người khác. Xin lỗi em, thật sự buổi tối hôm đó anh rất say. Diệp Phàm có chút xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Không sao cả, em đã biết trước điều đó. Em biết, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chuyện của anh và đại tiểu thư Kiều gia em hiểu, em không trách anh. Triệu Tứ em lớn hơn anh mấy tuổi, làm chị của anh thì được, làm vợ của anh có vẻ không thích hợp lắm. Bây giờ anh còn trẻ, em đã là đóa cúc cũ rồi. Rồi sau này trong lòng anh chê em, chi bằng em sớm buông ra để còn lưu lại trong trí nhớ của anh. Còn nếu ngại, cứ để cho người khác ngại thôi. Cho nên, có thể nói buổi tối hôm đó đã đẩy chúng ta tiến nhanh một bước. Nói thật, nếu không có buổi tối hôm đó, em nghĩ, sẽ còn có buổi tối khác như vậy. Triệu Tứ em là một người đặc biệt, em nói rồi, đời này, không được làm người yêu của anh, thì phải làm chị của anh. Em kết hôn trước, em là của anh, em nhất định sẽ đem những thứ quý giá nhất của đời con gái trao cho người em yêu. Người như vậy chỉ có một, đó chính là anh. Triệu Tứ nói, sắc mặt thay đổi. Ôi! Tiếng thở dài qua đi, trong phòng vang lên âm thanh ồ ồ. Trên chiếc ghế sofa mà Chủ tịch Tỉnh Yến mỗi khi đến Hải Đông công tác thường ngồi lúc này chỉ còn lại đôi nam nữ và những dấu ấn mà họ chẳng bao giờ quên được. Triệu Tứ buông ra, lần này coi như lần thứ hai. Tuy nhiên, lần trước hai người đều uống rượu say. Không tự chủ được, lần này cả hai đều tỉnh táo, đương nhiên. Hai người cùng hưởng thụ điên cuồng, có thể khiến người ta nhớ mãi không thể quên. Triệu Tứ cố gắng yêu cầu, không ngờ Diệp Phàm cũng có cảm giác mong muốn như của Triệu Tứ. Thằng nhãi này cũng không cam lòng yếu thế, đàn ông làm sao có thể để con gái hù dọa được. Khí thế tăng vọt, súng lâm trận mà có tiếng, co duỗi rất có lực, đánh trúng mục tiêu tâm hoa, cứ hướng mũi tên mà đánh. Sau một lúc thật lâu, năm lần bảy lượt qua đi. Rốt cục hai người đã mệt nằm lăn ra ghế sofa. Lần này thay đổi vị trí cấp cao, tướng quân Triệu Quát có đến bộ phận khác không? Diệp Phàm đưa tay, nhẹ nhàng mân mê trên người Triệu Tứ một cách vô thức, thuận miệng hỏi. Ôi! Triệu Tứ thở dài, nói. Cuộc đua lần này Triệu gia không để ý đến chức vị. Bác hai vẫn ở đó, chức vị và quân hàm cũng không thay đổi. Ba em tới hạm đội Đông Hải đảm nhiệm phó tư lệnh. Bác cả tạm thời vào bộ chính trị, có khi còn phải một trận sinh tử ở Việt Đông. Việc có thể tiến thêm hay không đang rất khó khăn, cả nước, chỉ có vài người như vậy. Ha ha, Kiều gia so với nhà em còn thảm hơn. Kiều Hoành Sơn bị mất chức ủy viên quân ủy, rồi bị điều chuyển tới Tổng cục Hậu cần đảm nhiệm phó trưởng ban thứ nhất. So với chức tư lệnh viên đại quân khu lĩnh Nam, cấp bậc và chức vụ không thay đổi, nhưng quyền lực thì bị giảm sút đi không ít. Dù sao, phó cũng không thể so sánh được với trưởng. Diệp Phàm nói, chủ yếu là để an ủi Triệu Tứ. Tổng cục hậu cần cũng không kém đâu, quản lý tất cả việc tiếp tế tiếp viện hậu cần. Quản lý tiền của quân đội, thì tiền tài một khối, cũng không thua kém với vị trí tư lệnh viên đại quân khu Nam lĩnh đâu. Đương nhiên, bị mất chức vụ ủy viên quân ủy cũng thật là đáng tiếc. Một ghế ủy viên trong quân đội, là rất có quyền lực. Gần giống như so sánh người đeo quân hàm và người không đeo quân hàm. Lời nói của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố quyền lực hơn so với không thường trực. Triệu Tứ nói, hình như nhà Trương Hướng Đông cũng không bị thay đổi gì đúng không? Diệp Phàm hỏi, anh ta đến Nam Phúc. Triệu Tứ nói, Trương Nhất Đống đến Nam Phúc làm gì? Diệp Phàm giật mình, hỏi, cho rằng Trương Nhất Đống được Bộ Tài chính cho đến Nam Phúc giám sát, có lẽ anh ta có tác động. Vì thế, không thể không cảnh giác. Mục tiêu của anh ta cũng không phải đến Nam Phúc. Không ngờ Triệu Tứ cười khanh khách, nằm trên người Diệp Phàm, cười vô cùng thích thú. Cười đến mức kỳ lạ, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ vì người khác gặp họa, việc này Diệp Phàm cảm nhận được. Có gì buồn cười đâu, chẳng lẽ việc này có liên quan đến anh à? Diệp Phàm có ý hỏi, véo mông Triệu Tứ một cái. Đáng ghét. Triệu Tứ hừ một tiếng, mới nói. Em nghe nói anh ta chuẩn bị đến Hải Đông các anh. Nói là xuống thành phố cấp 3 để giao lưu, anh ta đã đến đây rồi. Anh ta xuống đây thì làm được gì chứ? Đâu thể lên được chức chủ tịch huyện. Diệp Phàm có chút buồn bực.
Chủ tịch huyện á, anh ta không quan tâm vị trí này đâu. Triệu Tứ làm nên một nút thắt. Còn không nói thật ra đi. Diệp Phàm cười một tiếng, nhanh chóng xoay người lại, liền đặt Triệu Tứ xuống dưới, không một chút dạo đầu, thẳng động Hoàng Long mà đi. Súng cũng như kiếm đầy cương mãnh. Bởi vì, Diệp Phàm biết, với tính cách của Triệu Tứ cô sẽ thích loại cương mãnh này. Một trận lôi đình tấn công xuống dưới, Diệp Phàm lướt nhanh hơn trên người Triệu Tứ, hổn hển như nghiêu. Dùng từ kinh thiên động địa cũng không đủ để diễn tả được tiếng là hét đó, may mà phòng này chi dành cho chủ tịch tỉnh dùng, cho nên, cách âm rất tốt, bên ngoài khó có thể nghe thấy, tuy nhiên, giờ phút này Triệu Tứ đang rất đắm đuối, hoàn toàn dâng hiến, cũng hoàn toàn thỏa mãn, đạt tới cực đỉnh rồi. Cô sung sướng, miệng cười nói. Dừng lại đã anh, em còn không nói được đây này. Anh biết rồi, sao không nói trước chứ, giờ thì em nói đi. Diệp Phàm giống như một tướng quân đắc thắng. Đồng chí Phó Lan Đình Sơn được điều động từ tỉnh về thị ủy Hải Đông phân công quản lý ủy ban kỷ luật. Triệu Tứ cười nói. Em nói là Trương Nhất Đống đến đây để tiếp đón anh ta. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, lạnh lùng hỏi. Đúng mà, chắc là mấy ngày hôm nay nội bộ đã có quyết định xuống dưới rồi. Triệu Tứ nói. Lai giả bất thiện. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Triệu Tứ một cái, nói. Sau này, chúng ta có thể có chút xấu hổ, em có thấy thế không? Nếu Trương Nhất Đống đúng là thằng ngốc, anh cũng không muốn làm anh ta phiền toái. Nếu anh ta không thành thật anh không thể không ra tay với anh ta, hơn nữa, anh không thể không nể phục sức mạnh của Trương gia. Đây là thế gia tốt, muốn đi đâu, bọn họ sẽ giúp. Anh làm sao thế, chẳng lẽ anh không bằng anh ta? Tuổi tác của anh so với anh ta tuy có ít hơn, nhưng anh xem, anh đã là chủ tịch thành phố Hải Đông. Anh từ một dân nghèo đã đạt được đến vị trí này là do chính anh tự cố gắng. Anh rất giỏi, Triệu Tứ em rất khâm phục người có bản lĩnh. Có người nói, đàn bà thường thích đàn ông phong cách và có năng lực. Anh thấy em nói đúng không, không có bản lĩnh làm sao có con gái đẹp thích. Có bản lĩnh có thể trái ôm phải ấp, không bản lĩnh thì chỉ có thể ngồi ôm vợ than thở thôi. Để sinh tồn thì phải cạnh tranh, bất cứ ở đâu, dù cho là động vật hay thực vật, cũng đều như vậy. Mà Triệu Tứ em thích đàn ông có chí khí, có năng lực. Mà Trương Nhất Đống, chẳng qua nhờ ra thế mới được làm phó giám đốc sở, làm gì có cái gì có thể khoe khoang. Huống chi, anh ta là anh ta, em là em. Đừng nhìn bề ngoài, mà nể anh ta. Tốt nhất là cứ đánh cho anh ta chán nản quay về thủ đô đi. Triệu Tứ đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng hừ nói. Diệp Phàm có thể cảm nhận được cô nói thật hay nói giỡn. Nếu thật sự làm tổn thương anh ta, em không thấy đau lòng sao? Diệp Phàm hừ nói. Anh bị tổn thương, lòng em sẽ đau. Còn anh ta bị thương, em cũng chỉ thương như thương một con chó thôi. Lời nói của Triệu Tứ cứ thế tuôn ra, không mang theo một chút tình cảm nào. Thế anh sẽ không khách khí đâu. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ngày hôm sau, nghe nói chuyện xác khô ở đào tổ cốc truyền đi ra ngoài. Lập tức, mỗi người hiểu theo một kiểu. Vội vàng chạy đến đào tổ cốc huyện Đào Mộc, thành phố Hải Đông. Chương 1741, lần đầu tiên giao chiến với Phạm Viễn. Chủ tịch huyện Vương Long Đông báo cáo nói là toàn bộ nhà trọ, nhà khách xã Bảo Kiếm đều hết phòng rồi. Dưới tầng trệt người đều chật ních, thoáng cái đã thấy mấy vạn người, chính là vấn đề ăn cơm. Trong lúc nhất thời, các đại thương Hải Đông tranh nhau mua các cửa hàng bánh mì, nước khoáng, bánh mít quy và các thứ khác không còn. Sáng sớm Diệp Phàm đến văn phòng bí thư Phạm Viễn, để báo cáo tỉ mỉ với anh ta chuyện đào tổ cốc. Gần đến lúc cuối cùng, cũng chỉ ra hành vi của đài truyền hình thành phố là cố ý không làm. Yêu cầu chủ tịch thành phố nghiêm túc xử lý người phụ trách đài phát thanh và truyền hình thành phố. Hừ, không vì dân phục vụ, còn giữ anh ta lại làm gì? Không ngờ Phạm Viễn vô cùng thẳng thắn, trực tiếp gọi điện cho trưởng ban ban tổ chức cán bộ thành ủy Cổ Dị Hùng, nói. Anh cùng mấy đồng chí lập tức đến đài truyền hình thành phố, thông báo tạm thời đình chỉ công tác đồng chí phụ trách, tự kiểm điểm, chờ xử lý của tổ chức. Còn nữa, lập tức thông báo với đài truyền hình thành phố, hành vi tuyên truyền ở đào tổ cốc huyện Đào Mộc là vô cùng nghiêm trọng. Dồn hết sức lực làm ra tiết mục tốt, làm tốt công tác tuyên truyền. Mục đích của đài truyền hình là gì? Là vì nhân dân phục vụ, là vì phục vụ nền kinh tế thành phố phát triển, không phải chỉ phục việc giải trí. Bí thư Phạm, ngày mốt,
Ủy ban Nhân dân huyện Đào Mộc sắp xếp đồng chí Vương Long Đông. Chúng ta mời Trương Đạo Lâm Đại sư và hai đại sư Cu Ớt Kim Mã Tự là Nghiêu Ly và Trung Căn. Ba vị đại sư cùng nhau siêu độ xác khô ở Đào Tổ Cốc. Thứ hai, chúng ta cũng làm cho xứng danh huyện Đào Mộc. Tôi đang tính tận dụng cơ hội, mở rộng toàn bộ sản phẩm Đào Mộc. Tranh thủ đem Đào Mộc của huyện Đào Mộc giới thiệu khắp cả nước, sẽ hướng ra cả thế giới. Chúng ta phải kiếm tiền của người nước ngoài, phát triển nghề Đào Mộc. Đừng nghĩ đó là việc nhỏ. Một việc nhỏ cũng có thể làm thành sự nghiệp lớn. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Phạm Sa một cái nói. Đến lúc đó còn mời bí thư Phạm có mặt để chủ trì hoạt động tế đào tổ. Ừ, ý tưởng của anh rất hay. Huyện Đào Mộc không có sản xuất công nghiệp, nên kinh tế huyện chúng ta vẫn ở mức chung của thành phố. Tìm được con đường phát triển kinh tế huyện Đào Mộc, lãnh đạo thành phố sẽ giúp chúng ta làm tới cùng. Không đùa giỡn với dân chúng huyện Đào Mộc. Nếu Đào Mộc có thể đi ra thế giới, bọn họ còn có đường sống. Thành ủy sẽ ủng hộ đề nghị của anh về phần chủ trì hoạt động tế đào tổ, anh cũng chính là chủ tịch thành phố đi khá thích hợp. Tôi thì thôi, đến lúc đó đến góp vui là được rồi. Vẻ mặt Phạm Viễn nghiêm túc, nói. Vậy tôi sẽ sắp xếp một chút, đồng chí chủ tịch huyện Đào Mộc Vương Long Đông sẽ không thể thiếu được. Việc này, vốn cũng là anh ta phát hiện ra và phát động. Từ khi anh ta ủng hộ Đào Mộc chúng ra càng phát triển đúng không? Do đó, đem huyện Đào Mộc hướng ra cả nước. Nhân cơ hội này Diệp Phàm đẩy đi bạn học đại học đồng chí Vương Long Đông. Việc này, anh sắp xếp là được rồi. Phạm Viễn gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Nghe nói bộ máy ủy ban nhân dân thành phố thảo luận thông qua việc tạm thời cách chức đồng chí cục trưởng cục tài chính thành phố Lưu Nhất Tiêu. Vừa rồi ủy ban kỷ luật phân đồng chí Lan Đình Sơn đến đây công tác. Nói là bộ máy ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban kỷ luật thành phố ra mặt điều tra đồng chí Lưu Nhất Tiêu. Xin lỗi bí thư Phạm, việc này đã thông qua trong cuộc họp ngày hôm qua của ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí Lưu Nhất Tiêu có ở đó. Diệp Phàm đem chuyện đồng chí Lưu Nhất Tiêu vi phạm quy định ra nói, lúc sau nhìn Phạm Sa một cái, nói. Việc này, ngày hôm qua anh nên báo cáo. Tuy nhiên, bởi vì Đào Tổ Cốc phát hiện thấy xác khô khá đột ngột, cho nên, có thể chậm trễ. Không có việc gì quan trọng trong phát triển Đào Mộc. Phạm Viễn khoát tay áo, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tuy nhiên, các anh xin ủy ban kỷ luật thành phố chủ trì điều tra còn có thể thả trước. Thả việc này, tôi không rõ, chẳng nhẽ ủy ban kỷ luật thành phố không có phương tiện, hay là có đại án khác quan trọng hơn ở trong. Nếu thực như vậy. Vậy tạm thời thả ra trước. Diệp Phàm có chút mơ hồ, nhìn Phạm Viễn. Không phải vừa mới nhận được thông tin, nói là đồng chí Lan Đình Sơn đã được điều đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhậm chức. Này, tân Ủy ban Kỷ luật thành phố đã đến chắc sẽ phải điều tra vụ này, có phần loạn đây. Lưu Nhất Tiêu là cục trưởng cục tài chính thành phố tương đối có phân lượng, không thể đại khái được. Chúng ta phải căn cứ trên cái đúng, bất luận đồng chí nào phụ trách đều phải có thái độ đúng mới được. Điều tra một chuyện quan hệ của một đồng chí là chuyện rất nghiêm túc, qua loa không được. Vẻ mặt Phạm Viễn nghiêm túc, nói. Không biết cấp trên để ứng cử hay đã chọn rồi. Diệp Phàm hỏi dò, trong lòng mắng, hạ thủ rất nhanh, không thể tưởng tượng được Trương Nhất Đống làm được nhanh như thế. Đã vô cùng rõ ràng, nghe nói là các bộ và ủy ban trung ương tại thủ đô điều họ Trương xuống dưới rèn luyện tạm giữ chức. Còn tình huống khác. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói là sẽ mau chóng thông tin cho thành phố chúng ta. Phạm Viễn nói. Vậy đợi xem. Diệp Phàm gật gật đầu. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng gọi điện đến tỉnh hỏi thăm một chút, nếu có thể ngăn cản được là rất tốt. Bằng không, Trương Nhất Đống sẽ tới Hải Đông. Nếu để anh ta chủ trì điều tra Lưu Nhất Tiêu, cũng không biết sẽ xảy chuyện bưng bít gì. Có một số việc không rõ ràng lắm, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay tổ điều tra. Đen đều đã thành trắng, trắng tự nhiên cũng sẽ lẫn lộn thành đen, tất cả chỉ cần một tiếng. Bí thư Phạm, việc khai thác mỏ của thành phố Hải Đông chúng ta chiếm một nửa thu nhập của cả thành phố. Tuy nhiên, nó cũng để lại một loạt những hậu quả. Ví như, vấn đề môi trường là một vấn đề tương đối lớn. Trong thời gian này, trong cuộc họp của nhiều ủy ban nhân dân thành phố, tôi đều nhấn mạnh đến sự phát triển và phải cùng nhau bảo vệ môi trường mới được. Bằng không. Chúng ta và nhân dân Hải Đông được ăn lo mặc ấm, được hưởng thụ, nhưng môi trường thì bị phá hủy. Đến lúc đó, bỏ gấp mấy liền tiền ra cũng không thể xử lý được.
Bí thư Phạm, chúng ta có thể mở hội nghị thường vụ thảo luận một chút về vấn đề bảo vệ môi trường hay không? Tốt nhất là chúng ta phải làm thật cứng rắn, gửi một văn kiện thông báo xuống dưới Bộ Bảo vệ Môi trường để lập tức hành động. Không thể cứ để như thế được. Nếu không cấp dưới sẽ chẳng coi văn kiện của cấp trên ra gì, nếu có thể giao đích danh thì là tốt nhất. Đối với vấn đề môi trường, tôi cảm thấy rất lo lắng. Vẻ mặt Diệp Phàm lo lắng, nói. Phải dùng biện pháp cứng rắn, anh không rõ sao. Nếu không phát triển thì cho dù anh có biến Hải Đông thành nơi trong lành, non xanh nước biếc thì đời sống của nhân dân vẫn sẽ còn nghèo đói. Lúc này cái non xanh nước biếc kia có biến thành cơm ăn được không? Hơn nữa, từ lâu, trên tỉnh đều có chỉ tiêu sát hạch. Nhưng bảo vệ môi trường trở thành chỉ tiêu trọng yếu khi nào chưa? Nói về vấn đề này, ngày nào cũng hô bảo vệ môi trường, là muốn bảo vệ môi trường, nhưng có chính quyền địa phương nào thực sự coi trọng đâu. Kinh tế không phát triển, dân chúng quá khổ, khẳng định sẽ đâm vào sống lưng lãnh đạo chúng ta. Mà lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ không hài lòng, bởi vì kinh tế không phát triển lên, còn nhìn các chỉ tiêu thì rất khó coi. Chúng ta lấy cái gì để giải thích cho lãnh đạo tỉnh ủy đây? Để phát triển kinh tế, trọng trách trên vai chủ tịch thành phố quá nặng nề. Trên tài liệu nói bảo vệ môi trường quá dễ dàng, thực tế khi bắt tay vào làm mới thấy khó khăn. Nếu làm cứng rắn, chỉ cần dừng khai thác mỏ, xí nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng thôi. Nhưng xí nghiệp khai thác mỏ trong một năm có thể mang lại cho Hải Đông chúng ta rất nhiều thu nhập. Đồng chí Diệp Phàm, anh tính thế là không được. Nếu không có bọn họ ủng hộ, thì Hải Đông chúng ta xếp thứ 9 toàn tỉnh cũng không được ấy chứ. Thực cho đến lúc này, không cần người khác nói, tự bản thân chúng ta phải thay đổi. Phạm Viễn chốt lại, đơn giản một câu, chính là không đồng ý làm cứng rắn, mạnh mẽ việc thi hành chế tài xử lý xí nghiệp ô nhiễm để bảo vệ môi trường. Ánh mắt của ông ta thể hiện rõ mình là cấp trên. Bí thư Phạm, tôi biết việc này có liên quan đến lợi ích cá nhân chúng ta. Nhưng chính vì vậy, chúng ta càng không thể hy sinh môi trường để phát triển kinh tế được. Đối với các xí nghiệp khai thác, sản xuất quặng, nhất định phải đưa ra cách thức xử lý. Hải Đông sẽ chậm phát triển, tương lai không hề tươi sáng. Hơn nữa, nước ở các huyện, thành phố Anhem phía hạ lưu sẽ biến thành màu đen, có mùi hôi thối. Đến lúc nó không cần họ chửi suốt ngày mà đến tự chúng ta cũng không thể không thấy gai mắt được. Diệp Phàm nói, anh có ý gì không? Nói tôi nghe xem nào, rốt cuộc là huyện thì anh em nào có ý kiến? Phạm Viễn có chút bất mãn, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh lùng hừ nói. Thị trường phát triển làm tất cả các khe suối đều ô nhiễm làm mọi người đều trong tình cảnh vô cùng phẫn nộ, một số anh em hạ lưu huyện Đông Dương thành phố Thuận Xương đều lên tiếng oán trời đất. Bởi vì, những huyện thị đó luôn luôn thiếu nước, nước uống và nước dùng để sinh hoạt đều lấy từ khe suối. Ở thành phố Hải Đông chúng ta mỏ đồng là chủ yếu, Hải Đông chúng ta cùng thành phố Thương Hải. Bát Độ được mệnh danh là khu vực tam giác về đồng, toàn bộ lại gần đồng Thanh Ngưu. Diệp Phàm mới chỉ nói đến đây. Phạm Viễn đã cắt ngang Diệp Phàm, nói. Nếu đã biết đồng của Thanh Ngưu chống được một mảnh trời Hải Đông, nếu không có nghề đồng, thì Hải Đông chúng ta làm sao đứng được? E rằng sự phát triển kinh tế, thu nhập tài chính đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành đồng ở Hải Đông chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại được. Bí thư Phạm, vấn đề chính của chúng ta là ô nhiễm. Ai cũng muốn uy phong, nhưng nếu phải hy sinh môi trường để đổi lấy uy phong thì phải trả giá quá đắt. Hơn nữa, như vậy còn muốn phá hủy nữa, không biết Thanh Ngưu biến thành kiểu gì nữa, tôi thấy rất là lo lắng. Huống chi, các huyện thì anh em có thể là có chút ngo ngoe. Thanh Ngưu của Hải Đông chúng ta biến thành cái gai trong mắt người ta. Tôi sợ có một số người sẽ làm ầm ĩ. Việc này khép lại chỉ sợ gặp phiền toái. Diệp Phàm giữ một chỗ quan trọng. Làm ầm ĩ lên á, bao năm nay chưa năm nào bọn họ không làm ầm ĩ lên cả. Đơn giản là vì thấy thành phố Thanh Ngưu của chúng ta phát triển, cuộc sống của dân chúng giàu có. Thấy thành phố chúng ta từ hạng trung nhảy lên đứng đầu trong toàn tỉnh, nên bọn họ tức giận thôi. Hiện tại, cứ mặc kệ bọn họ tức giận. Như huyện Đông Dương thành phố Thuận Xương cũng thế. Giống như chúng ta so sánh với Thanh Ngưu, các chỉ tiêu của huyện Đông Dương bị tụt xuống mấy chục bậc. Họ không tức giận sao? Khẳng định là sẽ. Nói đến đây, Phạm Sa liếc nhìn Diệp Phàm mút ti cái, nói. Đồng chí Diệp Phàm, vẫn chủ yếu phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống dân chúng, lập kế hoạch xây dựng và quản lý thành phố đi lên.
các vấn đề khác không liên quan đến. Bộ tài nguyên môi trường vẫn còn sờ sờ ở đấy, làm sao có thể nghiêm trọng như anh nói chứ? Nếu đúng là nghiêm trọng như lời anh nói, trên tỉnh sẽ sớm phái người xuống điều tra. Phải bảo vệ môi trường nhưng đừng bảo vệ quá mức, sẽ mang đến hậu quả xấu, đó chính là việc phát kinh tế bị chậm. Hải Đông chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh càng ngày càng chậm phát triển, như vậy không được. Hơn nữa, hiện tại anh muốn cải tạo khe suối Vượng Phu, nhưng không có tiền thì cải tạo thế nào đây? Cái này, lại đề cập đến việc tính mạng, tài sản của người dân được an toàn. Các khe suối không được cải tạo tốt, chỉ sợ sẽ càng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Phạm Viễn vừa phấn kích vừa nói. Chương 1742, nhăn mặt rồi. Đồng chí Phạm Viễn, hy sinh cuộc sống của đời con đời cháu mình để phát triển kinh tế hiện tại thì không được. Không phải ông nói là phải cải thiện cuộc sống của nhân dân hay sao, nếu người dân phải sống trên một bãi rác thì có được gọi là cải thiện cuộc sống không? Hơn nữa, chúng ta chỉ là hành động đối với những xí nghiệp ô nhiễm nặng, chứ không phải là phủ nhận toàn bộ Đông Hải và các xí nghiệp khai thác mỏ. Còn nữa, chúng ta có thể từng bước tìm kiếm sản phẩm thay thế. Ví dụ như nghề đào mộc của huyện Đào Mộc, Tam Đàm Vọng của Hồng Huyện và Lưu Hoa Cốc của huyện Ninh Khê, hoàn toàn có thể phát triển với việc lấy ngành du lịch làm chủ đạo. Các huyện anh em khác, chẳng lẽ không có ngành khai thác mỏ đồng thì sẽ chết đói hay sao? Bọn họ không thể phát triển theo mẫu cũ được. Chỉ cần tư tưởng của chúng ta chú ý đến vấn đề môi trường, từng bước coi trọng vấn đề này, áp dụng biện pháp cưỡng chế nhất định. Thì tương lai của Hải Đông chúng ta chắc chắn sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay. Diệp Phàm vẻ mặt trang trọng nói. Xưng hô lúc này không phải là Bí Thư Phạm nữa mà trở thành Đồng Chí. Điều này thể hiện vị trí của mình và của Phạm Viễn là bình đẳng nhau. Nghề đào mộc ư, nói mạnh miệng thì ai mà chẳng làm được chứ? Mấy đồ thờ giống như kiếm gỗ đào thì liệu bán được bao nhiêu tiền chứ? Tam Đàm Vọng Nguyệt, cái tên nghe cũng kêu đấy. Không phải chỉ là ba cái đầm cùng lúc có thể ngắm trăng hay sao? Cái này chẳng có gì ngạc nhiên cả. Muốn dựa vào những con đường tắt này để kiếm tiền là điều không tưởng. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng với tư cách là một chủ tịch thành phố thì anh nên bình tĩnh một chút. Đừng có vừa nghe thấy tiếng gió mà đã bảo là mưa, anh phải đẩy mạnh việc xử lý ô nhiễm, chắc chắn phải chỉnh đốn thành phố Thanh Ngưu, có đúng không? Tôi muốn nói với cậu một câu là, thành phố Thanh Ngưu là điển hình mà Hải Đông chúng ta xây dựng. Là tấm gương để cán bộ toàn thành phố học tập. Năm ngoái đã báo cáo với tỉnh đề án thí nghiệm cải cách rồi. Nghe nói trên tỉnh đang nghiên cứu, nếu được thông qua, thì Thanh Ngưu sẽ trở thành một trong ba thị xã kiểu mẫu trong toàn quốc. Đây là điều vinh dự vô cùng lớn, đồng chí Diệp Phàm, anh có nghĩ đến tính nghiêm túc của chính trị hay không? Ngồi lên được vị trí này rồi thì tôi cũng tin tưởng vào tính nhạy bén chính trị của đồng chí. Khuôn mặt của Phạm Viễn trùng xuống. Thanh Ngưu nếu không được chấn chỉnh, tôi e rằng bệnh sẽ ngấm vào xương tủy mất. Bí thư Phạm, được trở thành thành phố kiểu mẫu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cuộc sống của nhân dân Thanh Ngưu cũng không thể bỏ mặc được. Còn có các huyện anh em phía Hạ Du nữa chứ. Đây là tài liệu gần đây nhất mà người ta chuyển đến, Bí thư Phạm xem đi. Diệp Phạm chẳng có cách nào thuyết phục Phạm Viễn, đành phải chuyển cho ông ta xem tài liệu mà An Kỳ đã điều tra được. Diệp Phạm cũng hiểu, Thanh Ngưu là thành phố kiểu mẫu mà Phạm Viễn xây dựng. Tất cả đều do một tay ông ta gây dựng nên. Muốn một người phải phá bỏ kỳ tích do chính mình gây dựng nên thì là một chuyện vô cùng khó khăn. Phạm Viễn sau khi nhận tài liệu thì cẩn thận xem từng trang. Một chút chuyện nhỏ cũng lôi ra để đâm người ta sao. Giống như đồng chí Thiện Quang Huy bí thư đảng ủy công an Thanh Ngưu, tôi cũng biết tính cách của người này, chỉ là có chút hơi nôn nóng thôi. Nhưng về mặt đối nhân xử thế thì cũng được coi là chính trực. Hơn nữa từ khi đồng chí Đàm Quang Huy chủ trì công tác của Cục Công an thành phố đến nay, trên thành phố cơ bản là không xảy ra vụ án hình sự nào quá nghiêm trọng. Còn trước kia thì thường xuyên xảy ra những vụ án hình sự, đây đều là công lao của đồng chí Đàm cả, chúng ta không thể nhằm vào những chuyện nhỏ mà quên đi chuyện lớn. Đồng chí Diệp Phàm, nhìn người thì phải nhìn từ nhiều mặt, không được chỉ nhìn điểm nhỏ mà quên điểm lớn, ưu điểm mới là chủ yếu, ví dụ khi uống rượu thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng một chút. Đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chúng ta là cán bộ, nhưng trước hết chúng ta cũng là một con người, cởi y phục ra thì cũng chẳng khác gì những người bình thường cả. Cho nên, với việc đối đãi với đồng chí, nếu chúng ta đều dùng con mắt lệch lạc này để đánh giá thì trên đời này chẳng mấy đồng chí đủ tư cách cả.
Phạm Viễn tuôn ra một tràng, Diệp Phàm thiếu chút nữa thì phát nộ. Bí thư Phạm, Đàm Quang Huy làm loạn như vậy mà cũng được coi là đồng chí ưu tú sao? Từ tài liệu này cũng có thể nhìn ra, tôi không hiểu Đàm Quang Huy ưu tú ở điểm nào. Đồng chí này chỉ biết rượu chè be bét, không bám váy đàn bà thì cũng vây quanh mâm rượu. Hơn nữa là bí thư đảng ủy công an của Thanh Ngưu, biết luật nhưng vẫn phạm luật, làm ô dù cho bọn khai quảng trái phép. Người như vậy mà còn được coi là ưu tú, tôi đúng là không thể hiểu được. Bộ máy của Cục Công an Thanh Ngưu, ngoài một số ít đồng chí ra thì phải nên thay hết. Bí thư Phạm, nếu không mạnh tay, tôi sợ Cục Công an Thanh Ngưu sẽ gây đại họa mất. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí rốt cuộc là muốn làm gì, có nghiêm trọng như đồng chí nói không? Cán bộ chúng ta liệu có ai lúc rảnh rỗi mà không uống vài chén rượu, khiêu vũ với phụ nữ? Đây cũng được coi là bám váy ư. Trước kia thủ tướng trong những trường hợp xã giao cũng thích khiêu vũ đó thôi. Cũng nói thủ tướng bám váy sao? Cái gọi là khiêu vũ xã giao này cũng là phương tiện để giao tiếp. Cho nên, những lời mà anh nói tôi thấy không được. Hôm nay kết thúc ở đây, anh về nhà ngẫm lại đi, rồi giải quyết việc của huyện Đào Mộc. Phạm Viễn có chút không kiên nhẫn được, khoát tay đuổi Diệp Phàm đi. Tôi hy vọng ông có thể xem kỹ tài liệu này, nội dung trong đó đều là sự thật, đã rất nghiêm trọng rồi. Diệp Phàm đứng lên, nói một câu cuối cùng. Cầm đi, cầm đi, thấy cái này chẳng biết đúng sai thế nào. Phạm Viễn ném đống tài liệu cho Diệp Phàm, sau đó khoát tay xoay ghế lại, không thèm để ý đến Diệp Phàm nữa. Hừ, Diệp Phàm tức giận đặt mạnh cốc trà xuống rồi bước ra khỏi phòng. Hừ, Hải Đông có mục nát thì cũng phải mục nát sau khi Phạm Viễn tao bay cao. Một thằng nhóc, mày thì hiểu cái gì? Cái gì gọi là chính trị, mày hiểu cái chết tiệt gì? Trên đời có cái gì mà không phải trả giá mà nên hồn chứ? Sau khi Diệp Phàm đi rồi, Phạm Viễn vừa nhả khói vừa chửi. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Phàm liền gọi điện cho An Kỳ, giao cho cậu ta phải tăng cường kiểm tra, nhanh chóng thu được những chứng cứ xác thực hơn nữa. Phạm Viễn không được thì phải nhờ cấp cao hơn nữa vậy. Sau đó, trở về văn phòng, Diệp Phàm liền gọi điện thoại đến chỗ Lô Minh Châu ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hỏi. Xin chào trưởng ban Lô. Là chủ tịch thành phố Diệp à, dạo này vẫn ổn chứ? Lô Minh Châu thân thiết nói. Cũng tạm, cháu muốn hỏi chú một chút, đồng chí Lan Đình Sơn, phó bí thư chuyên trách quản lý ủy ban kỷ luật thành phố Hải Đông có phải chuyển rồi không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, đã quyết định rồi. Lô Minh Châu không giấu giếm nói. Vậy không biết ai tiếp nhận vị trí của ông ấy? Diệp Phàm kiên trì hỏi đến cùng. Là Trương Nhất Đống. Chuyện này Lô Minh Châu cũng không giấu. Việc này, không biết đã có quyết định chưa? Diệp Phàm hỏi tiếp. Quyết định rồi. Lô Minh Châu nói, nghĩ một lúc rồi ông lại nói tiếp. Có phải là cháu muốn xin cho ai không? Không, ai đến làm cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên Trương Nhất Đống này, cháu rất không thích. Không biết chuyện này có thể rút lại được không? Diệp Phàm hỏi. Không có cách nào nữa rồi, Diệp Phàm. Việc này cũng không phải là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định. Lô Minh Châu nói. Cháu hiểu, không phải là chủ tịch tỉnh Yến hoặc bí thư Phí quyết định chứ? Diệp Phàm nói. Không phải, là cấp trên trực tiếp cử xuống để tạm giữ chức. Nghe khẩu khí của cháu thì có vẻ cháu và Trương Nhất Đống có chuyện gì phải không? Diệp Phàm, chú muốn nhắc nhở cháu một chút, ba của Trương Nhất Đống không lâu nữa sẽ đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ xây dựng. Đương nhiên. Bác của y là Trương Hướng Đông càng ghê gớm hơn. Cháu nên biết rằng, có những chuyện nếu nhẫn nhịn được thì phải nhẫn nhịn. Đợi khi cháu đủ sức để đấu với bọn họ thì ra tay cũng chưa muộn. Lô Minh Châu hoàn toàn dùng lời của một trưởng bối để khuyên giải tiểu bối. Cháu hiểu rồi, cảm ơn trưởng ban Lô. Không có gì, Lô Vĩ ngày nào cũng nhắc đến cháu đấy, nói cháu đến Hải Đông rồi thì một năm chẳng gặp được mấy lần. Hôm nọ nhạng sĩ muốn đến Hải Đông công tác để được gặp cháu. Thằng nhóc này, không biết trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Lô Minh Châu cười mắng. Ha ha, chắc là Hải Đông không có vị trí thích hợp cho cậu ấy. Cái chức bí thư đảng ủy công an ở Hải Đông phân lượng còn lớn hơn so với ở Thủy Châu. Ngoài chức quyền chủ tịch thành phố là cháu ra thì nhiều người còn phải sợ chết khiếp đấy. Diệp Phàm cười nói. Cháu nói gì vậy? Thằng nhóc đó mà làm được chủ tịch thành phố thì có khi mặt trời mọc đằng Tây.
Thế cháu có biết nó muốn làm gì không? Nó bảo chú sắp xếp cho nó đến Hải Đông làm phó bí thư. Chú chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chức phó bí thư Hải Đông này đâu phải một mình chú nói là xong đâu. Nói đến đây, Lô Minh Châu dừng lại một lúc, sau đó mới hỏi lại. Hôm đó cháu đến Hải Đông có người đến gây rối, chuyện này cháu đã làm rõ chưa? Chú có cảm giác, chuyện này nhất định có người cầm đầu. Nếu không tên ngốc kia có thể biết cái gì chứ? Hình như là họ Tô thì phải, còn tên là Ngưu Đản. Chuyện này cháu cảm thấy rất khéo, tuy nhiên bên công an cũng đang điều tra. Khi có tin tức gì thì cháu sẽ báo cáo cho chú. Diệp Phàm nói. Ừ, đến lúc đó đưa lên, chú sẽ trút giận cho cháu. Lô Minh Châu nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cũng âm thầm cảm kích. Một lúc sau lại gọi điện cho Tề Chấn Đào, mới biết Trương Nhất Đống là do ban tổ chức trung ương trực tiếp quyết định. Ngay cả ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Nam Phúc cũng không thể nhúng tay vào, thế lực của Trương gia tuyệt đối không phải là nhỏ. Buổi chiều, Diệp Phàm vừa đặt mông xuống đã gọi điện cho Vu Hữu Hòa, hỏi y xem đã sắp xếp việc đi dạo cùng với đám người Tống Trinh Giao hay chưa. Vu Hữu Hòa nói có người đến đi cùng với các cô ấy. Diệp Phàm lại gọi điện cho An Kỳ nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chị Triệu, hình như hôm nay tinh thần chị có vẻ mệt mỏi vậy, có phải là tối qua mất sức cho người yêu quá phải không? Diệp Khả Khả, một trong bốn mỹ nhân Thủy Châu nhỏ giọng cười hỏi. Con bé này, còn đám trêu cả chị mày nữa, có thích không hả? Triệu Tứ cũng không vừa, liền quay sang cù Diệp Khả Khả. Diệp Khả Khả bị cù liền cười khanh khách. Lúc không chịu nổi nữa liền chạy sau lưng Tống Trinh Giao để tránh Triệu Tứ. Khả khả, em thật là chẳng biết trên biết dưới gì cả, Triệu Tứ khó lắm mới đến được một lần, em trêu chị ấy không phải sẽ tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Lan Điền Trúc ngồi bên cạnh nói. Chị Lan, chắc là chị không sợ bị cù nhỉ, thử chút xem. Diệp khả khả cười lớn, lao, vào Lan Điền Trúc. Bốn cô gái lại túm vào nhau, cười thiếu tít. Một cô em xinh đẹp. Anh chơi với em một chút. Bỗng nhiên, một giọng nói dâm đãng truyền đến. Triệu Tứ cảm giác có người, đánh úp, vào bộ ngực mình. Điều này không chấp nhận được, Triệu Tứ là con của thế gia quân nhân, nên cũng học được vài chiêu. Cô lập tức tung chân đá mạnh một cái. Phía sau, tên này lập tức bị đá vào hạ bộ. Y liền giận tím mặt, mắng. Mẹ kiếp, dám đá ông mày à? Chưa ai dám đối với Lý Nhất Nam này như vậy. Mẹ kiếp. Ông phải chơi mày mới được. Chương 1743, tư lệnh Nguyễn ra tay bắt người. Tên kia ngông cuồng mắng, cả người lao về phía Triệu Tứ. Tư thế đó chính là muốn ôm chặt lấy cổ Triệu Tứ. Triệu Tứ nhất thời không kịp né, người ta từng tốt nghiệp học viện cảnh sát, cho nên, để cho gã ôm. Hai người đi theo sợ hãi kêu lớn để xông vào kéo ra, mà Lan Điền Trúc đã xông phi đạp vào mông Lý Nhất Nam một cái. Bộp một cái. Chúng đúng giữa mông, khiến cho Lý Nhất Nam phải quay lại, Triệu Tứ bị gã đẩy, người không đứng vững liền va vào một thân cây ven đường, lập tức một bên mặt cô bị chảy xước, sưng lên. Lý Nhất Nam thuận thế lao thẳng tới Tống Trinh Giao, Diệp Khả Khả cũng là con nhà võ ở Thủy Châu nên cũng học được mấy chiêu. Thấy Lý Nhất Nam lao về phía Tống Trinh Giao, liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt mấy viên gạch lên quăng vào gã. Lý Nhất Điền mới đụng vào cánh tay Tống Trinh Giao đã bị Diệp Khả Khả cầm viên gạch đập mạnh vào đùi, làm cho gã đau đến mức phải kêu cha kêu mẹ, lập tức gã hung dữ hẳn lên. Thuận tay cầm lấy cán chổi vụt về phía Diệp Khả Khả. Bỗng chốc hiện trường loạn hẳn lên. Lúc này, tư lệnh Nguyễn của quân khu thành phố đang ngồi uống trà trong phòng làm việc, bên trong truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của Triệu Bảo Cương. Tôi là Triệu Bảo Cương, lập tức cử người đến phố Nam Hoa của thành phố Hải Đông. Có người đang chòng ghẹo cháu gái Triệu Giai Trinh của tôi và đám bạn nó. Bừa bãi quá rồi. Nguyễn Tiến còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy tức giận của Triệu Bảo Cương. Triệu Bảo Cương, tư lệnh Nguyễn đang lẩm nhẩm trong miệng, đột nhiên như tỉnh ra, liền nói. Trời ơi, sao lại là ông ấy chứ? Tư lệnh Nguyễn không chút do dự, lập tức ra ngoài quát. Lập tức cử người đi với tôi đến phố Nam Hoa. Không muốn sống nữa rồi sao? Phân khu quân đội thành phố cách phố Nam Hoa khoảng 3 phút đi đường, chiếc xe cùng với tiếng còi báo động rất nhanh đã đến hiện trường. Điều này đã nằm trong dự tính của Diệp Phàm. Trông thấy cảnh tượng đó,
Tư lệnh Nguyễn tức giận, đích thân bước lên đầu, đột nhiên vung tay cho Lý Nhất Nam hai phát đấm, bỗng chốc tên này miệng sưng vù lên. Bên kia, một thiếu tá tiến lên, lại cho y vài phát đá nữa. Lý Nhất Nam mếu máo. Anh rể của ông mày là Phạm, đấy, chúng mày cứ chờ đấy. Tư lệnh Nguyễn có chút hơi sửng sốt, nhưng sau đó vẫn vung tay lên quát. Dù là ông trời thì hôm nay tao cũng phải cho mày một trận. Lập tức giải hắn về doanh trại cho tôi. Dám chòng ghẹo con gái nhà lành giữa đường, đưa đi cho tôi. Mấy chiếc xe chỉ trong chốc lát đã đưa người đi. Bọn họ không làm sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Không sao, tôi đứng sau theo dõi mà, nếu thực sự có chuyện thì tôi cho người ra mặt ngay. An Kỳ nói nhỏ trong điện thoại. Mười mấy phút sau khi Phạm Viễn nhận được một cuộc điện thoại, lập tức nổi trận lôi đình. Đập mạnh xuống mặt bàn một cái, mắng. Đồ xúc sinh. Trưởng ban thư ký Cao Hoa vội vàng tiến vào, nhìn Phạm Viễn một cái nói. Anh Phạm, giờ không phải là lúc tức giận, làm thế nào để đưa người ra mới là quan trọng. Đám người ở phân khu quân đội đều là những kẻ thô thiển. Nếu họ đánh Nhất Nam chết ra đấy thì ăn nói thế nào với chị dâu? Đánh chết càng tốt, đồ xúc sinh này. Phạm Viễn tức giận, miệng run run, ngồi xuống ghế xoay một lúc sau mới hỏi. Việc này kỳ lạ thật, tại sao phân khu lại ra mặt? Cái này có liên quan gì đến họ chứ? Là Nguyễn Tiến đích thân ra tay, hình như lúc đó còn cho Nhất Nam hai phát tát, xuống tay cũng tương đối mạnh, miệng Nhất Nam đều méo sạch ra rồi. Cao Hoa cau mày nói. Sốt cục là chuyện gì xảy ra vậy, cậu khẩn trương. Phạm Viễn khoát tay chặn lại hừ nói. Tôi đoán chắc trong số những cô gái đó có người là con của quân nhân, hơn nữa, cấp bậc tuyệt đối không thấp hơn Nguyễn Tiến. Còn có một khả năng nữa, cũng có thể là chiến hữu cùng cấp với nhau. Cao Hoa nhìn Phạm Viễn một cái, nói. Các bậc còn cao hơn cả Nguyễn Tiến thì không phải là tướng quân hay sao? Phạm Viễn khẽ giật mình, sắc mặt càng trầm lặng hơn. Tôi thấy, muốn tra ra được thì cũng khá là khó, chỉ bằng anh hãy gọi điện trực tiếp cho Tư lệnh Nguyễn, xem ông ta nói như thế nào. Cao Hoa đề nghị nói. Con người Nguyễn Tiến không phải là cậu không biết, chẳng khác gì như tảng đá dưới gầm nhà xí cả, vừa cứng vừa thối. Có gọi điện thì chắc cũng không nói thật đâu. Phạm Viễn nhíu mày nói. Cũng phải. Cao Hoa gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Hình như... tay họ Nguyễn này có quan hệ rất tốt với Diệp Phàm. Lúc mở hội nghị thường vụ, trước kia Nguyễn Tiến căn bản là không đến, nhưng mấy hội nghị gần đây thì lại đến. Hơn nữa lại ủng hộ Diệp Phàm nữa. Ý của cậu là gọi chủ tịch Diệp đến hỏi. Phạm Viễn nhìn Cao Hoa một cái, hừ nói. Hắn đi hỏi nhất định sẽ lộ chân tướng, cái này, chúng ta phải thận trọng một chút. Cao hơn chức vụ của Nguyễn Tiến thì chắc chắn là tướng quân. Cao Hoa nói. Phạm Viễn đang do dự, đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên, là bà xã Lý Ngọc Nhã gọi điện tới. Vừa mở miệng đã khóc nức nở nói. Ông đi chết ở đâu vậy, làm gì còn chưa đi đưa người ra? Nếu như nó bị làm sao thì tôi liều mạng với ông. Bà thì biết cái chó gì mà nói. Bà xem đồ xúc sinh đó đã gây ra chuyện gì. Trêu ghẹo phụ nữ giữa đường giữa chợ, đem bắn chết nó đi cũng đáng. Phạm Viễn cũng phát hỏa lớn, quát bà xã một trận. Bắn chết, lão Phạm, có thật sẽ bắn chết người không, mau cứu người ra. Lý Ngọc Nhã vừa nghe liền thấy sợ hãi. Được rồi, để tôi hỏi. Phạm Viễn bị ép chẳng có cách nào đành phải đồng ý. Sau khi cúp máy, nghĩ ngợi một chút liền gọi điện thoại cho Diệp Phàm, khéo léo nói chuyện này, Diệp Phàm vừa nghe liền đồng ý gọi điện thoại hỏi xem. Khoảng một giờ trôi qua, Diệp Phàm cố ý để cho đồng chí Phạm Viễn giày vò một hồi. Cho nên, lúc Phạm Viễn như đang ngồi trên đống lửa thì Diệp Phàm gọi điện thoại trả lời, giọng có chút trùng xuống, nói. Anh Phạm, việc này có chút phiền phức. Phiền phức cái gì, rốt cuộc là thế nào? Phạm Viễn hỏi, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng. Hai, mấy cô gái kia đều không phải thuộc dạng đơn giản. Một người là phóng viên của đài truyền hình, tên là Tống Trinh Giao, hình như là con gái của Phó Chủ tịch tỉnh Tống Sơ Kiệt. Một người tên là Lan Điền Trúc, là phóng viên của tòa báo tỉnh. Một người là Diệp Khả Khả, nghe nói ra thế cũng rất ghê gớm. Còn một cô nữa có thể, sai khiến, Tư lệnh Nguyễn là Triệu Giai Trinh. Nói đến đây, Diệp Phàm cố ý dừng lại một chút. Triệu Giai Trinh, chưa từng nghe nói qua.
Phạm Viễn bắt đầu thấy lạnh trong người, là Tống Sơ Kiệt thôi cũng đủ để khiến Phạm Viễn buông điện thoại rồi. Hình như đằng sau cô gái này là một thế lực càng ghê gớm hơn. Nghe tư lệnh Nguyễn tiết lộ thì, vốn tôi cũng khéo léo nói ý của anh, hy vọng tư lệnh Nguyễn có thể chiếu cố một chút, đừng có đánh thương người ta. Hơn nữa hy vọng tư lệnh Nguyễn có thể đưa về địa phương xử lý. Tuy nhiên tư lệnh Nguyễn có nói, cô gái đó tên là Triệu Giai Trinh là cháu gái của lão Triệu của Triệu gia ở Bắc Kinh, cái này, không dễ làm đâu. Diệp Phàm nói, Triệu gia ở Bắc Kinh, có lai lịch gì? Phạm Viễn là ông, tướng, một phương nhưng cũng không biết rõ Triệu gia. Hơn nữa, Trung Quốc rộng lớn như vậy, đâu dễ dàng mà biết được. Nghe nói ông nội Triệu Giai Trinh tên là Triệu Bảo Cương, từng là phó chủ tịch quân ủy. Bác của cô ấy là ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, tỉnh ủy viên tỉnh Việt Đông Triệu Sương Sơn. Bác thứ hai là phó tư lệnh viên quân khu thứ nhất ở Bắc Kinh. Mà bố của cô ấy là phó tư lệnh viên hạm đội Đông Hải. Việc này nếu như để ông ấy biết, thì chưa biết chừng sẽ đưa quân đến Hải Đông chúng ta, hai, chuyện lần này phiền to rồi. Diệp Phàm thở dài. Sau khi buông điện thoại, Phạm Viễn vẻ mặt xa sầm ngồi trên ghế xoay, thở dài. Đồ súc sinh này, lại gây họa lớn như thế này. Thực ra, tôi thấy, chuyện này cũng chẳng phải tội gì lớn, nhiều nhất là bị xử phạt một chút là xong. Nếu có thể đưa về cục thì dễ giải quyết hơn nhiều. Cao Hoa nói. Làm thế nào được, Nguyễn Tiến giữ người chặt như vậy. Phạm Viễn hừ nói. Quân khu bọn họ bắt người là vi phạm quy định. Cao Hoa nói. Cậu đi nói với Phạm Viễn đi, dễ lắm đấy. Phạm Viễn châm chọc nói, nhìn Cao Hoa một cái, nói. Gọi Lão Thái và Đinh Sơn đến, chúng ta bàn bạc một chút. Những lúc thế này thì tôi cũng đành phải muối cái mặt già này vậy. Vậy được, tôi sẽ gọi bọn họ. Cao Hoa nhìn Phạm Viễn nói. Đúng rồi, ở bên phân khu thành phố cậu có bạn không? Gọi hỏi một chút xem sao. Phạm Viễn nói, Cao Hoa liền gật đầu đi làm. Diệp Phàm đến phân khu quân đội thành phố, sau khi chào hỏi tư lệnh Nguyễn liền đi thẳng lên nhà khách. Tuy nhiên, tư lệnh Nguyễn hỏi. Vừa rồi cô Triệu mà mấy cô kia đều gọi tên cậu, gọi cậu đến đây, mấy người có phải đã quen nhau rồi không? Trước kia ở Thủy Châu có quen, năm đó tôi ở Ngư Dương làm phó chủ tịch huyện, các cô ấy đến Ngư Dương phỏng vấn nên quen biết. Diệp Phàm gật gật đầu. Việc đó, cậu xem, không biết lão Triệu có ý thế nào nhỉ? Có thể mời cậu đi hỏi cô Triệu không? Nguyễn Tiến có chút khó xử nhìn Diệp Phàm, đối phương là em vợ của Phạm Viễn, bên này là quân giới Thái Sơn bắt đầu Triệu ra. Nguyễn Tiến đúng là rất đau đầu khó xử, củ khoai lang nóng này rơi vào tay rồi nhưng lại bị bỏng tay, làm không tốt thì sẽ đắc tội với cả hai bên. Tuy nói Nguyễn Tiến không sợ gì Phạm Viễn cả, nhưng dù sao Phạm Viễn cũng là nhân vật số một ở đây. Mình không sợ ông ta. Nhưng cũng không có nghĩa là người nhà mình không sợ và không có việc phải nhờ đến ông ta. Việc này, tôi thấy, hay là giao cho cục thành phố giải quyết thì hơn, quân đội giải quyết việc này không hợp lý lắm, sẽ bị người ta dị nghị. Diệp Phàm nói, tôi thì lại nghĩ, có nên thả người ra không? Nguyễn Tiến thăm dò nói, nếu anh tin tưởng thì cứ để việc này tôi xử lý, có được không? Thế thì tốt quá, việc này tôi toàn quyền nhờ cậu vậy. Nguyễn Tiến vội vàng nói, củ khoai nóng này có thể hất ra, thật sự thoải mái. Tôi hỏi ý kiến của mấy cô kia một chút, cái này, thật ngại quá. Tôi mời cô Tống và cô Lan đến Hải Đông để đưa tin, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng không biết giải thích với các cô ấy thế nào. Đến lúc chủ tịch tỉnh Tống và hiệu trưởng Lan mà hỏi đến thì đúng là phiền to. Diệp Phàm thở dài nói. Chương 1744, rất kiều diễm. Cố ý tiết lộ một chút, việc này, phải để Nguyễn Tiến biết được thân thế của mấy người Tống Trinh Giao mới được. Mà ở trước mặt Phạm Viễn, phải thể hiện được tin này cũng là do mình biết được từ chỗ Nguyễn Tiến là tốt nhất. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, Hiệu trưởng Lan, ở địa phương nào vậy? Nguyễn Tiến hứng thú hỏi Diệp Phàm. Tư lệnh Nguyễn, có thể anh không biết, Tống Trinh Giao không những là phóng viên của đài truyền hình tỉnh, cô ấy còn là con gái của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh chúng ta. Mà Lan Điền Trúc là phóng viên báo tỉnh, ba của cô ấy là phó hiệu trưởng của Đại học Hải Giang. Diệp Phàm nói. Hai, việc này, càng điều chỉnh càng phiền toái. Nguyễn Tiến sắc mặt càng lúc càng khó coi. Diệp Phàm hỏi rõ nơi ở tạm thời của mấy người Tống Trinh Giao, liền đi thẳng tới đó.
Nguyễn Tiến sắp xếp cho các cô một căn hộ, phỏng chừng là nơi nghỉ dưỡng cao cấp của quân đội. Vừa mới bước vào nhà, phát hiện hai cô gái đang đứng trong sảnh. Vừa thấy Diệp Phàm đến, vẻ mặt cung kính nói. Chủ tịch thành phố Diệp đã đến. Các cô đi dạo phố cùng các cô ấy à? Diệp Phàm nói. Vâng, tôi tên là Lý Trân, cô ấy tên là Đỗ Tú, là chủ nhiệm Kiều cử chúng tôi đến, chủ yếu là để đi dạo phố cùng phóng viên đài truyền hình tỉnh và báo tỉnh. Xem Hải Đông chúng ta có gì đặc biệt không? Hai đồng chí nữ gật đầu nói. Ừ, cảm ơn các cô rất dũng cảm, không bị thương chứ? Diệp Phàm vươn tay thân thiết bắt. Đâu có, chúng tôi cũng sợ chết khiếp. Người đó hung hãn lắm, nghe nói là công an, sao lại có thể như vậy chứ? Đúng là đại lưu manh, chủ tịch thành phố, nhất định phải nghiêm túc xử lý hắn. Đỗ Tú nói, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, cứ yên tâm, các cô ấy giờ đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Đỗ Tú nói, Diệp Phàm sau đó liền đi lên lầu. Trên lầu cũng có một đại sảnh, nhưng đại sảnh không có ai cả. Nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi của Diệp Khả Khả, Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Anh còn có mặt mũi đến nữa à, làm chủ tịch thành phố cái gì chứ? Nơi này đúng là hang ổ của lưu manh, em quyết định rồi, không có quay với chụp gì nữa, mà sẽ thu xếp hành lý về ngay. Ở đây mấy ngày, thật khủng khiếp. Tống Trinh Giao đứng trước mặt Diệp Phàm tuôn ra một tràng. Cảm thấy chưa hết giận còn lôi cả gối trên giường ném vào người hắn. Ha ha! Muốn ném tú cầu thì cứ ném thôi. Đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh ngại bắt lắm. Diệp Phàm tươi cười, một tay bắt lấy chiếc gối. Ném tú cầu, anh cũng xứng sao? Tống Trinh Giao mặt hơi đỏ lên hừ nói. Ngồi trên giường tức giận quay đầu đi. Trai tài gái sắc ném tú cầu cũng hay mà. Lúc này, Diệp Khả Khả vỗ tay cười nói. Triệu Tứ, mặt của em. Diệp Phàm nhìn Triệu Tứ tiểu thư. Phát hiện khuôn mặt cô có vẻ như sưng lên. Anh còn hỏi nữa à, chị Triệu bị hủy hoại dung nhan rồi. Lan Điền Trúc hừ nói, sau đó sờ sờ xuống cổ mình mắng. Cái tên lưu manh chết tiệt, chút nữa thì chặt đứt cổ em. Chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi, làm thế nào bây giờ, không tiêu hết được, nếu để lại thật thì khó coi lắm. Trinh Giao còn bị bóp mạnh hơn, đều bị sưng lên rồi. Về sau nếu để lại vết gì thì xấu lắm. Đàn ông rất để ý đến cái này, nếu như để họ nhìn thấy thì xong rồi. Lúc này Diệp Khả Khả vẻ mặt nghiêm trọng nói. Của em không phải cũng như vậy hay sao, còn ở chỗ đó nữa chứ. Tuy nhiên may mà thịt nhiều. Tống Trinh Giao có chút quái dị kêu lên. Cái này, anh đưa các em đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Nên điều trị kịp thời, nếu không để lại vết gì thì không hay. Diệp Phàm khẩn trương nói. Anh đền đi. Đột nhiên. Lan Điền Trúc chỉ vào Diệp Phàm nói. Cái này, anh đền thế nào đây? Mau đi bệnh viện đi đã. Diệp Phàm có chút xấu hổ. Bệnh viện có tác dụng sao? Đến lúc này anh còn không đưa cái thứ kia ra đi. Đúng là nhỏ mọn, thật uổng công bọn em đến vì việc của anh. Trinh Giao, chúng ta dọn đồ để về thôi. Ở đây có kẻ nhỏ mọn lắm. Lan Điền Trúc hừ nói. Sói mắt trắng. Triệu Tứ nhìn Diệp Phàm một cái nói. Các em nói cái gì vậy, anh không hiểu. Diệp Phàm thực sự có chút mơ hồ nói. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn không phải tốt lắm sao? Lúc này, Lan Điền Trúc mới nói thẳng ra. Cái này, cái này. Diệp Phàm có chút khó xử, bởi vì hắn chỉ còn hai viên, bốn cô gái, phải chia thế nào đây? Này cái gì, anh Diệp, nói đi. Diệp Khả Khả cũng đã từng nói qua, cho nên mắt sớm đã sáng lên rồi. Anh chỉ còn hai viên thôi. Diệp Phàm gãi đầu, ngượng ngùng nói. Nói dối, từ trước đến giờ anh nói một viên nhưng giấu một viên. Bọn em dễ bị lừa lắm sao? Lan Điền Trúc hừ nói. Đúng, đúng, lần nào cũng như vậy. Nói còn hai viên thì nhất định sẽ còn hai viên nữa. Anh Diệp, đến giờ anh vẫn còn lừa bọn em sao? Muốn đuổi bọn em đi có phải không? Tống Trinh Giao hừ nói. Đúng là chỉ còn hai viên thôi mà. Những dược liệu để điều chế thuốc này rất hiếm. Các em cũng biết, loại thuốc này rất đặc biệt, chỉ cần thiếu một loại thảo dược thôi cũng không được. Nếu không anh đã phối chế để tặng mỗi em một viên rồi. Hơn nữa, các em là khách của anh lại có thể keo kiệt như vậy được sao? Diệp Phàm anh là người như thế nào chẳng lẽ các em không rõ hay sao? Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm Anh là ai, về cái này chắc cũng hẹp hòi thôi. Tống Trinh Giao vẫn chưa buông tha cho Diệp Phàm. Em không cần biết, anh phải chữa khỏi cho chúng em mới được. Nếu không em không để yên cho anh đâu. Triệu Tứ không ngờ lại nói đùa. Điều này rất hiếm gặp ở cô. Thật sự không được, mỗi người nửa viên. Anh sẽ điều chế để các em thoa. Có lẽ, hiệu quả cũng không thua một viên hoàn chỉnh là bao đâu. Diệp Phàm kiên trì nói. Anh không lừa chúng em chứ? Triệu Tứ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt này có chút phức tạp. Yên tâm đi, anh không lừa đâu. Thôi được, chữa cho em Tống trước đi. Triệu Tứ nói, quay sang nhìn Tống Trinh Giao. Được, tuy nhiên, các em kiểm tra vết thương chưa? Cái này, chúng ta phải có chứng cứ mới được. Muốn trừng trị hắn thì phải có chứng cứ, có phải không nào? Diệp Phàm hỏi. Tư lệnh Nguyễn sắp xếp chu đáo, đã gọi đồng chí ở Cục Công an thành phố đến kiểm tra rồi. Còn chụp chiếu hẳn hoi, anh yên tâm đi. Lan Điền Trúc nhìn Diệp Phàm nói. Bắt đầu từ chị Triệu trước, chị ấy cũng không thể để bị hủy hoại dung nhan vậy. Tống Trinh Giao nói. Bắt đầu đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Diệp Phàm gật gật đầu. Chúng ta sang phòng bên cạnh đi. Triệu Tứ gật gật đầu, đứng dậy muốn đi nhưng bị Diệp Khả Khả nắm tay lại. Không được đi sang phòng bên, ở lại đi. Chúng ta phải ở lại để xem tài nghệ của chủ tịch thành phố Diệp đã tiến bộ hay chưa. Diệp Khả Khả vừa nói, vừa đập nhẹ vào chiếc giường lớn kia, vẻ mặt trông rất hưng phấn. Khả Khả, đừng ầm ĩ nữa, chỗ này. Triệu Tứ mặt hơi đỏ, nhìn chiếc giường lớn kia, ở trước mặt mọi người nên vẫn còn ngượng. Chị Triệu cũng biết mặt đỏ sao? Ha ha! Lan Điền Trúc quỷ dị cười nói. Chị Triệu, chúng ta là chị em, còn đề phòng cái gì chứ? Chị và anh ấy sang phòng bên, em có chút không yên tâm về một số đồng chí đấy. Em có ý gì vậy? Diệp Phàm Anh là chính nhân quân tử. Diệp Phàm vỗ ngực nói. Cái đó thì cũng chưa chắc, đứng trước mỹ nhân thì có khi chính nhân quân tử cũng biến thành yêu dâu xanh ấy chứ. Vẫn nên tại đây thì hơn. Diệp Khả Khả cũng trợ uy nói. Vậy được, đều ở đây. Triệu Tứ gật gật đầu, nhìn Tống Trinh Giao và Diệp Khả Khả một cái, nhẹ nhàng nằm trên giường. Tuy nhiên, cô vơ lấy cái chăn đắp lên người, chỉ để lộ ra khuôn mặt mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh xoa thuốc lên mặt Triệu Tứ, hiện tại công lực đang tăng. Làm việc này căn bản không cần sờ vào mặt cô, mà cách không cũng có thể làm được. Tuy nhiên Diệp Phàm lại không hảo tâm như vậy. Hắn ra sức xoa mặt, xoa cằm của Triệu Tứ, sau đó là xoa đến cổ. Đương nhiên, với nội công của cao thủ cửu đẳng thì dược liệu sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn. Sau khi thoa xong rửa mặt sẽ thấy được hiệu quả ngay lập tức. Ngoài có một chút sưng nhẹ ra thì tất cả đều trắng mịn cả. Dược liệu thật tốt. Diệp Khả Khả vẻ mặt hưng phấn, đẩy Triệu Tứ ra trước gương. Về sau anh phải điều chế nhiều nhiều một chút, chị em chúng em chắc mỗi người phải cần một tá. Triệu Tứ ngắm khuôn mặt mình trong gương, đưa tay lên sờ sờ rồi quay ra nói với Diệp Phàm. Một tá, với loại thuốc này thì chẳng đào đâu ra được cả, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Diệp Phàm cũng thật sự có chút đau đầu. Cô Triệu Tứ này cũng thật tham lam, nói cần một tá, khiến cho người ta phải sợ hãi. Kế tiếp, Diệp Phàm tiến hành thoa cho Lan Điền Trúc, không có thời gian nên chỉ vài phút đã làm xong rồi. Đương nhiên, hắn cũng chẳng hảo tâm mà, tha, cho khuôn mặt của Lan Điền Trúc. Khả khả, đến lượt em rồi đấy. Lan Điền Trúc cười nói, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Vừa rồi Diệp Phàm thoa thực sự là rất thoải mái. Em không sao, không cần đâu. Nếu như thoa thì phải thoa lên mặt. Diệp Khả Khả mặt đỏ bừng nói. Kỳ lạ, rõ ràng là em bị thương chỗ đó mà, sao lại thoa lên mặt chứ? Cái này không được, nếu vết thương mà nặng thì làm thế nào? Vừa nãy có người nói rồi, đàn ông là hay để ý những vết sẹo đó lắm đấy. Lan Điền Trúc cười nói. Đúng vậy, Khả Khả, mau nằm lên đi. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra. Phỏng chừng không phải chỗ bị thương của Diệp Khả Khả cho nên hắn cố ý nói. Em không. Diệp Khả Khả lắc lắc đầu. Được cũng phải làm mà không được cũng phải làm. Chị em mình không thể đứng nhìn Khả Khả bị thương có phải không? Triệu Tứ cười nói. Đúng vậy, động thủ. Lan Điền Trúc cười một tiếng quái dị, hai người liền bổ nhào vào Diệp Khả Khả, nói. Trinh Giao, mau động thủ thôi. Không được, không được. Em không chị đâu.
Diệp Khả Khả mặt đỏ bừng nói. Chương 1745, người nhà ở Hải Đông. Không được cũng phải được. Tống Trinh Giao lao lên, túm lấy váy của Diệp Khả Khả, tốc hẳn lên trên lưng của cô, vì cô bị Triệu Tứ và Lan Điền Trúc đã bị cô áp xuống giường. Mông của Diệp Khả Khả giật giật, Tống Trinh Giao không khách khí kéo xuống. Diệp Khả Khả thảm thiết kêu lên một tiếng, mông đã bị lộ ra rồi. Đương nhiên, chỉ lộ ra một phần lớn, từ đằng sau vẫn có thể nhìn thấy cái rãnh sâu hút chết người kia. Khả Khả, cứ coi như là bị tiêm vào mông một cái thôi mà. Tống Trinh Giao vỗ vỗ mông của cô cười nói. Chị chờ đấy, tí nữa thì đừng có mà kêu. Dù sao cũng đã bị Diệp Phàm nhìn thấy mông rồi, cho nên Diệp Khả Khả lại trở nên bình tĩnh, đợi Diệp Phàm bôi thuốc cho. Chị không làm cái gì cả. Tống Trinh Giao có chút chột dạ, Diệp Phàm cảm thấy rất sảng khoái. Bôi thuốc cho người ta ở chỗ đó một lúc, nếu tay không cẩn thận mà trượt xuống phía dưới thì... Bôi đến phía sau, Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng phát hiện, phía dưới càng lúc càng ẩm ướt. Bởi vì thuốc đều bị làm loãng ra rồi. Hắn đâu có cho thêm nước vào thuốc đâu. Cái này, chắc chắn đó là biểu hiện của việc phụ nữ bị kích động quá mà thôi. Sau khi bôi xong, Diệp Khả Khả mặt đỏ bừng, bất chấp bẩn nhưng vẫn, bổ nhào, về phía Tống Trinh Giao, nói. Các chị em, động thủ thôi. Được, động thủ. Lan Điền Trúc và Triệu Tứ cùng đáp, Tống Trinh Giao muốn tránh nhưng cũng không tránh được, sau đó bị bế ngửa đặt trên giường. Để em cởi. Diệp Khả Khả bị, kích động, rồi động tác cũng trở nên, thô lỗ. Tống Trinh Giao kêu gào thảm thiết, nhưng áo của Tống Trinh Giao vẫn bị tốc lên đến cổ, lộ ra đỉnh núi cao ngất. Diệp Khả Khả vẫn chưa dừng lại, cô kéo mạnh cái nữa, bộ ngực trắng ngần bị lộ hẳn ra. Diệp Phàm cảm thấy tay mình trở nên run bần bật, tuy nhiên lúc này ba cô gái đều đang nhìn chằm chằm, tự nhiên vô cùng bị kích thích. Tống Trinh Giao xấu hổ đến nhắm nghiền mắt lại, giống như nhiệm vụ lần này khó khăn lắm vậy. Diệp Phàm đã thoa mất hẳn một giờ. Đến phía sau, Lan Điền Trúc đã buông tay ra, tuy nhiên dù sao cũng đã để cho Diệp Phàm sờ qua rồi, cho nên Tống Trinh Giao nằm trên giường không hé răng. Cứ để cho đồng chí Diệp tha hồ sờ mó. Đi ra phân khu quân đội, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng kiều diễm vừa rồi giống như một giấc mơ vậy. Tôi thấy lão Thiết cứ đi hỏi xem, để ông ấy ra tay thì sẽ tốt hơn. Thái Quyền Quý nhìn bí thư đảng ủy công an thành phố Thiết Đinh Sơn một cái, nói. Ừ, lão Thiết đi có cách nói. Cao Hoa gật gật đầu. Nghe nói Diệp Phàm đã đi thăm hỏi rồi, không biết tình hình thế nào. Phạm Viễn thản nhiên hừ nói. Người là do cậu ta mời, ân cần hỏi thăm một chút cũng là chuyện nên làm mà. Tuy nhiên cậu ra rất nhiều chuyện, nếu như không mời các cô ấy đến thì đã không xảy ra chuyện này. Thái Quyền Quý cằn nhằn, đem trách nhiệm đổ lên đầu Diệp Phàm. Được rồi, đều là vì công việc mà, chỉ trách tên xúc sinh kia không biết điều thôi. Phạm Viễn khoát tay, nói. Đồng chí Thiết Đinh Sơn tới phân khu quân đội thành phố, khéo léo biểu đạt ý chuyển người đến cơ quan công an xử lý. Lão Thiết, chúng ta đồng điện vi thần, tôi cũng không làm khó ông nữa. Việc này, mấu chốt là mấy cô gái kia, nếu như bọn họ đồng ý, tôi sẽ lập tức đưa người đến để các anh xử lý. Nguyễn Tiến vẻ mặt thật thà nói. Vậy, tôi đi hỏi một chút. Thiết Đinh Sơn đành phải muối mặt đi đến vào căn hộ. Vừa mới nói với các cô ý này, thì bộp một tiếng, Thiết Đinh Sơn còn chưa kịp phản ứng, đã bị cốc trà trên tay Triệu Tứ hắt vào mặt. Cũng may mà nước trà đã nguội, nếu không, dung nhan của Thiết Đinh Sơn không bị hủy hoại mới là chuyện lạ. Cô muốn làm gì? Thiết Đinh Sơn tức giận, chỉ tay vào mặt Triệu Tứ nói. Mẹ ông bị đùa giỡn như vậy mà lúc này ông còn ra sức bao che cho tội phạm à? Triệu Tứ hung hăng mắng. Này, cái này liên quan gì đến mẹ tôi? Này cô gái, cô đừng có mà bậy bạ nhé. Thiết Đinh Sơn cảm thấy chuyện này trở nên bất lợi rồi. Mẹ ông không phải đàn bà sao? Tống Trinh Giao lạnh lùng nói. Lão Thiết, đi thôi. Thiết Đinh Sơn bị Nguyễn Tiến kéo tay ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, thì càng hỏng việc, cho nên Nguyễn Tiến quyết định lôi Thiết Đinh Sơn ra. Thật là quá đáng, tôi đến là để giải quyết vấn đề. Các cô này lại ngang nhiên công kích người thi hành công vụ, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn này. Thật là làm càn. Lão Nguyễn, ông nói xem, tôi đến để điều tra một chút cũng không được, quá hống hách rồi. Còn có coi một bí thư như tôi ra cái gì nữa không?
Thiết Đinh Sơn được phục tùng quen rồi, là bí thư đảng ủy công an thành phố, oai phong như vậy, đâu phải chịu nhục như vậy. Chi nên ông ta mới bức xúc như vậy. Lão Thiết, ông tỉnh lại đi được không? Nguyễn Tiến khẩn trương nói. Tôi đang tỉnh táo đây, nhất định phải truy cứu, nhất định. Thiết Đinh Sơn nổi giận đùng đùng quát lớn. Vậy được, ông đi truy cứu đi. Lúc nào đem một đại đội đến thì cùng quân khu chúng tôi bố trí. Đến lúc đó thì xem súng của công an mạnh hơn hay của quân đội chúng tôi mạnh hơn. Nguyễn Tiến liếc mắt nhìn Thiết Đinh Sơn một cái, lạnh lùng nói. Lão Nguyễn, ông. Thiết Đinh Sơn cuối cùng cũng tỉnh lại, mới nghĩ tới thế lực của nhà họ Triệu, cộng với thân phận của Tống Trinh Giao, người này liền cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Trở về, Thiết Đinh Sơn giấu chuyện mình bị hất nước chè vào mặt, mà chỉ nói Nguyễn Tiến không chịu thả người. Vẫn phải tìm Diệp Phàm, quan hệ của cậu ta rất tốt. Thiết Đinh Sơn chỉ chiêu nói. Lão Thiết, đừng có giấu chúng tôi nữa. Có phải ông đã bị hất ướt hết người không? Là mấy cô nàng đó à, quá cản rỡ rồi. Lúc này, Thái Quý Quyền hừ nói. Hừ, Thiết Đinh Sơn nổi giận, liếc mắt nhìn Thái Quý Quyền một cái. Cảm thấy người này lại nói ra nỗi đau của mình, thật là chẳng ra gì. Lão Thiết, chúng tôi cũng không có ý gì. Nhìn là phát hiện ông bị tạt nước rồi. Diệp Phàm đi chẳng được việc gì. Ở đó ông có nhìn ra cái gì không? Cao Hoa nói. Ừ, hình như là như vậy. Chẳng lẽ tay họ Diệp đó có quen biết với mấy cô nàng này sao? Đồng chí Thiết Đinh Sơn như tỉnh lại, thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Cái này thì đúng rồi. Người là do Diệp Phàm mời đến, đương nhiên là quen biết rồi. Tôi vừa rồi cũng hỏi dò qua, nghe nói tay họ Diệp rất thân mật với mấy cô gái này. Không phải có chân trong chứ. Mời tình nhân đến để dương oai, thật đúng là chẳng ra cái gì cả. Cao Hoa nói. Có một chân thì càng tốt, nếu tay họ Diệp đồng ý ra mặt, 80% việc này có thể giải quyết êm đẹp. Chỉ cần cô nàng Triệu Tứ và cô Tống không gây rối thì việc này dễ giải quyết thôi. Thái Quyền Quý nói, cũng khó đấy, việc này 80% là lão Triệu ở thủ đô đã biết việc này rồi. Nghe nói chính ông ta gọi điện thoại, chỉ đang giả vờ thôi, Nhất Nam cũng phải bị xử lý nghiêm khắc mới được. Còn có chủ tịch tỉnh Tống, người ta không nói, thiên hạ này làm gì có bức tường nào mà gió không lùa qua được chứ. Việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý, thứ xúc sinh này, cứ nhốt nó chục ngày đã. Phạm Viễn đập bàn hừ nói. Sau đó, Phạm Viễn sang phòng bên cạnh gọi điện cho Diệp Phàm. Yêu cầu hắn ra mặt nói việc này, cứ đưa được người về đây cái đã. Việc này, tôi thấy để đồng chí An Kỳ đi là tốt nhất. Cậu ta là cục trưởng cục công an, đến hỏi Nguyễn Tiến thì cũng hoàn toàn hợp lý. Còn giải quyết như thế nào thì tính sau. Đương nhiên, Lão Triệu, Chủ tịch Tống đều chú ý rồi. Hơn nữa, Lan Điền Trúc là phóng viên báo tỉnh, Tống Trinh Giao là phóng viên đài truyền hình tỉnh. Nếu không xử lý nghiêm thì e rằng các cô ấy không phục. Đến lúc đó đưa lên báo, đài thì phiền to. Diệp Phàm thở dài nói. Thiết Đinh Sơn đi cũng vô dụng, An Kỳ đi thì có tác dụng sao? Phạm Viễn hỏi ngược lại, cảm giác như Diệp Phàm đang đùn đẩy, cho nên ông ta có chút tức giận. Tôi biết An Kỳ đi cũng vô dụng, nhưng nếu là tối đi thì danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận, không phù hợp với trình tự pháp luật, cho nên tôi nhất định phải đưa đồng chí An Kỳ đi cùng. Cậu ấy lấy danh nghĩa là cục công an đến gặp, tôi chỉ đóng vai trò thuyết khách thôi. Bảo tôi trực tiếp đòi người, cái này có lý do gì chứ? Diệp Phàm giải thích nói. Cậu quyết định, chỉ cần có thể đưa được người về đây là được. Còn về việc xử lý, không nghiêm khắc thì cũng không được. Phạm Viễn nói. Diệp Phàm biết, Phạm Viễn là làm để cho Triệu Bảo Cương và Tống Sơ Kiệt xem. Cũng không ngoại trừ việc Phạm Viễn từ bỏ cậu em vợ Lý Nhất Nam này. Giữa chiếc mũ quan và quan hệ thân thích, Phạm Viễn sẽ lựa chọn giữ vững chiếc mũ đã. Nếu không có mũ quan thì cái gì cũng mất hết, thân thích thì có tác dụng gì chứ? Không chừng đồng chí Phạm Viễn đang xây dựng điển hình vì đại nghĩa diệt thân. Việc này, tôi sẽ đi, chỉ là đồng chí An Kỳ, tôi e rằng cậu ta sẽ không thực tâm đi làm. Đến lúc đó nói câu gì không phải, làm cho mấy cô kia tức giận thì phiền toái lớn. Diệp Phàm ra bộ khó xử, nói trong điện thoại. An Kỳ không thực tâm, có ý gì vậy? Chẳng lẽ có ý kiến với bí thư là tôi sao? Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể bảo cậu ta đề ra mà. Phạm Viễn vừa nghe thấy đã hiểu ra vấn đề, thiếu chút nữa thì chửi thành tiếng. Thực ra,
nói ra việc này đồng chí An Kỳ có chút oán thán thì cũng là chuyện thường. Lần trước, tôi giải thích cậu ấy phải chỉnh đốn trị an của Thanh Ngưu. An Kỳ nói mình làm cục trưởng cục công an, nhưng đến chức phó bí thư đảng ủy công an cũng không được kiêm. Những đồng chí cấp dưới căn bản là chẳng coi ra gì, cái này là sự thật. Diệp Phàm nói, cái này, tôi nghĩ nhất thời không nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Cậu nói với đồng chí An Kỳ một tiếng, ở thành phố đã sớm suy xét đến vấn đề này rồi. Vài ngày nữa hội nghị thường vụ sẽ thảo luận, một phó bí thư, dù thế nào thì cũng là cán bộ cấp cục trưởng, không nhắc đến cấp bậc, chỉ là một chức nhàn hạ mà thôi. Nếu giải quyết tốt, gọi ban tổ chức xuống tuyên truyền một chút, giới thiệu đảng ủy công an tỉnh đề cử một chút là được rồi. Phạm Viễn đành nghiến răng đồng ý. Còn một việc nữa, có thể bố trí một đồng chí đến cục công an Thanh Ngưu tạm giữ chức không? Diệp Phàm hỏi. Cậu định tiếp tục rằng co phó cục trưởng công an Thanh Ngưu hay sao? Phạm Viễn lạnh lùng nói. Không phải rằng co, là trách nhiệm với đảng với nước. Diệp Phàm lời lẽ chính nghĩa nói. Chức phụ gì? Phạm Viễn hỏi. Phó cục trưởng. Diệp Phàm nói. Được. Phạm Viễn không nhiều lời, trực tiếp cúp máy luôn. Một lúc lâu sau, Phạm Viễn nhìn gương mặt mình rất lâu trong gương, lẩm bẩm. Một thằng nhóc, có phải cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi không, mới mấy tháng đã muốn bay rồi. Phạm Viễn này sẽ cho mày biết, người đứng đầu ở Hải Đông này là tao chứ không phải là mày.